Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1041, để tiểu tử kia sống thêm vài ngày. Lão quỷ kia nói ngôi sao nổi danh phần lớn đã bị lão chơi chán ra rồi, bây giờ cũng chẳng vài em còn tem, bây giờ lão muốn ngôi sao nổi tiếng An Khả Khả. Nhiếp Nhân Kiệt nhanh chóng gửi tin đi. Ý của lão Trịnh là muốn chúng ta đưa lên An Khả Khả. Không biết nói cho lão ta biết, An Khả Khả không thể động vào sao. Đối phương có chút căm tức. Tôi đã nói không có biện pháp nhưng lão Trịnh nói không có An Khả Khả thì ma nữ Mộng Mộng cũng được. Nhiếp Nhân Kiệt cảm thấy rất bực bội, trong lòng thầm mắng lão Trịnh kia không biết bao nhiêu lần, hai ngô sao như vậy mà cũng muốn chơi, xem ra ánh mắt của ngựa giống này cũng rất cao. Đừng quan tâm đến lão, cứ tiếp tục cho Tưởng Hiểu Di qua, nếu không hài lòng thì cho chút lửa, cho lão biết chúng ta không phải loại dễ chơi. Vài giây sau lại có tin mới. Đi sắp xếp đi, lần tới sẽ liên lạc. Nhiếp Nhân Kiệt thấy bên kia lo cao thì cũng không có cảm giác bực bội, mỗi lần đối phương đều là như vậy, mãi đến bây giờ hắn vẫn không biết đối phương là ai, giống như một u linh trên. Nên liên lạc sát thủ. Nhiếp Nhân Kiệt thầm nghĩ, sau đó hắn lên một trang web. Thực tế lần này ở Cảng Thành muốn giết Tống Tử mà cũng là Hạ Thiên cũng không phải chỉ có một mình Nhiếp Nhân Kiệt, trong câu lạc bộ Thiên Vương, sáu anh em của thất huynh đệ hội lại tập hợp trong phòng họp. Đại ca, lão thất nói không sai, Tống Tử và Ninh Khiết kia thật sự rất mạnh. Lão ngũ có vết đao trên mặt có vẻ rất khó coi. Kế hoạch của chúng ta vốn được cho rằng không kẽ hở nhưng lại thất bại thảm hại. Lão ngũ, trên đời này không có kế hoạch gì kín không kẽ hở, vì kế hoạch không cản được sự biến hóa, thất bại là thất bại. Vị đại ca thản nhiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão ngũ, kế hoạch của chú rốt cuộc là thế nào? Tên lão tam đầu chọc có chút hiếu kỳ. Chú nói rõ ra xem, để xem kế hoạch có phải kín kẻ như vậy không? Tôi tìm một người giả vờ đến chuyển phát nhanh, chuẩn bị cho Tống Tử một viên đạn, nhưng Tống Tử kia không có ở nhà, có Ninh Khiết kia ở nhà. Lão ngũ có vết đao trên mặt giới thiệu kế hoạch của mình. Nhưng lúc này lão nhị độc nhãn không nhịn được cắt ngang lời. Đây là kế hoạch không kẻ hở của chú sao? Này lão ngũ! Kế hoạch này của chú dù là đứa bé lên ba cũng nghĩ ra được. Lão nhị, không kiên nhẫn nghe tôi nói hết sao? Lão ngũ có chút mất hứng. Kế hoạch vốn chỉ là như vậy, tất nhiên sẽ chẳng thể gọi là kín kẻ, nhưng trong đó còn có cả bom, được giấu trong hộp chuyển phát nhanh. Bom được điều khiển từ xa, sau khi ám sát thất bại thì tôi cho nổ ngay. Như vậy còn chưa nổ chết con đàn bà kia sao? Tên lão tam đầu chọc có chút ngạc nhiên. Con bà nó, con kia lợi hại thế sao? Không nổ chết nó, hơn nữa còn không bị thương. Thật ra tôi cũng không trông cậy quả bom sẽ làm nổ chết đối phương, chỉ để cho Lý Tư dẫn theo một nhóm người đứng đợi sẵn, khi nghe bom nổ sẽ sang ngay. Khi đó bom nổ, cảnh sát đến tra án, tiến hành thăm dò hiện trường, điều này là đương nhiên. Tôi muốn cho đám cảnh sát giám định vào thăm dò biệt thự, sợ rằng sẽ có được chút dấu vết của lão Lục. Lão ngũ có vết đao chợt căm phẫn. Con bà nó, kế hoạch của tôi có thể nói là kín như lưới trời, bước thứ nhất cơ hội là không lớn, nhưng bước thứ hai có 8 phần ăn chắc, mà nếu bước thứ hai không thành công thì bước thứ ba sẽ là 100%. NSNG không ngờ bước thứ ba cũng hoàn toàn thất bại, đám cảnh sát nghiệm chứng căn bản không thể vào. Khoan hãy nói, tôi cũng thấy kế hoạch này là kín kẻ, nhưng sao đám cảnh sát thùng cơm kia không thể vào? Tên lão tam đầu chọc cảm thấy rất khó hiểu. Đơn giản thôi. Ninh Khiết kia không cho vào. Tên lão ngũ có vết đao rất căm tức. Bọn họ căn bản không xem cảnh sát ra gì, cuối cùng Lý Tư lấy cớ dẫn theo một nhóm 10 người phóng vào, nhưng chưa đến một phút sau đã văng ra, bây giờ còn hôn mê ở bệnh viện, cũng chưa biết lúc nào mới tỉnh lại. Cái gì? Vẻ mặt vài người có biến đổi, mà vẻ mặt vị đại ca càng thêm âm trầm. Lão ngũ, chú nói Lý Tư đang nằm hôn mê trong bệnh viện sao? Đúng vậy, đại ca. Cũng có 10 cảnh sát giống như hắn, đám bác sĩ nói không biết vì sao bọn họ lại hôn mê, nhất định là tiểu tử Tống Tử kia ra tay. Lão ngũ có vết đao khẽ gật đầu. Nếu Lý Tư không tỉnh thì chúng ta tổn thất nặng rồi. Đúng vậy, chúng ta đã cố ý sắp xếp tên kia vào cục cảnh sát, hơn nữa còn để hắn trở thành Lý Tư nổi danh thần thám tử, đã hao tổn biết bao tâm huyết. Đại ca khẽ gật đầu. Lão ngũ, chú tiếp tục xem xét thật chặt chuyện này. Nhất định phải nghĩ biện pháp cho Lý Tư tỉnh lại. Đại ca, em đang nghĩ biện pháp, em nghe nói có một vị nữ thần y đệ nhất thủ đô đến đây, em muốn liên lạc với cô ta.
Lão Ngũ có vết đao khẽ gật đầu, sau đó di chuyển chủ đề. Đại ca, em thấy chúng ta nên nhanh chóng giải quyết Tống Tử, nếu không tiểu tử kia sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Muốn giải quyết hắn cũng không dễ. Vị đại ca lắc đầu. Anh cũng không có biện pháp tìm kiếm tin tức bên kia, nghe nói cảnh sát không tiếp tục điều tra Tống Tử, theo lý thì hắn làm ra chuyện lớn và sớm bị bắt, nhưng tiểu tử kia không biết có hậu trường gì mà chẳng thèm kiêng nể ai. Vậy thật sự không dễ làm. Lão Tam đầu chọc nói. Hừ, hắc hay bạch cũng khó đối phó. Chúng ta có thể chơi ngầm. Thiết Quải Thất không nói gì chợt lên tiếng. Sao mà chơi ngầm? Lão Ngũ có vết đao nói. Đơn giản thôi, tìm một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, trực tiếp xử lý tiểu tử kia là được. Thiết Quải Thất nhanh chóng nói. Đám sát thủ kia chỉ biết giết người, dù tiểu tử kia có lợi hại, chỉ cần vào tầm ngắm của sát thủ thì chỉ còn đường chết. Trước tiên không vội, thế này đi Lão Ngũ, trước tiên chú tìm biện pháp liên lạc với nữ thần y của thủ đô, để xem cô ta có cứu tỉnh được Lý Tư hay không. Nếu không có biện pháp cứu tỉnh Lý Tư thì chỉ có Tống Tử kia cứu được thôi, chúng ta tạm thời không thể để cho hắn chết. Vị đại ca không hổ danh là đại ca, suy xét toàn diện hơn rất nhiều. Nếu nữ thần y kia có thể cứu tỉnh được Lý Tư, như vậy chúng ta sẽ xử lý Tống Tử, nếu không thì chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác cho Lý Tư tỉnh lại, nếu không tất cả phương diện làm ăn của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Được rồi, vậy cứ để cho tiểu tử kia sống thêm vài ngày. Lão Ngũ có vết đao khẽ gật đầu. Bốn người còn lại cũng tán thành, sự việc coi như được quyết định. Lúc này Hạ Thiên và Ninh Khiết vẫn đi dạo trên đường, nhưng lúc này là đi ngược trở về. Hạ Thiên cảm thấy thật sự không có gì hay để đi dạo, đặc biệt là buổi tối đi lại càng chán, tuy thị lực của hắn rất tốt nhưng vẫn có vài thứ không được rõ, không tìm được người đẹp nào, thôi thì về nhà xem vợ hay hơn. Khi Hạ Thiên đang nghĩ sẽ về nhà xem rõ ràng trong ngoài của vợ mình thì đột nhiên cảm thấy không đúng, hình như có tên nào đó đang nhìn vợ mình. Hạ Thiên quay đầu lại xem, cũng không phải là như vậy, có một tên đuổi theo vợ hắn, tất nhiên không phải chạy theo mà lái xe theo. Người này thật sự rất phổ thông, chạy một chiếc xe cùi, có lẽ chưa có giá 100 ngàn. Tất nhiên Hạ Thiên không biết chiếc xe kia là gì nhưng hắn biết nó đã chạy theo mình nãy giờ, vừa mới bắt đầu thì hắn cũng không quan tâm, dù sao mình và Ninh Khiết cũng đang đi bộ, người ta có xe và lái theo phía sau cũng chẳng là gì, bây giờ trên đường cũng có nhiều người lái xe chậm rãi trên đường. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là vừa rồi hắn không phát hiện đối phương đang nhìn chăm chăm vào Ninh Khiết. Này, thằng ngốc nhìn gì vậy? Hạ Thiên dừng lại trừng mắt nhìn tên ngồi trong xe, tuy cách một tầng kính nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ lái xe là một tên đàn ông hơn 20, trên mặt có một cái nốt ruồi rất rõ ràng. Chồng, thôi bỏ, đừng chú ý đến đám người rãnh rỗi này, chúng ta cũng sắp về đến nhà rồi. Ninh Khiết khẽ khuyên nhủ, thật ra nàng đã sớm phát hiện ra chiếc xe này. Xe đã đi theo nàng gần 1 km. Tuy lái xe chạy 1 km là rất nhanh, nhưng nàng đi bộ 1 km và chiếc xe vẫn chạy theo sau, có lẽ cũng hơn 5 phút. Đồng thời người trong xe còn nhìn chằm chằm vào nàng, với năng lực hiện tại thì nàng tất nhiên phát hiện ra ngay. Nhưng nàng thấy đây có lẽ là loại đàn ông không có việc gì làm, cũng không cần so đo làm gì. Đúng lúc này trong xe truyền ra một giọng nói thăm dò. Ninh Khiết sao? Ninh Khiết chợt sững sờ. Sao lại thế này? Chỗ này có người quen mình sao? Dù có người quen thì cũng không thể nào nhận ra nàng được, vì bây giờ nàng hoàn toàn không giống năm xưa, ngoại trừ ở thủ đô có vài người quen thì bây giờ khó ai nhận ra nàng. Xin hỏi em có phải là Ninh Khiết không? Chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông từ bên trong bước xuống, hắn tiến lên hai bước rồi khẽ dò hỏi. Anh nhận lầm người rồi. Vẻ mặt Ninh Khiết có hơi biến đổi. Nàng có chút do dự nhưng vẫn bình tĩnh nói một câu, sau đó nàng quay sang nó với Hạ Thiên. Chồng, chúng ta về thôi. Ninh Khiết thật sự nhận ra đối phương, người này chính là Sở Phàm bạn thời đại học của nàng, nhưng nàng không muốn cho đối phương biết nàng ở đây, vì nàng sợ tin này sẽ truyền về thủ đô, như vậy sẽ làm cho Tống Ngọc Mỹ ý thức được nàng còn sống. Điều làm cho Ninh Khiết cảm thấy mê hoặc là trước nay mình không quen biết Sở Phàm, trước kia rất ít nói chuyện, sau khi tốt nghiệp cũng không liên lạc. Sao Sở Phàm này lại nhận ra? Ninh Khiết kéo tay Hạ Thiên muốn bỏ đi nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng nổ lớn, một chiếc xe màu đen húc vào chiếc xe cùi của Sở Phàm. Chiếc xe màu đen mở cửa ra, ba người vọt đến, trên tay là mã tấu. Chém chết hắn. Một người hô lớn, ba người cùng phóng về phía Sở Phàm, ai cũng vung đao chém tới. Chương 1042, đẹp bên trong.
Sở Phàm giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại, có lẽ cũng vì bị tình cảnh này làm cho khiếp sợ. Hắn nhìn ba tên cầm đao phóng về phía mình mà không có chút phản ứng, chưa nói đến vấn đề chạy trốn, thậm chí ngay cả tránh né cũng không thể. Ba người kia cũng thật sự muốn chém chết Sở Phàm, vì trường đao của bọn họ trực tiếp bổ vào đầu hắn, có thể thấy chỉ cần chém chúng thì hắn sẽ rơi rụng. Ninh Khiết thấy tình cảnh như vậy thì có một giây do dự, cuối cùng nàng cũng ra tay, nàng lóe lên đi đến bên cạnh Sở Phàm, bàn tay vung ra, ba cây đao bị gạt phăng đi. Cuối cùng nàng cướp lấy ba cây đao, lại tiện tay vung ra, ba cây đao đâm vào trong bánh xe. Ba tên kia thấy tình huống không đúng thì muốn xoay người bỏ chạy, nhưng Ninh Khiết không có ý bỏ qua, nàng nhảy lên tung ra vài đá. Ba tên kia ngã gục trên mặt đất và khó thể đứng lên. Nhưng tình hình còn chưa chấm dứt vì Ninh Khiết phát hiện trong xe còn người, tên này đang ngồi ở vị trí lái, vì thế nàng vươn tay lôi hắn ra, sau đó đập mạnh xuống đất. Sở Phàm cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hắn trợn mắt há mồm, lúc này không khỏi nghi ngờ, đối phương không lừa gạt mình, thật sự không phải là Ninh Khiết. Những người này đến muốn chém anh nên báo cảnh sát, tôi muốn về nhà với chồng mình. Lúc này Ninh Khiết khẽ nói một câu với Sở Phàm, sau đó nàng kéo Hạ Thiên bước đi, nhanh chóng biến mất. Dù sao cũng là bạn học, Ninh Khiết không thể nào trơ mắt nhìn sư phụ bị giết chết trước mặt mình, vì vậy nàng ra tay cứu hắn, nhưng nàng không muốn vì vậy mà mang tai vạ đến cho Hạ Thiên, càng không muốn có liên quan đến sư phụ, vì thế nàng nhanh chóng bỏ đi. Sở Phàm đứng nguyên tại chỗ vài phút đồng hồ, cuối cùng hắn mới cầm điện thoại báo cảnh sát. Hạ Thiên và Ninh Khiết nhanh chóng đi về nhà, mà Hạ Thiên cũng thuận miệng hỏi. Vợ quỷ keo kiệt, người kia là ai? Có phải Thẩm yêu chị không? Không thể nào, anh ta là bạn học của tôi, nhưng chúng ta không quen biết. Ninh Khiết tiếp tục giải thích. Bộ dạng trước kia của tôi cậu cũng biết rồi đấy, sao lại có người yêu Thẩm tôi được? À, do bọn họ không biết vẻ đẹp bên trong của chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được. Nàng trừng mắt với Hạ Thiên. Cậu biết vẻ đẹp bên trong của tôi sao? Tất nhiên tôi sẽ biết rõ. Hạ Thiên nói rồi bế Ninh Khiết lên. Vợ quỷ keo kiệt, bây giờ tôi muốn thưởng thức vẻ đẹp bên trong của chị. Hạ Thiên ôm Ninh Khiết đi lên phòng ngủ trên lầu, sau đó đặt nàng lên giường, bắt đầu cởi áo quần của nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, người này nói đến vẻ đẹp bên trong chính là bên trong quần áo, hắn muốn thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Đơn giản chỉ là cởi quần áo mà thôi. Đêm nay cậu không hấp thu âm hỏa sao? Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Trước tiên tôi hấp thu chút âm hỏa trong người chị rồi nói sau. Hạ Thiên cười hì hì nói. Trong người tôi làm gì có âm hỏa? Ninh Khiết trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi nói có thì có, tôi là hạ thần y đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên nói năng với lý lẽ hùng hồn. Ninh Khiết không khỏi thầm nói, còn là đệ nhất thần y à? Sao nàng thấy hắn như đệ nhất dâm y? Khi nàng định nói điều gì đó thì một cảm giác tê dại từ trên ngực truyền đến, nàng khẽ rên lên. Hạ Thiên rất giỏi lột bỏ quần áo của phụ nữ, vì thế hắn nhanh chóng lột trần Ninh Khiết thành một chút cừu trắng nhỏ, sau đó hắn ngậm chặt bồ đào của nàng, tận tình hưởng thụ vẻ đẹp bên trong của nàng, sau đó đi vào bên trong để cảm nhận sâu hơn, đồng thời có lẽ cũng hấp thu âm hỏa của nàng. Mãi đến khuya thì hắn mới thật sự hấp thu được chút âm hỏa trên người Ninh Khiết. Mà hắn cũng lưu luyến rời khỏi người nàng, sau đó dùng phương pháp bình thường để hấp thu âm hỏa trên người mình. Ninh Khiết bị Hạ Thiên lật qua lật lại mà cơ thể như nhũn ra, cuống họng khô rát, nàng rời khỏi giường mặc quần áo, sau đó rót chén nước uống cho thông giọng, cuối cùng ở bên cạnh trông coi. Tám phần là kiếp trước mình mắc nợ cậu ta. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên khoanh chân ngồi bên dưới mà thầm nghĩ, vừa rồi nàng bị hắn lật qua lật lại vài giờ, nếu nói theo lý thì bây giờ nàng phải được nghỉ ngơi. Nhưng nàng chưa được nghỉ, nàng còn phải hộ pháp, cũng may công lực của nàng rất mạnh, còn có thể cố gắng được. Ninh Khiết khẽ vuốt bộ vị trên người vừa bị cắn mút rất mạnh, nàng thầm nghĩ, người này biến mình từ một cô gái xấu xí thành một mỹ nữ để hưởng dụng sao. Ninh Khiết lại lắc đầu, nàng thấy thật sự không phải là như vậy, trước đó hắn hoàn toàn chướng mắt mình, nếu chẳng phải lần này nàng gặp chuyện không may, sợ rằng cũng khó thể ở cùng hắn. Ninh Khiết chậm rãi thở ra một hơi. Nàng khoanh chân ngồi lên giường, cũng bắt đầu tu luyện, như vậy sẽ làm nàng bảo trì sự thanh tĩnh, cũng có thể làm nàng có thêm cảm giác linh mẫn. Nếu có nguy hiểm đến gần thì nàng sẽ phát hiện ra ngay. Một khu dân cư bên ngoài hồ Hương Tuyết vài km, một cô gái xinh đẹp ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nàng xem TV nhưng ngáp liên tục.
Âm thanh mở khóa chợt vang lên bên tai, cô gái chợt chấn động, nàng vội vàng nhảy dựng lên. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào, chính là sư phụ đêm nay vừa suýt nữa bị chém chết. Khi thấy cô gái thì vẻ mặt mệt mỏi của hắn xuất hiện nụ cười dịu dàng. Trương Đan, em còn chưa đi ngủ sao? Cô gái xinh đẹp kia chính là Trương Đan, là bạn của Ninh Khiết khi còn ở thủ đô, nếu Ninh Khiết biết Trương Đan có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ chấn động, vì nàng căn bản không ngờ Trương Đan sẽ đến Cảng Thành. Không thấy anh về, lại nghe anh nói đang ở cục cảnh sát, em cũng không biết anh xảy ra chuyện, em định đến xem nhưng không quen thuộc nơi này, cũng không biết cục cảnh sát ở đâu. Anh nói mình sẽ nhanh chóng quay về nên em chỉ biết đợi, nào ngờ đã qua 2 giờ rồi. Trương Đan ngáp một cái. Được rồi, anh đã quay lại, điều này nói rõ anh không có việc gì, nếu vậy em cũng nên đi ngủ. Trương Đan nói xong thì đi về phía phòng ngủ, sau đó nàng đóng cửa, rõ ràng nơi đây có 2 phòng riêng, mà nàng cũng không phải ở cùng với Sở Phàm. Sở Phàm đi vào toilet, hắn rửa mặt, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Nhưng một phút sau hắn lại đi ra, hắn đến gõ cửa phòng Trương Đan. Trương Đan, em ngủ chưa? Sở Phàm thật ra khá buồn ngủ, nhưng có một việc không nói rõ thì hắn rất khó ngủ. Hơn nữa hắn cũng tin, nếu Trương Đan biết rõ chuyện này cũng sẽ mong muốn được nghe rõ ràng. Chưa, Sở Phàm, anh có việc gấp gì sao? Bên trong truyền ra âm thanh của Trương Đan. Trương Đan, anh giống như vừa được gặp Ninh Khiết. Sở Phàm có chút chần chừ, cuối cùng nói thẳng ra. Bịch, bịch. Trương Đan trực tiếp nhảy xuống giường, nàng mở cửa phòng, giống như tinh thần chợt tỉnh táo trở lại, nàng vội vàng hỏi. Sở Phàm, anh nói gì, anh gặp Ninh Khiết sao? Điều này, Trương Đan, em, quần áo của em. Sở Phàm cảm thấy có chút xấu hổ, lại giống như không dám nhìn. Trương Đan vì chạy ra quá nhanh mà quên mất trên người có vài phần lộ ra, đặc biệt là hạ thân, nàng chỉ mặc một cái quần lót nhỏ. Á! Trương Đan lập tức cảm thấy không đúng, nàng đóng ầm cửa lại, chưa đến một phút sau cửa lại mở ra. Điều làm cho Sở Phàm cảm thấy dở khóc dở cười chính là Trương Đan cũng không mặc quần áo vào, nàng chỉ quấn một cái mền lên người mà thôi. Sở Phàm, nói mau, anh thấy Ninh Khiết ở đâu? Trương Đan tỏ ra rất quan tâm. Thật ra, Trương Đan, anh cũng không xác định, cô ấy không thừa nhận mình là Ninh Khiết, nhưng anh nhớ lần trước xem qua ảnh của em, thật sự rất giống. Sở Phàm suy nghĩ. Đúng rồi, em cho anh xem lại đi. Được, anh chờ chút. Trương Đan tiến vào phòng ngủ, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng mở một tấm hình. Anh xem, nhìn kỹ một chút, có phải không? Bây giờ bạn ấy là như vậy, rất đẹp, đặc biệt có khí chất, giống hệt như một ngôi sao. Sở Phàm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cả phút, sau đó hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là cô ấy, anh thật sự được gặp cô ấy, nhưng kỳ quái, Trương Đan này, em và Ninh Khiết rất quen thuộc, em có biết Ninh Khiết biết võ không? Võ? Trương Đan chợt ngây người. Hình như có biết một chút, em tận mắt thấy cậu ấy đánh bay một tên đàn ông. Là vậy sao? Vậy thật sự là cô ấy rồi. Sở Phàm có chút hoang mang. Nhưng rất kỳ quái, nếu thật sự là cô ấy thì sao không nhận ra anh, dù không biết cũng không nên phủ nhận chứ. Đúng vậy, kỳ quái, sao lại đến Cảng Thành? Trương Đan có chút mơ hồ. Sở Phàm, anh nói cẩn thận lại xem, đừng bỏ qua điều gì. Được rồi. Sở Phàm có chút mệt mỏi nhưng vẫn nói ra rõ ràng, cũng may sự việc không quá phức tạp, hắn cũng không mất nhiều thời gian. Sao, anh thiếu chút nữa đã bị chém chết? Trương Đan lắp bắp kinh hoàng. Đúng vậy, nếu không có Ninh Khiết cứu, sợ rằng bây giờ anh đã xong rồi. Sở Phàm gật đầu, trong lòng hắn có chút bất an, cũng không biết vì sao bọn họ muốn xử lý mình. Đúng là kỳ quái, Ninh Khiết đến đây, còn có cả chồng, nhưng không thừa nhận, đúng là quỷ dị. Trương Đan lầm bầm. Cũng không nghe nói bạn ấy có bạn trai, đàn ông dây dưa với nàng chỉ có một, chẳng lẽ là hắn? Trương Đan nghĩ vậy thì lại hỏi. Sở Phàm, anh thấy rõ người đàn ông đi cùng Ninh Khiết chứ? Điều này, cũng không quá rõ ràng, người đàn ông kia có vẻ rất bình thường, không có gì đặc biệt, hơn nữa anh thấy Ninh Khiết nên chẳng quan tâm đến đối phương. Sở Phàm có chút ngượng ngùng. Hừ, Trương Đan có chút thất vọng. Thôi được rồi. Mệt chết được, không nói đến vấn đề này nữa, ngày mai anh đưa em đến chỗ đã tìm được Ninh Khiết, nếu bọn họ đi tản bộ ở nơi đó, sẽ ở cách đó không xa. Được, không có vấn đề. Sở Phàm đồng ý ngay.
Chương 1043, là một tên ăn mày. Đối với rất nhiều thành phần tri thức thì khoảng thời gian cuối tuần dành để ngủ, Lục Huy cũng không ngoại lệ, bình thường mỗi ngày hắn đều thức dậy trước 7 giờ, hôm nay hắn ngủ đến 10 giờ còn chưa thức dậy, mãi đến khi điện thoại vang lên. Alo, xin hỏi là ai vậy? Lục Huy không chần chừ, hắn lập tức nhận điện thoại, vì bình thường hắn ngủ và chưa bao giờ tắt điện thoại, vì sợ công ty có chuyện gấp. Anh là Lục tiên sinh phải không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói rất động lòng người. Là tôi, xin hỏi chị là. Lục Huy rất muốn tìm từ trong trí nhớ ra chủ nhân của giọng nói này, nhưng dù hắn nghĩ khắp cũng không nhớ ra, cuối cùng hắn xác nhận mình chưa từng gặp người này. Tôi là Ninh Khiết, hôm qua chồng tôi mượn anh 10 đồng, cậu ấy muốn trả lại anh 100 ngàn, nếu Lục tiên sinh đang rảnh, làm phiền nói địa chỉ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đến trả tiền cho anh. Âm thanh động lòng người chợt giải thích, nhưng Lục Huy nghe vậy mà cảm thấy mơ hồ. Sao, chị nói gì? Lục Huy bây giờ vốn không quá tỉnh ngủ, hắn nghe nói như vậy thì càng không tỉnh táo, mình còn nằm mơ sao? Sau khi người ở đầu dây bên kia lặp lại một lần nữa, cuối cùng Lục Huy cũng nghe rõ ràng, hắn cũng nhớ đến sự việc liên quan đến 10 đồng tiền này. Hắn nhớ sáng qua mình gặp được một tên thanh niên quái dị, tên kia có vẻ sinh bệnh nhưng sau đó lại đánh ngất đám bác sĩ đến cấp cứu. Người này ăn mặc không giống ăn mày nhưng lại mượn hắn 10 đồng tiền để đi xe buýt và tự xưng là sẽ trả lại 100 ngàn, nhưng cuối cùng hắn cũng cho đối phương 10 đồng tiền, cũng nói không cần trả lại 100 đồng. Điều này, Ninh tiểu thư, tiền này cũng không cần trả lại, 10 đồng mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Lục Huy nhớ đến sự việc thì vội vàng mở miệng. Lục Huy quả thật căn bản không ngờ đối phương sẽ trả 10 đồng tiền đã mượn, càng không ngờ đối phương sẽ trả lại 100 ngàn, lúc đó hắn chỉ vội đi làm. Sau đó lại quên khuấy đi mất. Nhưng hắn cũng không ngờ bây giờ có người điện thoại cho mình, thật sự muốn trả tiền, hơn nữa còn là 100 ngàn. Lục tiên sinh, chồng tôi là người nói lời giữ lời, cậu ấy nói muốn trả cho anh 100 ngàn, như vậy sẽ trả 100 ngàn, vì vậy làm phiền anh nói địa chỉ, chúng tôi sẽ đến trả tiền. Ninh Khiết ở đầu dây bên kia vẫn kiên trì muốn trả tiền. Điều này, Ninh tiểu thư, dù thật sự muốn trả tiền, nhiều nhất chỉ cần trả 10 đồng mà thôi. Tôi cũng không muốn 100 ngàn. Lục Huy chợt ngẩn ngơ nói, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời đã bị cắt đứt. Lục tiên sinh, tôi đã nói rồi, chồng tôi là người nói lời giữ lời, cậu ấy cũng không quan tâm chút tiền như vậy, vì thế chúng tôi trả lại anh 100 ngàn, cũng không thiếu một phân nào. Kính xin anh nói cho tôi biết địa chỉ, để chúng tôi đến tìm. Ninh Khiết ở đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn. Được rồi, tôi ở thôn Thành Trung, các người đến có thể điện thoại cho tôi. Lục Huy có chút chóng mặt, cuối cùng hắn cũng nói địa chỉ cho đối phương, thầm nghĩ đối phương có lẽ cũng chỉ nói như vậy mà thôi, cũng chưa chắc đến đây tìm mình. Đợi đối phương cúp điện thoại thì Lục Huy vẫn còn ngây ngốc trong chốc lát, sau đó bên cạnh vang lên âm thanh bực bội. Lục Huy, ai điện thoại cho anh vậy? Cái gì là Ninh tiểu thư? Cái gì là 100 ngàn? Anh và cô ta nói chuyện gì vậy? Người mở miệng chính là bạn gái của Lục Huy, là Tô Cầm. Ở trong thành phố mà trước kia Lục Huy từng công tác. Thật ra gia thế của Tô Cầm là khá tốt, cha là nhân viên nhà nước, tuy không phải là quan lớn nhưng gia cảnh cũng rất tốt, hơn nữa nàng lại rất xinh xắn nên có rất nhiều người theo đuổi. Nếu nói về điều kiện thì có nhiều người điều kiện tốt hơn Lục Huy rất nhiều, nhưng cuối cùng Tô Cầm vẫn chọn Lục Huy, hơn nữa còn đi theo hắn đến một thành phố xa lạ, đến đây hai bên dốc sức làm việc. Vì vậy mà Lục Huy cảm thấy mình rất có lỗi với bạn gái. Hắn cũng hy vọng mình có thể tìm ra một cuộc sống tốt hơn cho bạn gái. Nhưng sau khi vào thành phố này thì Tô Cầm cũng bắt đầu có chút lo lắng, vì sau khi đến đây thì nàng phát hiện rất nhiều cô gái xinh đẹp. Điều này cũng bình thường, ở một quốc gia mà đàn ông nhiều hơn phụ nữ thì Cảng Thành lại là thành phố phụ nữ nhiều hơn đàn ông, vì vậy mà nơi đây có nhiều người đẹp cũng không phải điều gì kỳ lạ. Tô Cầm ở quê thì có điều kiện rất tốt nhưng đến Cảng Thành lại chỉ là bình thường, tiền lương của nàng không bằng Lục Huy. Hơn nữa bây giờ nàng xa cha mẹ, luôn cảm thấy thiếu an toàn. Vì vậy nàng quản Lục Huy khá chặt, bây giờ nghe hắn gọi điện thoại nhắc đến Ninh tiểu thư gì đó, điều này làm nàng kinh sợ. Lục Huy cũng biết tâm tư của bạn gái, vì vậy hắn không hề giấu giếm, sau đó kể ra sự việc kỳ quái cho Tô Cầm. Thật hay giả vậy? Tô Cầm nghe xong thì có chút nghi ngờ. Có chuyện này thật sao? Anh cũng không biết, anh nói không cần trả tiền. Dù sao chỉ là 10 đồng tiền mà thôi nhưng chị ta nói chồng mình nói là giữ lời, vì vậy anh cũng không có biện pháp. Để xem chút nữa bọn họ có đến hay không. Lục Huy có chút bất đắc dĩ.
Tô Cầm, việc này đừng cho là thật, nói không chừng chỉ là đùa cho vui mà thôi. Nếu thật sự trả cho anh 100 ngàn, thì chúng ta thật sự gặp may mắn rồi. Tô Cầm đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Bây giờ chúng ta có 100 ngàn gửi ngân hàng, có thêm 100 ngàn nữa, chúng ta chỉ cần mượn cha mẹ thêm 100 ngàn thì sẽ mua được một căn nhà nhỏ, tổng gái chỉ là 1 triệu nhưng trả trước 300 ngàn cũng được rồi. Điều này, Tô Cầm, nếu người ta thật sự đến đưa 100 ngàn, em nói xem chúng ta có nhận tiền không? Lục Huy còn đang rất do dự, hắn cảm thấy cho người ta mượn 10 đồng tiền, bây giờ thu lại 100 ngàn, thật sự khó thể nói nên lời. Thu, sao không thu? Dù sao người ta cũng không quan tâm đến 100 ngàn, nếu anh không thu thì người ta sẽ mất hứng. Tô Cầm dùng giọng không chút do dự nói. Lục Huy suy nghĩ, hắn phát hiện điều này rất đúng. Hắn đã nói không cần trả nhưng người phụ nữ trong điện thoại thật sự mất hứng. Vì vậy Lục Huy khẽ cắn răng, quyết định nếu có người trả 100 ngàn, hắn nhất định sẽ nhận. Ninh Khiết và Hạ Thiên lúc này đang ngồi taxi, bọn họ đi về phía tây xã Thành Trung. Hạ Thiên từng có kinh nghiệm ngồi xe buýt chán nản một lần, bây giờ hắn thật sự không có hứng ngồi xe buýt. Nếu dựa theo lẽ thường thì bọn họ sẽ mua xe hơi mới đúng, bọn họ vừa lấy được từ tên Vương Lực Hành kia 10 triệu, mua xe không phải là vấn đề. Nhưng vấn đề là Hạ Thiên không biết lái xe, Ninh Khiết cũng không biết lái xe. Ninh Khiết đã từng có thời gian bị cận thị và chân dài chân ngắn, tất nhiên nàng sẽ không đi học lái xe, đợi khi nàng bình phục thì lại đi theo Tống Ngọc Mị học võ công, lúc đó nàng có xe chuyên trách, căn bản không cần học lái xe. Kết quả là đến bây giờ Ninh Khiết và Hạ Thiên vẫn chưa ai biết lái xe, tất nhiên sẽ chẳng mua xe. Bây giờ là cuối tuần nên phần lớn mọi người còn đang ngủ, vì vậy mà trên đường không có kẹt xe. Chưa đến nửa giờ sau taxi đã chạy đến phía tây xã Thành Trung theo lời Lục Huy. Tiên sinh, đây là phía đối diện tây xã Thành Trung, chỉ cần đi qua cây cầu kia là được, tôi chỉ chạy đến đây thôi, hai người có thể đi bộ sang. Xe taxi dừng lại ở ven đường, tên tài xế mở miệng nói. Đi, vợ, chúng ta xuống xe. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì lập tức đồng ý, hắn cũng thuận tay đưa cho lái xe 100 đồng. Không cần thối. Tên tài xế nhìn Hạ Thiên kéo Ninh Khiết xuống xe mà cảm ơn một tiếng nhưng trong lòng thầm mắng ngu như heo, không phải đang giả vờ có tiền trước mặt bạn gái sao. Đáng tiếc là Hạ Thiên không đọc được tâm tư của tên tài xế, nếu không hắn nhất định sẽ lấy lại tiền, thậm chí còn cho tên tài xế một trận nên thân. Lúc này Hạ Thiên kéo Ninh Khiết đi lên cầu, chuẩn bị qua cầu đến phía tây xã Thành Trung. Hắn cho rằng mình rất giữ lời, đã đồng ý cho người ta 100 ngàn thì sẽ đưa 100 ngàn. Dù sao đối với hắn thì 100 ngàn cũng không đáng là gì. Nhưng Hạ Thiên vừa đi được vài bước thì lại bị cản, một âm thanh phụ nữ truyền vào tai. Tiểu tử, chờ chút, quyên một đồng tiền đi. Hạ Thiên nhìn lại, hắn phát hiện cản đường mình là một người phụ nữ trung niên khoảng 40, vì vậy dùng giọng kỳ quái nói. Sao phải cho cô một đồng? Cô là ăn mày sao? Ninh Khiết nghe nói như vậy thì lập tức muốn cười. Mà vài nhóm nam nữ bị người phụ nữ trung niên này ngăn lại cũng rất muốn cười. Người này rõ ràng là độc miệng, người ta rõ ràng là nói quyên tiền, hơn nữa là nói đến nghĩa vụ quyên tiền, hắn lại coi người ta là ăn mày, nhưng còn chăm chú hỏi người ta, đúng là mất mặt. Người phụ nữ trung niên này họ Bạch, đám người đi cùng gọi nàng là chị Bạch, mà vài người bị chặn lại yêu cầu quyên tiền cũng biết chị Bạch này là thành viên của hội từ thiện Cảng Thành. Mỗi người chỉ bỉ ra một đồng tiền, vì vậy cũng không có gì. Nếu kẻ nào không quyên tiền thì sợ rằng sẽ bị nói vài câu giáo dục đạo đức, điều này làm người ta cảm thấy rất phiền phức. Đặc biệt là những người mà trên người không có tiền lẻ, tuy bọn họ muốn cúng một đồng để chạy đi nhưng trên người chỉ có tờ 100 đồng, đối phương lại bắt phải quyên tiền, điều này cực kỳ khó chịu, nếu quyên góp 100 đồng sẽ rất đau lòng. Tiểu tử, chú em nói gì vậy? Ai là ăn mày? Ai là ăn mày? Hừ, đây là quyên tiền theo nghĩa vụ, biết cái gì gọi là quyên tiền không? Biết cái gì có nghĩa là giúp người làm niềm vui không? Chú em có biết? Chị Bạch bắt đầu mất vui, vì vậy mà mở miệng dậy bảo Hạ Thiên. Đám người bên cạnh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hạ Thiên, chị Bạch kia có bản lĩnh chanh chua, điều này làm bọn họ rất đau đầu, trong nhóm đã có vài người lãnh giáo. Nhưng bọn họ cũng không muốn cãi nhau với chị Bạch này ở đây, nếu không bọn họ sẽ bị chụp mũ tội danh không đồng tình. Nhưng Hạ Thiên lại nói, tôi không nợ tiền chị. Mà chị lại đòi tiền tôi ở đây, vì vậy chị là ăn mày. Vài ngày trước có một tên ăn mày nói cho tôi biết, phần lớn ăn mày là lừa đảo, mà tôi ghét lừa đảo, vì vậy một đồng cũng đừng hòng. Chương 1044, vừa làm một chuyện tốt. Nói rất hay,
anh bạn, anh ủng hộ chú. Chửi rất hay. Vài người giơ ngón cái với Hạ Thiên, còn có vài tên khẽ tán thưởng, nhưng bọn họ không dám lớn tiếng, dù thế nào thì Hạ Thiên cũng thật sự xả giận cho bọn họ. Cậu xem mình có ý thức gì vậy? Một đồng tiền cũng không chịu quyên cho người nghèo, cậu nói xem có loại đàn ông như vậy sao? Đàn ông như cậu mà còn muốn cô gái nhà người ta. Chị Bạch có vẻ rất tức giận, nàng lớn tiếng răn dạy Hạ Thiên. Nhưng đúng lúc này có một âm thanh vang lên cắt đứt lời chị Bạch. Này gì, chồng tôi có tương lai hay không, điều này hình như chỉ mình tôi là quan tâm, không cần chị phải kích động như vậy chứ. Người mở miệng tất nhiên là Ninh Khiết, thật ra ban đầu nàng cũng có ý nghĩ cho đối phương một đồng tiền, nhưng Hạ Thiên không muốn cho, bây giờ người phụ nữ trung niên lại mắng vốn, điều này làm nàng mất hứng. Nếu nó chồng nàng không biết đồng tình với người nghèo thì nàng tuyệt đối tán thành, nhưng nếu nói hắn không có tương lai thì thật sự thái quá, nếu thật sự không có tương lai, nàng không biết có bao nhiêu đàn ông có tương lai hơn chồng mình. Nghe được lời nói của Ninh Khiết thì mọi người cùng nhìn về phía nàng, sau đó trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, đúng là sự thật trần trụi, chị Bạch kia vừa nói người ta sẽ không tìm được bạn gái, bây giờ người ta đã có một người vợ đẹp như ngôi sao. Khi thấy Ninh Khiết thì chị Bạch kia cũng sững sờ, sau đó nàng lại chuyển đổi mục tiêu giáo dục. Này người đẹp, em xinh đẹp như vậy thì cần gì phải theo chân loại đàn ông không có tương lai. Với điều kiện của em chỉ cần tùy tiện cũng tìm được nhiều đàn ông mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Để chị nói nhé, một tên đàn ông mà một đồng không dám bỏ ra, dù hắn thật sự có tiền cũng sẽ không cho em. Chết tiệt, cút ngay. Hạ Thiên tung ra một cước đá văng người phụ nữ trung niên lắm mồm, đúng là muốn chết. Mọi người chợt ngẩn ngơ, người anh em này được ủng hộ thì hình như làm thái quá một chút thì phải, cứ như vậy mà trực tiếp đạp văng người ta sao? Phải biết rằng bên cạnh còn có camera. Đây là quyên tiền theo nghĩa vụ, còn có phóng viên đi theo phỏng vấn, nếu động tác đánh người bị người ta thu được, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Khi mọi người còn đang lo lắng cho Hạ Thiên, đúng lúc này Hạ Thiên lại lóe người đến bên cạnh máy quay, hắn dùng một tay cầm lấy camera, sau đó đập mạnh xuống đất, đồng thời bất mãn nói một câu. Đừng dùng thứ này quay vợ anh nhé chú. Tên phóng viên chợt buồn bực, ai quay vợ mày? Tên phóng viên rất buồn bực nhưng cũng rất thức thời, hắn cũng không mắng chửi. Với kiến thức và kinh nghiệm phong phú của hắn thì biết ngay tên kia rất thích bạo lực, không nên dây vào, nếu không sẽ đo đất như chị Bạch kia. Khi thấy chị Bạch kia còn nằm trên mặt đất chưa đứng lên, camera lại hư hỏng thì đám người trước đó bị ngăn cản quyền tiền lập tức giải tán ngay, sau đó chạy sạch. Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì có chút đắc ý. Vợ quỷ keo kiệt, ai nói tôi không làm được việc tốt, đây không phải là việc tốt sao? Được rồi, cậu làm việc tốt, chúng ta đi thôi. Ninh Khiết kéo Hạ Thiên đi, thừa dịp chị bác kia chưa đứng lên mà bỏ đi, nếu không sẽ rất phiền phức. Trong nhà thuê, Lục Huy và bạn gái Tô Cầm đã sớm thức dậy, bọn họ mở máy tính cùng ngồi xem phim, nhưng rõ ràng tinh thần không được tập trung. Trước đó khi nhận được điện thoại của Ninh Khiết thì Lục Huy vốn không quan tâm, Tô Cầm tất nhiên càng không biết chuyện này, nhưng bây giờ thì khác rồi, trong lòng bọn họ đang rất chờ mong Ninh Khiết đến. Rất nhiều sự việc đều như vậy. Khi người ta chưa có gì chờ mong thì căn bản sẽ chẳng quan tâm, nhưng khi đã có chuyện cần để ý thì bắt đầu lo lắng được mất. Ví dụ như bây giờ, đợi hơn một giờ mà chưa thấy đối phương, vì vậy Lục Huy bắt đầu lo lắng. Này, sao còn chưa đến? Ninh Khiết kia có phải là lừa gạt không? Tô Cầm lúc này cũng không nhịn được nữa, 100 ngàn tuy không tính là nhiều nhưng đối với bọn họ thì không thể tính là ít, có số tiền đó thì bọn họ có thể thực hiện ước mơ mua nhà sớm hơn vài năm. Những năm gần đây ai mà chẳng muốn có một căn nhà của riêng mình, thuê phòng không chỉ mắc, hơn nữa còn thường xuyên bị chủ nhà nổi giận nói này nọ, hơn nữa còn bị xem thường. Sao anh biết được? Lục Huy có chút bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ, sau đó nói thêm. Tô Cầm, em cũng đừng quan tâm, dù sao trước đó anh cũng không muốn 100 ngàn của người ta, coi như việc này chưa từng phát sinh là được. Nói thì như thế nhưng điều này làm người ta chờ mong, bây giờ chúng ta lại thất vọng, đúng là đáng giận. Tô Cầm có chút bất mãn, điều này cũng thật sự khó trách, nó giống như xổ số trúng thưởng, khi thấy chúng nhưng lại bị người ta nói là vé số giả, điều này thật sự khó thể chịu được. Lục Huy đang muốn an ủi bạn gái thì điện thoại vang lên, hắn vội vàng lấy điện thoại ra xem, sau đó ngây người, hình như xổ số có thể thực hiện được thì phải. Có phải cô ta điện thoại đến không? Mau nghe máy đi. Tô Cầm thúc giục. Là cô ấy điện thoại đến. Lục Huy khẽ gật đầu. Sau đó hắn hỏi Tô Cầm một câu.
Em nói xem chúng ta nên gặp mặt cô ấy ở nơi nào. Con đường trước nhà đi, hẹn gặp mặt ở đó, vì nơi đó có ngân hàng, nếu thật sự cho chúng ta tiền, chúng ta có thể đi gửi luôn trong ngân hàng, 100 ngàn mang trên người cũng không an toàn. Nếu bọn họ lừa đảo hay cướp bóc thì chúng ta ở gần ngân hàng cũng an toàn hơn, vì bên cạnh ngân hàng thường có cảnh sát. Tô Cầm nhanh chóng có ý kiến. Lục Huy cảm thấy ý kiến của Tô Cầm là rất tốt, sau đó hắn nhận điện thoại, người gọi đến thật sự là Ninh Khiết, mà Ninh Khiết cũng đồng ý gặp mặt ở ngân hàng. Chưa đến một phút sau Lục Huy đã cúp điện thoại và dùng ánh mắt chờ mong nhìn bạn gái. Tô Cầm, chúng ta đi xuống thôi, bọn họ đến rồi. Hai người nhanh nhóng xuống lầu rồi đi đến một ngân hàng cách nhà bọn họ chưa đến 1 km, sau đó bọn họ thấy được Ninh Khiết. Đúng là không có biện pháp, Ninh Khiết quá đẹp. Nàng đứng đó không khác gì hạc giữa bầy gà. Mà lúc này Tô Cầm thật sự không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm, ngay cả Lục Huy cảm thấy người yêu là Tây Thi cũng không thể không thừa nhận, đối phương và bạn gái mình không phải một cấp bậc. Là cô ấy sao? Tô Cầm nhìn không được phải hỏi. Không biết, nhưng người đàn ông bên cạnh cô ấy hình như chính là tên anh đã cho mượn tiền hôm qua. Lục Huy lúc này cũng nhìn thấy Hạ Thiên, sau đó nói với Tô Cầm. Vợ quỷ keo kiệt. Anh đã mượn tiền của người kia. Lúc này Hạ Thiên cũng thấy Lục Huy và Tô Cầm, sau đó hắn chỉ vào Lục Huy. Ninh Khiết khẽ gật đầu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đi về phía Lục Huy và Tô Cầm. Lục tiên sinh, tôi là Ninh Khiết vừa điện thoại cho anh, đây là 100 ngàn, phiền các anh cất kỹ. Ninh Khiết đi đến trước mặt Lục Huy, sau đó nàng đi thẳng vào vấn đề, đồng thời còn đưa bọc tiền trong tay cho Lục Huy. Lục Huy có chút do dự, hắn không nhận ngay. Nhưng Tô Cầm lại chọc lên người, cuối cùng hắn mới kịp phản ứng. Hắn khẽ cắn môi, nhận tiền, mở ra xem, bên trong thật sự đều là tiền mặt, dù không cần đếm nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có lẽ là 100 ngàn. Làm phiền Lục tiên sinh xem lại, nếu không có vấn đề thì chúng tôi đi trước. Ninh Khiết mở miệng nói. Không có vấn đề, tất nhiên không có vấn đề. Lục Huy vội vàng nói, hắn tất nhiên không có ý đếm lại tiền, dù sao người ta chỉ mượn hắn 10 đồng. Dù chỗ này không đủ 100 ngàn thì hắn cũng không dày mặt mà đòi thêm. Nếu như vậy thì chúng tôi xin cáo từ. Ninh Khiết cũng không muốn dừng lại nơi đây quá lâu, nàng nói xong thì xoay người bỏ đi. Ninh tiểu thư, xin chờ chút. Tô Cầm vội vàng hô lên một tiếng. Có chuyện gì sao? Ninh Khiết quay đầu lại hỏi. Ninh tiểu thư, bây giờ đã là giữa trưa, không bằng chúng ta cùng dùng cơm nhé. Chúng tôi mời khách, nếu không chúng tôi cũng cảm thấy rất ngại. Tô Cầm nhanh chóng nói, trong lòng thật ra có ý nghĩ khác, Ninh Khiết này chắc chắn lại lịch không nhỏ, ít nhất cũng là phú bà, mà nàng và Lục Huy chẳng có bối cảnh gì ở đây, khó có cơ hội làm quen một người như vậy. Bây giờ bọn họ làm quen, biết đâu sau này sẽ được phú bà kia hỗ trợ. Đúng vậy, cùng dùng cơm. Lục Huy cũng nói lời mời, hắn thật sự cảm thấy có chút xấu hổ. Ninh Khiết quay đầu lại nhìn Hạ Thiên. Chồng, cậu thấy thế nào? Được. Vậy thì đi dùng cơm, tôi cũng có hơi đói. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó đồng ý, tuy bây giờ còn chưa đến 11 giờ nhưng muốn ăn cơm cũng không có vấn đề. Hắn cảm thấy đói bụng vào lúc này vì sáng sớm còn chưa ăn sáng. Ninh tiểu thư, tôi vào gửi tiền rồi ra ngay. Lục Huy dùng giọng xấu hổ nói. Ninh Khiết khẽ gật đầu, nàng cũng hiểu việc làm của Lục Huy, nếu là trước kia nàng cầm trên tay 100 ngàn cũng sẽ rất lo lắng, nhất định sẽ đi gửi ngân hàng. Bây giờ ngân hàng cũng không có nhiều người, gửi vào dù sao cũng nhanh hơn lấy ra, vì vậy Lục Huy nhanh chóng làm xong mọi thứ, đồng thời cũng xác nhận Ninh Khiết đưa cho mình đúng 100 ngàn. Vô tình trong lòng hắn sinh ra cảm giác nói không nên lời, có chút kích động, phần nhiều là ngạc nhiên, đến bây giờ hắn cũng cảm thấy khó tin, không ngờ trên người mình lại phát sinh sự kiện thế này. Bốn người nhanh chóng rời khỏi khu Tây của xã Thành Trung, sau đó bọn họ cùng ngồi taxi. Ngày thường Lục Huy có khách thì sẽ đưa đến khách sạn ở gần khu vực nhà mình, nhưng lúc này người ta cho hắn 100 ngàn, hắn khó thể nào mời khách ở vị trí như vậy. Vì thế hắn khẽ cắn môi, đi đến một nhà hàng tiệc đứng, đó là một nhà hàng hải sản xa xỉ, 500 đồng một người, vì độ nặng 100 ngàn, hôm nay hắn quyết định bỏ ra một bữa cơm 2 ngàn. Nhà hàng này không tính quá xa, 10 phút trôi qua, bốn người xuống xe, đã đến nơi. Khi đi vào thì Hạ Thiên hỏi Ninh Khiết. Vợ quỷ keo kiệt, nhà hàng tiệc đứng này có phải ăn bao nhiêu cũng được không? Chương 1045, dùng hai từ hũ gạo cũng khó thể miêu tả được. Có nghĩa là thích ăn gì cũng được, muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Ninh Khiết khẽ trả lời, trong lòng cũng thầm nghĩ bữa ăn này nhà hàng 8 phần sẽ lỗ vốn. Hạ Thiên có thể nói là vua dạ dày, nếu quán này làm cơm hợp khẩu vị, sợ rằng hắn sẽ ăn sạch sẽ. Lục Huy và Tô Cầm cũng cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ tên tống tử này chưa từng ăn tiệc đứng bao giờ sao? Vừa rồi bọn họ ở trên taxi đã làm quen lẫn nhau, cũng biết tên của đối phương, nhưng cũng chưa nói được gì nhiều. Bốn người vào nhà hàng, nhân viên phục vụ dùng vẻ mặt cười tươi chào đón, có vẻ rất nhiệt tình, nhưng Ninh Khiết thầm nghĩ, đợi lát nữa đám người này sẽ khó thể cười nổi. Ninh Khiết dự cảm không sai, một phút sau, tất cả nhân viên phục vụ đã cười không nổi, mà có gần 10 nhân viên phục vụ trong quán vây lại xem Hạ Thiên. Lúc này quản lý nhà hàng cũng đã căn dặn đám nhân viên phục vụ, sau này cho tên kia vào sổ đen, không thể cho vào đây dùng cơm, nếu không bọn họ sẽ lỗ sặc máu. Nửa giờ sau tên quản lý nhà hàng thật sự có xúc động muốn đổi Hạ Thiên ra, nhưng cuối cùng hắn cũng nhẫn nhịn được. Đây là tiệc đứng của một nhà hàng nổi tiếng, dù khách ăn nhiều nhưng hắn cũng không thể đuổi đi, nếu không hôm nay hắn không lỗ nhưng lại mất thanh danh. Một giờ sau tên quản lý muốn hộc máu, chỗ này hơi đắt nên khách hàng cũng không tính là nhiều, hơn nữa bình thường thì khách tối sẽ nhiều hơn khách trưa, vì vậy bữa trưa không chuẩn bị quá nhiều thức ăn, đại khái chỉ cho 100 người ăn mà thôi. Nhưng bây giờ số lượng chắc chắn phải giảm đi một nửa. Trên đời này sao lại có hũ gạo như vậy? Không đúng, phải là lu gạo, cũng không đúng, dùng lu gạo cũng không thể miêu tả cho đúng, hừ, đúng là khốn kiếp. Tên quản lý thầm mắng. Lục Huy và Tô Cầm cũng hoàn toàn choáng váng, người này có thể ăn như vậy sao? Ninh Khiết thì có vẻ rất bình tĩnh, vì tình huống này đại khái trong dự đoán của nàng. À, ăn nó rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên cuối cùng cũng mỹ mãn, hương vị món ăn ở đây là rất tốt. Khi thấy Hạ Thiên chuẩn bị đứng lên bỏ đi thì quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ không hẹn mà cùng thở dài, lu gạo kia cuối cùng cũng bỏ đi. Tiên sinh đi thong thả, hoan nghênh lần sau quay lại ủng hộ. Hạ Thiên đi ra khỏi nhà hàng thì người đẹp tiếp tân cười rất sáng lạn, cũng nói lời như xưa. Hạ Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm vào người đẹp tiếp tân. Này! Cô thật sự hoan nghênh lần sau tôi đến sao? Người đẹp tiếp tân có chút ngẩn ngơ, nàng quay đầu nhìn viên quản lý đang muốn giết chết mình đứng cách đó không xa, vì vậy mà không dám nói thêm điều gì. Nàng thấy nếu mình mà gật đầu nói hoan nghênh, sợ rằng không bị đánh chết cũng bị đuổi việc. Biết ngay là không chào đón, đúng là bọn lừa đảo. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn kéo Ninh Khiết đi ra ngoài, đồng thời còn nói một câu. Mặc kệ các ngươi có chào đón hay không. Sau này tôi muốn thì sẽ đến. Tên quản lý đáng thương vốn thở dài một hơi nhưng nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa đã té xỉu. Tuy hắn nói muốn ghi tên đối phương vào sổ đen, nhưng nếu lần sau người này trực tiếp đến đây và bọn họ có cho vào hay không cũng khó nói, vì nhà hàng làm ăn buôn bán, sao không cho khách vào dùng cơm. Chồng, tôi muốn đi mua máy tính, nếu không chúng ta đi mua máy rồi về nhà sau nhé. Ninh Khiết khẽ nói. Được rồi. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì với vấn đề này. Ninh tiểu thư, các người còn có việc, chúng tôi cũng không quấy rầy. Tô Cầm mở miệng nói, nàng cũng rất thức thời, vì vậy mà kéo Lục Huy chuẩn bị bỏ đi. Đúng lúc này chợt có một giọng nói quái dị vang lên. Ủa, đây không phải là Lục Huy sao? Thế nào, bây giờ cuối cùng đã nghe lời đề nghị của tôi, biết đưa bạn gái đến ăn tiệc lớn rồi à? Người vừa nói là một tên đàn ông đeo kính khoảng 30 tuổi. Sau đó hắn quay đầu nói với người phụ nữ bên cạnh. Tiểu Manh, giới thiệu với em, đây là Lục Huy cùng làm chung với anh ấy được bọn anh bầu làm người đàn ông tiết kiệm nhất quả đất. Người phụ nữ Tiểu Manh kia có hơi nhỏ tuổi, khoảng 23-24 tuổi, dáng người rất tốt, cách ăn mặc có chút gợi cảm, thứ gì nên giấu thì giấu, nên lộ thì lộ, có thể nói là một người phụ nữ biết cách ăn mặc. Tiểu Manh nghe được lời nói của tên đàn ông đeo kính mà không khỏi nhìn Lục Huy, trên mặt có chút kỳ quái. Dù lời nói của tên đàn ông đeo kính có vẻ khá hay, nhưng những năm nay đàn ông quá tiết kiệm tuyệt đối không phải thứ gì hay, chỉ là cười nhạo mà thôi. Trong mắt đa số phụ nữ thì đàn ông tiết kiệm chỉ có hai loại, một là loại đàn ông không tiền, hai là loại đàn ông keo kiệt. Đối với đa số phụ nữ thì hai loại đàn ông này khó thể tiếp nhận, vì đàn ông không tiền sẽ chẳng cho các nàng một cuộc sống tốt, mà đàn ông keo kiệt cũng là như vậy, nếu gả cho hai loại đàn ông này thì không có gì vui vẻ. Vương Lôi, cảm ơn anh đã giới thiệu chỗ này cho tôi, hương vị quả nhiên rất tốt. Lục Huy nhàn nhạt nói một câu, nơi này thật sự là do Vương Lôi giới thiệu cho hắn, cũng không phải đối phương thật sự muốn hắn ăn được những món ngon,
chẳng qua Vương Lôi chỉ khoe khoang mình hay đến đây ăn sang mà thôi. Thật ra Lục Huy và Vương Lôi cũng chẳng có mâu thuẫn gì, bọn họ cùng bộ phận tài vụ của công ty, chức vị cũng như nhau, nhưng trước khi Lục Huy đến thì Vương Lôi luôn được đánh giá là tốt nhất, sau khi Lục Huy đến thì Vương Lôi chỉ còn xếp dưới mà thôi, tốt nhất lúc nào cũng là Lục Huy. Vì vậy Vương Lôi luôn cảm thấy Lục Huy không được vừa mắt. Khi thấy Lục Huy không tức giận thì Vương Lôi có hơi thất vọng, đúng lúc này hắn quay đầu thấy Hạ Thiên và Ninh Khiết, ngay sau đó hai mắt chợt tỏa sáng. Lục Huy, thì ra anh mời bạn dùng cơm. Vương Lôi tất nhiên rất muốn làm quen với Ninh Khiết, nhưng Ninh Khiết không có ý như vậy, nàng đã cùng Hạ Thiên đi ra đón taxi. Nhưng bây giờ người đón xe tương đối nhiều, muốn đón được một chiếc taxi cũng không dễ dàng gì. Vương Lôi, tôi và bạn gái phải đi dạo phố. Lục Huy cũng nhanh chóng đưa Tô Cầm đi ngay, hắn không có ý muốn trò chuyện với Vương Lôi. Vương Lôi có chút tức giận, hắn cảm thấy mình bị lạnh nhạt, điều này làm hắn rất khó chịu. Càng làm hắn khó chịu chính là mình mất mặt với Tiểu Manh, trước đó bất mãn với Lục Huy, bây giờ thì càng bất mãn hơn. Kết quả là đầu óc vừa xoay chuyển thì nhanh chóng nghĩ ra một ý kiến ác độc. Tiểu tử, chuẩn bị mất công tác đi là vừa. Vương Lôi thầm nghĩ. Đồng thời hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình Hạ Thiên và Ninh Khiết đang chờ xe. Ngươi làm gì vậy? Một tiếng quát lạnh truyền vào tai Vương Lôi, sau đó hắn phát hiện người đẹp kia chợt xuất hiện trước mặt mình, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Ninh Khiết này tất nhiên là Ninh Khiết, Vương Lôi chụp ảnh và nàng phát hiện ra. Tôi không làm gì cả. Vương Lôi ra vẻ vô tội. Tôi chẳng qua chỉ chụp phong cảnh mà thôi. Xóa ảnh ngay. Ninh Khiết nói mang theo hương vị không thể kháng cự. Ninh tiểu thư, sao vậy? Tô Cầm mở miệng hỏi, nàng và Lục Huy còn chưa đi xa, khi thấy có xung đột thì vội vàng quay về. Hạ Thiên lúc này đã đi đến. Vợ, chuyện gì xảy ra? Hắn dùng điện thoại chụp hình chúng ta. Ninh Khiết nhìn Vương Lôi nói. À, điều này rất đơn giản. Hạ Thiên nói xong thì vung tay, hắn cướp điện thoại của Vương Lôi, sau đó đập xuống đất, điện thoại vỡ tan thành vài mảnh. Mày dựa vào cái gì mà đập điện thoại của tao? Vương Lôi lập tức nổi giận. Anh thích đập là đập. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Vương Lôi. Cũng giống như anh thích đánh ai thì đánh, bây giờ anh muốn đánh chú. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời thì nhấc chân đã vào người Vương Lôi, điều này làm Vương Lôi kêu thảm, sau đó văng ra. Cậu, sao cậu đánh người? Tiểu Manh kia cũng sững sờ. Câm miệng, nếu không tôi cũng cho ăn đòn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Manh. Tiểu Manh chợt hoảng sợ, nàng ngoan ngoãn nói. Vợ, chiếc xe kia trống. Hạ Thiên thấy một chiếc taxi, hắn lập tức kéo Ninh Khiết đến. Khi thấy Hạ Thiên và Ninh Khiết chuẩn bị lên taxi bỏ đi thì Lục Huy và Tô Cầm cũng nhanh chóng bỏ đi, trong lòng còn đang thầm nghĩ, Vương Lôi chụp ảnh làm gì? Chẳng lẽ muốn bám vào đại mỹ nữ Ninh Khiết, nhưng người này mang theo phụ nữ còn chụp hình Ninh Khiết, đúng là quá đáng. Sau khi bọn họ bỏ đi thì Vương Lôi đã bỏ lên, sau đó hắn nhặt điện thoại lên rồi nghiến răng nghiến lợi mắng. Hừ, dám đánh tao sao? Tưởng rằng đập vỡ điện thoại thì tao không có ảnh của chúng mày sao? Tiểu tử Vương Lôi này muốn chụp cái gì thì cũng chỉ có hắn biết được mà thôi. Hạ Thiên và Ninh Khiết cũng không quan tâm đến chuyện này, bọn họ đi đến khu bán máy tính, mua một chiếc máy tính giá hơn 2.000. Ninh Khiết muốn mua thêm cho Hạ Thiên một cái, nhưng hắn nói mình không cần. Vì hắn sợ mình lên mạng sẽ gặp Tiểu Yêu Tinh. Nếu hắn để lộ vị trí cho Tiểu Yêu Tinh thì sẽ rất phiền, vì thế hắn nghĩ rằng không có máy tính sẽ an toàn hơn. Hạ Thiên và Ninh Khiết mua máy tính xong thì lên xe về nhà, nhưng lúc này bọn họ lại không may, vì dính kẹt xe. Ninh Khiết và Hạ Thiên đang bị kẹt xe ở nơi đây, mà ở khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, có một cô gái đang cầm một tấm hình hỏi. Chào anh, xin hỏi anh có từng gặp người này bao giờ không? Trên ảnh là một cô gái đẹp như hoa, là Ninh Khiết, mà người hỏi không phải là ai khác, chính là Trương Đan, đi cùng Trương Đan còn có Sở Phàm. Sáng nay bọn họ đã đến đây, liên tục hỏi thăm trong khu vực, có người nói đã từng gặp Ninh Khiết nhưng không biết rõ chỗ ở của đối phương. Điều này làm Trương Đan càng thêm tin tưởng Ninh Khiết ở gần đây, vì vậy nàng liên tục tìm kiếm. Tôi biết cô ấy ở đâu. Trương Đan lại hỏi thăm một người, đối phương lắc đầu. Nhưng bên cạnh lại vang lên một âm thanh. Chương 1046, người đàn ông mặc áo da đen quỷ dị. Trương Đan quay đầu lại nhìn, nàng phát hiện đứng cách đó không xa là một người đàn ông mặc áo da đen, khoảng 30 tuổi, cao lớn khỏe mạnh. Anh biết rõ bạn ấy ở đâu sao?
Trương Đan đi đến, nàng dùng giọng vội vàng hỏi. Tất nhiên là biết, tôi còn biết cô ấy tên là Ninh Khiết. Người đàn ông mặc áo da mỉm cười với Trương Đan, hắn rất tuấn tú, cười như mùa xuân tỏa nắng làm cho Trương Đan có chút thất thần, càng làm cho Sở Phàm ở bên cạnh cảm thấy ghen ghét, nếu nói về tướng mạo thì đối phương hơn hắn rất nhiều. Anh thật sự biết Ninh Khiết. Trương Đan lập tức vui mừng. Vậy anh nói cho tôi biết bạn ấy đang ở đâu được không? Tiểu thư, tôi thật sự biết rõ Ninh Khiết ở đâu, nhưng tôi cũng không thể tùy tiện nói rõ địa chỉ của cô ấy cho người ngoài. Bây giờ cô ấy không muốn bị người ta quấy rầy, vì vậy tôi cũng không biết cô ấy có muốn gặp người hay không. Thế này đi, hay là cô nói cho tôi biết, cô là gì của cô ấy? Người đàn ông mặc áo da vẫn nở nụ cười trên môi, lời nói cũng hợp tình hợp lý. Tôi là bạn của bạn ấy, là bạn tốt, nhất định bạn ấy sẽ gặp tôi. Trương Đan vội vàng nói. Nếu anh không tin thì cứ điện thoại hỏi bạn ấy, nếu bạn ấy biết rõ tôi ở đây thì sẽ đến đón. Trương Đan nói đến đây thì hỏi một câu. Anh biết số điện thoại của bạn ấy không? Nếu anh biết, anh nói tôi biết cũng được, tôi sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho bạn ấy. Thật ra tôi và Ninh Tiểu Thư cũng không tính là quen thuộc, nên tôi không có số điện thoại của cô ấy, mà cô thật sự là bạn của Ninh Tiểu Thư sao? Người đàn ông mặc áo da có chút chần chừ, hắn lo lắng hỏi một câu. Đúng vậy, tôi là bạn của cô ấy. Trương Đan sợ người đàn ông mặc áo da không tin, vì vậy bổ sung một câu. Bạn thân nhất. Như vậy tiểu thư biết rất rõ chuyện về Ninh Tiểu Thư sao? Người đàn ông mặc áo da suy nghĩ rồi hỏi. Tất nhiên là biết rõ, chuyện gì của bạn ấy tôi cũng biết. Trương Đan nhanh chóng nói, nhưng sau đó nàng suy nghĩ điều gì đó, lại có chút ngượng ngùng. Nhưng gần đây bạn ấy có chuyện gì tôi cũng không biết số điện thoại của bạn ấy. Như vậy là đủ. Người đàn ông mặc áo da chợt nở nụ cười quỷ dị. Bây giờ anh có thể nói chỗ ở của Ninh Khiết cho tôi được chưa? Trên mặt Trương Đan có chút hưng phấn. Không, là cô phải nói cho tôi biết rốt cuộc Ninh Khiết là ai. Giọng nói của người đàn ông mặc áo da chợt trở nên lạnh lẽo, sau đó hắn vung tay chém ra sau gáy của Trương Đan, lúc này nàng chưa kịp phản ứng thì đã hôn mê. Anh làm gì vậy? Sở Phàm chợt chấn động, hắn nhấc chân đá vào người đối phương, nhưng lúc này sau gáy lại truyền đến cảm giác đau đớn, hắn cũng theo gót Trương Đan, hôn mê trong nháy mắt. Người đàn ông mặc áo da ôm lấy Trương Đan đã hôn mê, một tên đàn ông khác cũng ôm lấy Sở Phàm, cả hai chạy về phía một chiếc xe ở ven đường, Trương Đan và Sở Phàm bị nhét vào. Chưa đến một phút sau bọn họ đã biến mất trong tầm mắt người đi đường. Mãi đến lúc này mới có người lấy điện thoại báo cảnh sát. Nửa giờ sau Hạ Thiên và Ninh Khiết cuối cùng cũng về đến gần khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, bọn họ thấy ở ven đường có rất nhiều xe cảnh sát, nhưng lại thấy vài bóng người quen thuộc, cũng chính là Sử Kình Tùng, vì vậy mà trong lòng có chút buồn bực, người này không phải đến gây phiền cho mình đấy chứ. Hạ Thiên và Ninh Khiết vốn vẫn ngồi trên xe taxi, nhưng chiều nay lại kẹt xe, vì vậy bọn họ đợi hơn 10 phút và mất kiên nhẫn, dứt khoát xuống xe về nhà. Gần đây bọn họ không phải chạy, bây giờ vận động một chút cho khỏe. Sử Kình Tùng lại thấy Hạ Thiên và Ninh Khiết, hắn vô thức cúi đầu muốn bỏ đi. Bây giờ hắn có chút oán hận hai người kia, nhưng cũng không muốn có điều gì liên hệ với bọn họ. Thực tế nghe nói nơi đây xuất hiện án bắt cóc thì hắn cũng không muốn tự mình đến, nhưng bây giờ nhân thủ rất căng, hắn không đến không được. Điều này cũng khó thể trách, Lý Tư và 10 viên cảnh sát vẫn còn đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh, hơn nữa bây giờ gần tháng 12, sắp đến Tết, phần tử phạm tội muốn làm, chút, kiếm tiền chơi Tết. Vì thế mà chị An rất rối, chuyện trong cục nhiều hẳn lên, nhân thủ căng hơn ngày thường, vì thế hắn không căng thẳng mới là lạ. Nhưng sự đời là ghét của nào trời trao của đó, Sử Kình Tùng vốn không phát hiện ra Hạ Thiên và Ninh Khiết, nhưng lúc này vài tên nhân chứng chợt kích động nói. Cảnh sát, chính là cô ấy, cô gái vừa bị bắt cóc cầm tấm hình của cô ấy đi hỏi thăm mọi người. Sử Kình Tùng ngẩng người, mọi người nhìn theo ánh mắt đám nhân chứng, vì vậy mà nghi ngờ mình nhìn lầm. Vì vậy nhìn không được phải hỏi. Anh nói ai? Là cô ấy, là cô gái xinh đẹp kia. Người này tiếp tục chỉ vào Ninh Khiết, trong lòng vẫn đang suy nghĩ xem đám cảnh sát có phải là đàn ông hay không. Người đẹp như vậy mà không thấy sao? Sử Kình Tùng cũng muốn bóp chết người này, vì tên khốn này lại hại hắn đến đây phá án. Hắn không phải không muốn phá án, nhưng vấn đề là nơi này chẳng có gì tốt. Bây giờ Sử Kình Tùng muốn bóp chết người này, hắn vốn muốn tránh Ninh Khiết và Hạ Thiên. Nhưng bây giờ muốn tách khỏi hai người này thì rất khó khăn. Này,
hai người chỉ vào vợ tôi làm gì? Một âm thanh bất mãn vang lên, khi nghe được âm thanh đó thì Sử Kình Tùng biết ngay, hắn thấy mình khó tránh khỏi liên quan, vì vậy chỉ còn cách kiên trì mà thôi. Tống tiên sinh, Ninh tiểu thư, chúng tôi đang điều tra một vụ án bắt cóc, người bị hại hình như có chút quan hệ với Ninh tiểu thư. Sử Kình Tùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đi ra, cố gắng dùng giọng khách khí giải thích. Đúng là không có biện pháp, bây giờ Sử Kình Tùng đã biết người này không thể đắc tội, tuy hắn không biết địa vị của bọn họ là thế nào nhưng vẫn biết không nên động vào, nếu bây giờ có chuyện thì hắn rất thê thảm. Có liên quan đến tôi sao? Ninh Khiết chợt buồn bực. Ai bị bắt cóc? Chúng tôi tạm thời không thể điều tra được thân phận của người bị hại, nhưng chỉ biết vừa rồi người kia đi tìm người, theo lời nhân chứng thì cô ấy đi tìm Ninh tiểu thư. Sử Kình Tùng vội vàng giải thích. Cô ấy tên gì? Ninh Khiết nhíu mày, ai tìm nàng ở đây? Ninh tiểu thư, điều này chúng tôi tạm thời còn chưa biết, nhưng vừa rồi cô ấy đi tìm cô, hơn nữa dừng lại rất lâu, vì vậy camera giám sát chắc chắn sẽ ghi hình lại được. Nếu Ninh Khiết không quá bận rộn thì có thể chờ một chút, chúng tôi có thể cho cô xem ảnh, có lẽ cô sẽ nhận ra người bị hại cũng nên. Sử Kình Tùng nói mang theo chút khẩn cầu, điều này làm Ninh Khiết buồn bực, nhưng năm nay chẳng lẽ bạo lực lại hiệu quả như vậy? Tên cảnh sát này bị Hạ Thiên dạy cho một trận, bây giờ khách khí vậy sao? Đúng lúc này có một cảnh sát chạy đến trước mặt Sử Kình Tùng. Tổ trưởng, đây là ảnh hai bị hại. Sử Kình Tùng nhận tấm ảnh, hắn nhìn thoáng qua rồi đưa cho Ninh Khiết. Ninh tiểu thư, cô xem, có biết bọn họ không? Ninh Khiết nhận lấy tấm ảnh, sau đó nàng nghẹn ngào hô lên. Trương Đan, Ninh tiểu thư, cô thật sự biết bọn họ sao? Sử Kình Tùng chợt chấn động tinh thần, đối với bọn họ thì làm rõ thân phận của người bị hại sẽ là bước phá án đầu tiên, sẽ làm cho bọn họ ít đi nhiều chuyện phiền hà. Ninh Khiết không nói gì, nàng không có nhiều bạn, Trương Đan lại là người bạn tốt nhất. Nàng không biết vì sao Trương Đan chạy đến Cảng Thành, và lúc này nàng biết vì sao tối qua Sở Phàm lại nhận ra mình, vì một người trong tấm ảnh vào lúc này chính là Sở Phàm. Rõ ràng vừa rồi Trương Đan và Sở Phàm cùng đi với nhau, vì vậy cả hai bị bắt cóc. Nhưng bây giờ Ninh Khiết rất mâu thuẫn, nàng sợ mình nói ra thân phận của Trương Đan, sợ rằng người ta sẽ biết nàng xuất thân từ thủ đô, sau đó qua bên kia điều tra, sợ sẽ kinh động đến Tống gia, cuối cùng tin tức sẽ rơi vào tai Tống Ngọc Mị. Nếu xét phương diện khác thì nàng cũng không thể để cho Trương Đan bị bắt cóc mà không quan tâm. Tổ trưởng Sử, làm phiền nói chuyện riêng một chút. Ninh Khiết chần chừ một chút rồi mở miệng nói. Sử Kình Tùng phất tay cho đám cảnh sát bên cạnh đi xa. Sau đó khẽ nói. Ninh tiểu thư, bây giờ cô có thể nói, bọn họ đã đi xa. Tổ trưởng Sử, chúng ta không phải lần đầu tiên có liên hệ với nhau, chúng tôi là ai, chắc anh cũng hiểu một phần. Tôi hy vọng anh hiểu cho, tôi và chồng cũng bị người ta lưu ý. Ninh Khiết thật ra không biết Sử Kình Tùng biết được nhiều hay ít, vì vậy nàng cố ý nói hàm hồ. Ninh tiểu thư yên tâm, vụ án này tuyệt đối sẽ không liên quan đến cô và Tống tiên sinh. Tôi chỉ muốn biết thân phận của người bị hại, như vậy sẽ thuận tiện cho quá trình điều tra. Sử Kình Tùng vội vàng nói. Tổ trưởng Sử quả nhiên là người hiểu lý lẽ. Ninh Khiết cười nhạt một tiếng. Cô ấy là Trương Đan, đến từ thủ đô, nam là Sở Phàm, là bạn học với cô ấy thời đại học. Cô ấy có lẽ mới đến đây thời gian ngắn, vì vậy tôi nghĩ bọn cướp cũng không hướng về phía cô ấy. Hôm qua Sở Phàm đã từng bị một nhóm người phục kích, có lẽ anh ấy cũng đã báo cảnh sát. Anh có thể về điều tra, sợ rằng sự việc này hướng về phía anh ấy. Cảm ơn Ninh tiểu thư cung cấp thông tin, điều này hỗ trợ rất lớn cho chúng tôi. Sử Kình Tùng tỏ ra cảm kích. Tổ trưởng Sử, tôi nghĩ có máy quay, các anh có thể nhanh chóng biết được bộ dạng bọn cướp. Tôi biết các anh phá án vất vả, vì vậy tôi đưa ra 100.000 làm tiền thưởng nếu Trương Đan được cứu trở về. Mặt khác nếu bọn cướp yêu cầu tiền chuộc thì cũng có thể liên lạc, chúng tôi sẽ giao tiền chuộc. Ninh Khiết nói xong thì nói số điện thoại của mình cho Sử Kình Tùng. Nếu vụ án có tiến triển gì, tổ trưởng Sử cứ điện thoại cho tôi. Được, Ninh tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được Trương Đan. Sử Kình Tùng vội vàng nói, trong lòng có chút kích động, vì những năm nay có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tiền thưởng kích thích thì làm việc sẽ mạnh mẽ hăng say hơn. Tuy tiền lương cảnh sát Cảng Thành là không thấp nhưng nếu phá một vụ án mà được thưởng 100.000 thì hấp dẫn rất lớn. Dù phân chia một ít cho thủ hạ thì hắn cũng có trong tay vài chục ngàn. Chương 1047, thật ra rất đơn giản. Vậy làm phiền tổ trưởng Sử rồi. Ninh Khiết cũng không dừng lại,
nàng nhanh chóng kéo Hạ Thiên bỏ đi. Nàng không biết Trương Đan sao lại ở Cảng Thành, không biết vì sao Trương Đan lại bị bắt cóc, mà nàng cũng không biết phải làm sao để tìm Trương Đan. Nàng không có người quen ở đây, chỉ có thể mượn lực cảnh sát, vì vậy mới đưa ra biện pháp treo thưởng, nàng tin như vậy cảnh sát sẽ ra sức hơn, ít nhất cũng có phương án tìm ra kẻ bắt cóc Trương Đan. Ninh Khiết về đến nhà vẫn rất lo lắng, khi thấy bộ dạng nàng như vậy thì Hạ Thiên có chút buồn bực, sao bọn cướp nhiều như vậy? Mà sao bọn cướp lại ngốc như vậy? Trương Đan có gì cần bắt cóc? Mặt không đẹp, gì không tiền? Nhưng khi thấy bộ dạng không vui của Ninh Khiết thì Hạ Thiên cũng an ủi một câu. Vợ quỷ keo kiệt đừng lo lắng, cùng lắm thì tôi tìm Trương Đan về là được. Chồng, sao mà tìm được? Chúng ta không có ai hỗ trợ. Ninh Khiết cảm thấy không có biện pháp nào. Nếu là nàng vẫn còn là đệ tử của Tống Ngọc Nghị thì có thể yêu cầu Tống ra trợ giúp, đáng tiếc là bây giờ nàng không còn danh phận kia, dù thật sự là như vậy cũng không dám liên lạc với Tống ra. Thật ra rất đơn giản, đám bắt cóc phần lớn đều là hắc đạo, chúng ta tìm bắt đại ca hắc đạo Cảng Thành, sau đó bắt hắn đưa người ra. Hạ Thiên hời hợt nói. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng phát hiện biện pháp kia tuy có chút đơn giản nhưng quả thật cũng khá hay. Dù không có tác dụng với người thường nhưng đối với nàng lại rất tốt. Với thân thủ của nàng thì muốn bắt đại ca hắc đạo tìm người cũng không có vấn đề gì lớn, vấn đề duy nhất chính là nàng không biết đại ca hắc đạo Cảng Thành chính là ai. Tất nhiên Ninh Khiết cũng cho rằng chuyện này không có gì khó, vừa rồi nàng đã lưu số điện thoại của Sử Kình Tùng, nàng thấy Sử Kình Tùng chắc chắn biết rõ thân phận của đại ca hắc đạo Cảng Thành. Đám cảnh sát kia không thể bắt đại ca hắc đạo nhưng nếu nói chẳng biết thì hoàn toàn không thể. Ninh Khiết nhìn đồng hồ mà có chút do dự, cuối cùng nàng vẫn điện thoại cho Sử Kình Tùng, nàng muốn hỏi trước rồi tính sau, vì nàng sợ nếu làm lớn thì náo loạn, như vậy sẽ bất lợi với Hạ Thiên. Tất nhiên, nếu Ninh Khiết biết mình đã sớm chống lại hắc đạo, nàng cũng không có chút kiêng kỵ này. Tôi đang ở nơi nào đây? Trương Đan sờ ra sau gáy, nơi đó vẫn còn đau. Một khắc sau nàng đã phát hiện mình bị cột vào ghế, sau đó nàng chấn động. Có ai không? Cứu mạng. Không cần hét lên như vậy, nơi đây dù cô em có hét rách hỏng thì cũng không ai nghe thấy được, không ai đến cứu đâu. Một âm thanh vang lên. Là anh. Trương Đan ngẩng đầu, nàng phát hiện người đàn ông mặc áo da, người này vốn rất tuấn tú, nhưng bây giờ trên mặt không còn nụ cười nào. Trương Đan phát hiện mình bị giam ở nơi không có cửa sổ, trong phòng sở dĩ sáng rực vì có đèn. Lúc này nàng cũng thấy Sở Phàm, hắn cũng bị cột lại. Hơn nữa hắn đã tỉnh trước nàng, bộ dạng có hơi thê thảm, rõ ràng vừa bị đánh. Sở Phàm, anh không sao chứ? Trương Đan muốn phát khóc, sao thế này? Nàng cảm thấy mình thật sự không may mắn, chẳng lẽ sau khi Ninh Khiết hết xui xẻo thì mình lại nhận thay sao? Anh không sao. Sở Phàm miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Hắn có việc gì hay không thì phải xem sự hợp tác của cô là thế nào. Người đàn ông mặc áo da nói, thực tế trong phòng cũng không chỉ có ba người bọn họ. Còn có một tên ngồi bên cạnh máy tính và hai tên khác, một tên đang đùa súng, một tên đang nghịch đao, rõ ràng đều là nhân vật hung ác. Các người muốn gì, đòi tiền sao, tôi vừa tốt nghiệp, vừa công tác được nửa năm, căn bản không có tiền. Trương Đan chợt tỉnh táo, bây giờ nàng vẫn còn ăn mặc gọn gàng, xem ra đối phương không phải vì sắc mà ra tay. Tôi là Jack, này, có phải ta rất giống người Trung Quốc không? Người đàn ông mặc áo da chợt cười nhạt với Trương Đan. Nhưng tôi không phải là người Trung Quốc, tôi cũng có thể nói rõ thân phận của tôi cho mọi người biết, thật ra tôi là một sát thủ. Cái gì? Sát thủ? Trương Đan chợt lắp bắp, người này sao lại nói cho nàng biết nhiều như vậy, chẳng phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? Cô không cần lo lắng, mục tiêu của chúng tôi không phải là cô, chỉ cần cô hợp tác, tôi sẽ không giết cô diệt khẩu. Vì tôi đã sớm là thủ phạm truy nã, tôi không sợ bị thêm lệnh truy nã. Tên sát thủ tự xưng là Jack dùng giọng không nhanh không chậm nói. Trong lúc cô hôn mê thì chúng tôi đã lấy vân tay và tra rõ thân phận của cô, biết rõ cô là Trương Đan, trước đó là phóng viên báo giải trí thủ đô, còn hắn ta là Sở Phàm, là bạn học thời đại học, bây giờ đang làm phóng viên nhật báo Cảng Thành, tôi nói không sai chứ. Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Trương Đan có chút sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua tình cảnh này. Trương Tiểu Thư, trước đó không lâu cô đã nói mình là bạn tốt nhất của Ninh Khiết, cô nhớ rõ chứ? Sách hỏi. Anh, mục tiêu của anh Ninh Khiết. Trương Đan chợt kinh hoàng. Bốp. Một cái tát vang dội. Hừ. Sở Phàm đau đến mức phải hừ một tiếng,
người tát hắn không ai khác mà chính là Rách. Anh đánh anh ấy làm gì? Trương Đan lập tức nôn nóng. Trương tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể trả lời vấn đề của tôi, nếu không tôi sẽ không đơn giản chỉ là đánh anh ta một tát đơn giản như vậy. Nếu cô muốn bạn học của mình, à, có lẽ cũng là bạn trai của cô bị chết thảm thì tốt nhất đừng giấu giếm tôi bất kỳ vấn đề gì. Giọng nói của Rách chợt trở nên lạnh như băng. Rách, tôi gần đây luôn nói lời giữ lời, nếu cô phối hợp thì tôi nhất định sẽ thả hai người, nếu không thì kết quả sẽ rất thảm. Rốt cuộc anh muốn biết gì? Tôi và Ninh Khiết có quen biết, nhưng Ninh Khiết cũng không chọc giận các người. Trương Đan đã rất nhanh cảm thấy muốn khóc, sự việc này hoàn toàn không nằm trong suy tính của nàng. Trương tiểu thư, chúng tôi là sát thủ, mà sát thủ chỉ biết nhận tiền làm việc, cô ta có chọc vào chúng tôi hay không, điều này chẳng quan trọng là có chọc vào người khác hay không. Giọng nói của Rách chợt hòa hoãn xuống. Chúng tôi có con đường của chính mình, tuy đã tra xét tư liệu về Ninh Khiết nhưng những gì chúng tôi có được lại quá khác xa thực tế, vì vậy tôi muốn từ cô mà biết thêm vài tin tức hữu dụng. Rách dừng lại một chút rồi nói thêm. Căn cứ vào những gì chúng tôi điều tra được thì Ninh Khiết và Trương Tiểu Thư là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp thì cô ấy đi làm cho một công ty thời trang. Cô ấy bị cận nặng, hơn nữa lại bị tàn tật chân dài chân ngắn, nhưng nếu căn cứ vào những gì chúng tôi nhìn thấy, cô ấy không những cận mà cũng không tàn tật, vì vậy tôi muốn biết hai kẻ kia có phải là một người hay không. Cùng là một người, trước đó bạn ấy bị cận và chân dài chân ngắn, nhưng bạn ấy gặp được một thần y, người này trị mắt và chân cho bạn ấy. Vì vậy mà bạn ấy càng ngày càng xinh đẹp. Trương Đan cũng không che giấu, nàng cảm thấy thứ này cũng không cần giấu giếm làm gì. Thần y sao? Rách khẽ nhíu mày. Thần y gì? Có thần y lợi hại như vậy sao? Tất nhiên là có, trước đó tôi cũng không tin, nhưng người ta thật sự rất lợi hại, rất nhiều người đều biết, điều này không phải là giả, các người nên tin tưởng tôi. Trương Đan có chút vội vàng. Được, tôi coi như tin tưởng những lời nói của cô. Tôi lại hỏi cô một vấn đề, Ninh Khiết có phải có bối cảnh hoặc hậu trường gì đó không? Rách lại hỏi. Điều này tôi thật sự không biết. Trương Đan vừa nói xong thì Rách đã đá lên người Sở Phàm, trực tiếp đá ngã Sở Phàm. Này, đừng đánh người, tôi thật sự không biết rõ, chỉ biết bạn ấy có chút quan hệ với Tống Gia. Trương Đan lập tức vội vàng, nàng nói ngay. Tống Gia nào? Vẻ mặt Rách chợt biến đổi. Là Tống Gia ở thủ đô. Rất nổi tiếng, tôi nghe nói bây giờ bọn họ là đệ nhị gia tộc ở thủ đô. Trương Đan nhanh chóng nói. Tôi thấy người Tống gia rất khách khí với Ninh Khiết, nhưng bọn họ cụ thể có quan hệ gì thì tôi không biết. Trương Đan nói ra những lời này cũng không vì bán đứng Ninh Khiết, nàng cảm thấy đối phương nếu biết Ninh Khiết có hậu trường lớn như vậy thì sẽ không dám làm gì, cũng có thể không làm gì mình. Hừ, thật sự là Tống gia kia sao? Rách chợt chửi thề một câu. Rõ ràng hắn cũng biết đến Tống gia kia. Rách suy tư 10 giây rồi lấy ra một tấm ảnh đưa cho Trương Đan xem. Cô xem, có biết người này không? Trương Đan nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, tấm ảnh không quá rõ ràng, cũng không phải chính diện, nhưng Trương Đan chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Tấm hình này không chụp chính diện, tôi cũng không dám khẳng định, nhưng có lẽ là... Trương Đan nói đến đây thì có hơi chần chừ. Có lẽ là ai? Rách truy vấn. Có lẽ là Hạ Thiên. Trương Đan trả lời. Lời này vừa nói ra thì bốn sát thủ trong phòng đều đứng đơ người, bọn họ cùng nhìn về phía Trương Đan. Thanh Phong Sơn. Một nữ tử áo bào trắng lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, gió núi thổi bay mái tóc nàng, gương mặt xinh đẹp không thuộc về nhân gian chợt bộc lộ ra ngoài. Kiều Tiểu Kiều nãy giờ cũng đứng lặng nhìn nữ tử này, lần đầu tiên nàng thấy đối phương thì cũng cảm thấy đây là tiên tử nhân gian. Sau đó nàng biết rõ đây đúng là tiên tử. Là tiên tử thật sự, vẻ đẹp thoát tục, phong hoa tuyệt đại, nguyên bản không thuộc về thế giới này. Tiểu Kiều, đã làm những thứ kia chưa? Nữ tử áo trắng tất nhiên là Nguyệt Thanh Nhã, nàng chậm rãi xoay người dùng giọng dịu dàng nói. Chị Nguyệt, em đã làm, em nghĩ nhiều nhất là vài ngày nữa thì cô ấy nhất định sẽ biết rõ tin tức này. Kiều Tiểu Kiều vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, sau đó nàng nở nụ cười điềm tĩnh, cũng di chuyển chủ đề. Tiểu Kiều, em nghĩ gì chị đều hiểu, nhưng vì sao tiểu sắc lang xảy ra chuyện mà chị không hạ sơn giúp đỡ, chị ở đây chờ. Chương 1048, cô ấy cũng không phải họ Tống. Chị Nguyệt, tuy em không rõ, nhưng em tin chị nhất định có lý do của mình, hơn nữa như vậy nhất định cũng tốt cho chồng. Kiều Tiểu Kiều nói lời thật lòng.
Thật ra chồng biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn không cho em đến đây xin sự trợ giúp từ chị, anh ấy biết rõ thân thể chị không tốt, rời khỏi đây chỉ có hại mà thôi. Nếu thật sự rời khỏi đây thì sẽ có hại, nhưng nếu đi trong thời gian ngắn cũng không đến mức như vậy. Nguyệt Thanh Nhã vẫn treo nụ cười điềm tĩnh. Tiểu Sắc Lang vẫn rất quan tâm đến chị, vì vậy mới không cho em đến đây xin trợ giúp, nhưng chị không xuống dưới, không phải vì nguyên nhân cơ thể, chẳng qua chỉ vì Tống Ngọc Mị kia. Chị Nguyệt, chồng luôn nói Tống Ngọc Mị kia là kẻ thù của chị, cô ta thật sự có phải là kẻ thù của chị không? Kiều Tiểu Kiều cũng không nhịn được phải hỏi. Cảm giác của Tiểu Sắc Lang là không sai, cô ta thật sự là kẻ thù của chị. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài một tiếng, giống như lại có chút bất đắc dĩ. Thật ra cô ta cũng không phải họ Tống, nhưng ý tưởng của cô ấy rất kỳ quái, vì vậy chị không hiểu rõ, vì sao cô ta lại cải thành họ Tống. Hơn nữa còn có một người có tên giống hệt nàng. Cô ta họ gì? Kiều Tiểu Kiều nhìn không được phải nói. Cô ấy họ Dạ, Dạ trong Nhật Dạ. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói ra vài chữ. Cô ấy vốn tên là Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị. Nguyệt, Dạ, hình như cả hai chỉ xuất hiện vào ban đêm. Kiều Tiểu Kiều không khỏi sinh ra ý nghĩ cổ quái, họ của hai người này không có gì liên quan với nhau đấy chứ. Nhưng nàng nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này, vì dòng họ con người khi sinh ra đã được quyết định, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Chị Nguyệt, chị thật sự xác nhận Tống Ngọc Mị, không phải là Dạ Ngọc Mị thật sự đến nơi này tìm chị sao? Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải hỏi. Cô ta sẽ đến. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Tuy cô ấy luôn xem chị là kẻ thù, nhưng cô ta biết chị còn sống thì nhất định sẽ đến tìm. Giống như chị biết rõ cô ta còn sống thì cũng sẽ đến tìm, nhưng muốn cho Tiểu Sắc Lang an toàn thì chị không thể xuống núi, chỉ có thể ở đây chờ. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi nói thêm. Tiểu Kiều, em cứ yên tâm. Tuy chị không biết Tiểu Sắc Lang ở đâu, cũng không biết hắn đang làm gì nhưng lại biết rõ cậu ấy rất an toàn. Thực tế đến giờ chị vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của cậu ấy, nói không thì sao chị có thể yên tâm cho cậu ấy xuống núi một mình. Chị Nguyệt, em cũng không tin chồng sẽ có vấn đề. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói, nếu Nguyệt Thanh Nhã đã nói Hạ Thiên không có vấn đề, vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề, nàng sẽ tuyệt đối không hoài nghi vấn đề này. Công lực của Dạ Ngọc Mị rất tương xứng với chị. Nhưng bây giờ công lực của chị không bằng trước kia. Tất nhiên căn cứ vào suy đoán của chị thì công lực của cô ấy cũng không bằng trước kia, vì vậy bây giờ cô ấy và chị cũng tương xứng mà thôi. Nếu hai bên tương xứng mà chị đến thủ đô tìm thì bôn ba đường xa sẽ có hao tổn, bây giờ chị ở đây chờ cô ấy đến, sẽ là lấy an nhàn chờ mệt mỏi, nếu chuyện này vẫn không thể không dùng vũ lực giải quyết, sợ rằng sẽ phát sinh thắng bại. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Tuy chị không muốn chiếm tiện nghi của cô ta, nhưng vì Tiểu Sắc Lang, chị cũng đành phải lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn không quang minh. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Nhưng chị hy vọng lúc này không đến mức sống chết mới giải quyết được vấn đề. Kiều Tiểu Kiều không nói gì, vì nàng thật sự không rõ mối quan hệ giữa Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị, nhưng nàng có thể khẳng định trước kia hai bên rất quen thuộc lẫn nhau. Tiểu Kiều, em có thể xuống núi, nếu Dạ Ngọc Mị đến tìm em trước, em cứ nói cho cô ta biết chị đang chờ. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Với những gì chị hiểu về cô ấy sẽ không làm gì em, thật ra cô ấy cũng không phải kẻ hay lạm sát người vô tội. Vâng, em rõ rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Nhưng chị tin cô ấy sẽ trực tiếp đến Thanh Phong Sơn. Nguyệt Thanh Nhã còn nói thêm. Còn nữa, Liễu Mộng cứ cho tạm thời ở đây, tư chất của cô ấy là rất tốt, ở lại đây sẽ có sự trợ giúp cho chị. Được, chị Mộng cũng rất thích ở đây. Chị ấy cảm thấy ở đây rất vui. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Chị Nguyệt, em xuống trước. Chị đưa em xuống núi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, sau đó nàng vung tay cầm lấy Kiều Tiểu Kiều, thân thể bay xuống núi như đằng vân giá vũ. Lúc này bốn sát thủ đều nhìn về phía Trương Đan, tên nghịch súng đã không dám nghịch súng, tên chơi dao cũng chẳng dám nghịch dao, tên vọc máy tính cũng dừng tay, vì bọn họ nghe thấy một cái tên làm cho khiếp sợ. Cô nói hắn là Hạ Thiên. Giọng điệu của Jack có hơi mất tự nhiên. Cô xác định điều này sao? Điều này tôi cũng không quá xác định. Trương Đan lắc đầu. Tôi cũng không được nhìn ảnh chính diện, nhưng nhìn qua có vẻ rất giống. Hơn nữa tôi nghe nói bây giờ Ninh Khiết có chồng, nhưng trước đó bạn ấy không có bạn trai. Người đàn ông quen với nàng trước đó chỉ có Hạ Thiên, vì vậy tôi nghĩ rằng đó là Hạ Thiên. Cô nói Hạ Thiên nào? Jack hỏi một câu.
Hạ Thiên mà y thuật cao minh, võ công hùng mạnh sao? Ừ, có lẽ là vậy, dù sao hắn cũng tự xưng là đệ nhất thần y, hai mắt và hai chân Ninh Khiết đều do hắn chữa trị. Trương Đan có chút không yên nhưng lại có chút chờ mong thoát thân, hình như đám người này sợ Hạ Thiên thì phải. Con bà nó, xem ra thật sự là hắn rồi. Tên sát thủ trước đó nghịch đao tức giận mắng một câu. XXX, tao đã nói mà, ủy thác này có vẻ bình thường mà cho ra 10 triệu, chắc chắn không bình thường, may mà ông không quá liều mạng, nếu không bây giờ chết chắc rồi. Thật ra tao cũng luôn hiếu kỳ, tiểu tử kia có lợi hại như tin đồn không? Tên nghịch súng giống như không quá phục Hạ Thiên. Tao cũng tò mò nhưng con mẹ nó không ngu đi nghiệm chứng, tao chỉ biết ám ảnh đoàn đã nói tiểu tử kia là đối tượng không thể đụng vào, ngay cả ám ảnh đoàn còn không dám làm, có thể thấy hắn lợi hại thế nào. Tên sát thủ cầm đao chợt vung tay đâm đao lên tường. Hừ, nếu tao biết thằng nào ủy thác, tao xiên nó vài phát. Tao thấy ám ảnh đoàn cũng không có gì quá mạnh, gần đây ám ảnh đoàn liên tục gặp phiền toái, tao nghe nói ám giả tinh linh của ám ảnh đoàn bị đuổi giết chạy khắp nơi. Tên sát thủ nghịch súng vẫn chưa cho là đúng. Ai giết được nàng ta sẽ có 500 triệu đô la, thật ra tao cũng muốn đi làm, nhưng chẳng biết ám giả tinh linh ở nơi nào. Được rồi, không cãi cọ nữ. Bây giờ rất đơn giản, có theo nữa không? Nếu theo thì giơ tay. Rách cắt đứt tranh luận của mọi người. Ba tên sát thủ kia đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai nhấc tay. Xem ra mọi người đã có ý kiến thống nhất, cũng chẳng sao, chúng ta rút lui. Rách rõ ràng là người cầm đầu nhóm người. Chuột, mày thông báo cho liên minh, chúng ta không tiếp nhận nhiệm vụ này, để bọn họ tìm người khác. Vâng. Tên sát thủ vọc máy tính gật đầu. Bọn họ xử lý thế nào? Tên sát thủ chơi đao nhìn Trương Đan và Sở Phàm. Trương Đan nghe nói như vậy thì chợt căng thẳng, trong lòng thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng giết người diệt khẩu. Xử lý đi, miễn phiền toái. Tên nghịch súng mở miệng nói. Mày điên rồi à? Tên rách tức giận nói. Mày thích đắc tội với Hạ Thiên làm gì? Mày muốn bị hắn đuổi giết sao? Sợ con mẹ gì, chúng ta lập tức xuất ngoại, tiểu tử kia theo thế đếch nào được? Tên sát thủ nghịch súng vẫn không cho là đúng. Tên Ngụy Gia Hoa ở Toronto cũng nghĩ như mày, kết quả là bị chặt thành 18 khối, mày thích giống hắn sao? Tên rách tức giận nói. Tên sát thủ nghịch súng lập tức câm miệng, rõ ràng hắn biết rõ chuyện kia là thế nào. Rách lúc này quay đầu nhìn Trương Đan, trên mặt treo nụ cười. Trương tiểu thư, trước đó tôi đã nói với cô, chỉ cần cô phối hợp thì chúng tôi sẽ không ra tay. Vì vậy bây giờ tôi tuân thủ lời hứa, sẽ lập tức thả các người. Trương Đan nghe nói như vậy thì chợt thở ra, xem ra mạng nhỏ đã được bảo vệ. Mặt khác tôi cũng hy vọng Trương tiểu thư không nên cổ động Hạ Thiên đi báo thù chúng tôi, vì chúng tôi cũng không có thù oán gì với cô, cũng không có thù oán gì với Hạ Thiên, hơn nữa điều này cũng không tốt cho cô. Sách tiếp tục nói. Sẽ không, nhất định sẽ không, thật ra tôi và Hạ Thiên cũng không quá quen thuộc, tôi chỉ biết Ninh Khiết mà thôi. Hạ Thiên sẽ không vì tôi mà báo thù các người. Trương Đan liên tục nói. Trương tiểu thư hiểu như vậy là tốt, chúng tôi trước tiên sẽ rời khỏi đây, 10 phút sau chúng tôi sẽ báo cảnh sát, khi đó cảnh sát sẽ cứu các người. Rách nói xong thì phất phất tay. Thu thập nhanh, lập tức rút lui. Vài phút sau Trương Đan thấy bọn sát thủ bỏ đi thì khẽ thở dài một hơi, trong lòng thật sự buồn bực, Hạ Thiên là ai, ngay cả sát thủ cũng sợ hãi mà bỏ chạy, đúng là quá mạnh mẽ. Nhìn thời gian thì đã 5 giờ chiều, bây giờ còn sớm, đến 6 giờ thì Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được mà cầm lấy điện thoại, nàng chuẩn bị gọi cho Sử Kình Tùng, nàng thật sự không thể nào cứ ngồi như vậy, nàng đinh theo lời Hạ Thiên mà đi tìm đại ca Hắc Đạo Cảng Thành. Nhưng Ninh Khiết còn chưa gọi đi thì có người gọi đến, Ninh Khiết nhìn vào màn hình mà không khỏi mỉm cười, xem ra tiền tài đưa ra có hiệu quả, cảnh sát làm việc có lực, mới đó đã có tin rồi. Tổ trưởng Sử, tìm được bọn cướp chưa? Ninh Khiết nhận điện thoại và thuận miệng hỏi. Ninh tiểu thư, không bắt được bọn cướp nhưng tìm được Trương Đan. Sử Kình Tùng ở bên kia có chút hưng phấn, hắn cảm thấy mình thật sự gặp may. Tìm được Trương Đan rồi à? Ninh Khiết ngây người, sau đó nàng vội vàng hỏi. Cô ấy có việc gì không? Ninh tiểu thư yên tâm, Trương Đan không sao, có chút kinh hoàng, mà Sở Phàm bị thương nhẹ. Sử Kình Tùng vội vàng trả lời, sau đó hắn hỏi một câu. Ninh tiểu thư, cô muốn gặp Trương Đan không? Tôi vừa đưa cô ấy và Sở Phàm đến bệnh viện trung tâm, cần kiểm tra cơ thể, tối nay tôi có thể đưa cô ấy đến chỗ cô không?
Chương 1049, đã bị dọa bỏ chạy. Tổ trưởng Sử, tôi sẽ không gặp cô ấy, chỉ cần không có vấn đề gì là được, bây giờ tôi cũng không tiện gặp mặt cô ấy. Ninh Khiết có chút chần chừ, cuối cùng nàng từ chối lời đề nghị của Sử Kình Tùng. Nhưng làm phiền anh đến chỗ tôi một chuyến, tôi sẽ chuyển tiền thưởng cho anh, chỗ này của tôi có tiền mặt, cũng không thể chuyển khoản. Sử Kình Tùng nghe Ninh Khiết nói sẽ đưa tiền thưởng thì cực kỳ hưng phấn, nhưng sau đó hắn lại ngượng ngùng từ chối. Ninh tiểu thư, sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy? Thật ra lần này Trương tiểu thư an toàn quay về cũng không có công lao gì của chúng tôi. Tổ trưởng Sử, dù thế nào thì các người cũng đã khổ cực, hơn nữa tôi cũng giữ lời, nói chỉ cần Trương Đan an toàn quay về thì sẽ cho các anh tiền thưởng. Ninh Khiết thản nhiên nói. Tóm lại bây giờ nếu các anh rảnh rỗi thì đến đây một chuyến, mặt khác tôi cũng hy vọng cảnh sát có thể bắt được đám đạo tặc kia, tôi không muốn sau này cô ấy gặp phải nguy hiểm cùng loại. Vậy thì được, trước tiên tôi hỏi Trương tiểu thư vài vấn đề, lát nữa sẽ đến thăm hỏi Ninh tiểu thư. Sử Kình Tùng không tiếp tục từ chối, hắn không thu tiền lót tay nhưng đây là tiền thưởng của người thân của kẻ bị hại cung cấp, nếu hắn không lấy thì quá ngu. Tổ trưởng Sử, vấn đề bắt cóc anh có thể hỏi rõ ràng một chút. Nhưng những vấn đề không đáng thì không liên quan thì đừng hỏi quá nhiều, anh hiểu chưa? Ninh Khiết nói mang theo hương vị cảnh cáo, bây giờ nàng đã có thể thấy Sử Kình Tùng rất sợ mình, vì vậy quyết định lợi dụng, ép Sử Kình Tùng nghe lời, như vậy sẽ bớt phiền cho Hạ Thiên. Còn đối phương vì sao lại sợ, bây giờ nàng không biết, cũng không muốn quan tâm. Vâng, tôi hiểu, Ninh tiểu thư yên tâm, tôi biết đúng mực. Sử Kình Tùng rất cung kính. Khi Ninh Khiết cúp điện thoại thì Sử Kình Tùng mới cúp máy, sau đó hắn vào phòng bệnh, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Trương tiểu thư, cô thấy thế nào, có khỏe không? Khá tốt, cảm ơn cảnh sát Sử. Trương Đan có chút cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng, vì nàng phát hiện Sử Kình Tùng có hơi quá khách khí với mình. Dựa theo lẽ thường thì Sử Kình Tùng là tổ trưởng tổ trọng án cục công an Cảng Thành sẽ hoàn toàn không cần khách khí với một cô gái mới đến đây như nàng. Sử Kình Tùng nhìn vài tên cảnh sát khác trong phòng, sau đó hắn phất tay cho bọn họ ra ngoài, cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại Sử Kình Tùng và Trương Đan, còn Sở Phàm không có ở đây. Sử Kình Tùng đóng cửa phòng bệnh, sau đó hắn đi về phía Trương Đan, điều này làm Trương Đan có chút căng thẳng, cảnh sát Sử này không phải có ý đồ bất chính với nàng đấy chứ. Trương tiểu thư, bạn của cô rất quan tâm đến cô, nhưng bây giờ cô ấy không tiện gặp người. Vì vậy mà tôi thấy khoảng thời gian ngắn sau này cô cũng không nên đến tìm. Sử Kình Tùng mở miệng nói. Cảnh sát Sử, anh nói đến Ninh Khiết sao? Trương Đan vội vàng hỏi, lúc này nàng cuối cùng cũng bắt đầu ý thức được vấn đề, Sử Kình Tùng khách khí với nàng hình như có nguyên nhân là Ninh Khiết. Trương tiểu thư hiểu rõ thì tốt rồi. Sử Kình Tùng xem như gián tiếp thừa nhận, sau đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trương Đan. Trương tiểu thư. Sau này nếu gặp phiền toái thì cứ trực tiếp điện thoại cho tôi sẽ hết sức hỗ trợ. Cảm ơn cảnh sát Sử. Trương Đan nhận lấy danh thiếp, đối với nàng thì ở Cảng Thành mà có người hỗ trợ thì quá tốt. Hơn nữa nàng cũng nhanh chóng biết được Sử Kình Tùng có liên lạc với Ninh Khiết, vì thế nàng chỉ cần thông qua Sử Kình Tùng là có thể liên hệ với Ninh Khiết. Đúng rồi, Trương tiểu thư, vừa rồi còn chưa kịp hỏi cô có biết bọn cướp kia là ai không? Sử Kình Tùng bắt đầu hỏi thăm đến vấn đề mấu chốt. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Bạn cô hy vọng sau này chúng tôi có thể bắt được bọn cướp, vì vậy cô sẽ an toàn hơn. Cướp sao? Trương Đan chợt ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt nàng có hơi biến đổi, nàng sốt ruột nói. Cảnh sát Sử, mong anh nói lại với Ninh Khiết, đám sát thủ kia đến vì cô ấy và Hạ Thiên. Cô ấy và Hạ Thiên? Sử Kình Tùng chợt ngây người, sau đó mê hoặc hỏi. Trương tiểu thư, cô nói Hạ Thiên là ai? Là người đàn ông ở cùng một chỗ với Ninh Khiết. Trương Đan có chút vội vàng. Đám sát thủ kia nghĩ rằng tôi rất quen thuộc Ninh Khiết, muốn dựa vào tôi để biết được vài chuyện. Sử Kình Tùng chợt trầm ngâm một chút, sau đó lấy điện thoại ra tìm một tấm hình. Trương tiểu thư, cô nói Hạ Thiên là người này sao? Đúng vậy, chính là cậu ấy. Trương Đan khẽ gật đầu. Trương tiểu thư, sau này cô không nên nhắc đến cái tên này với bất kỳ ai, biết chưa? Vẻ mặt Sử Kình Tùng chợt biến đổi, sau đó hắn hạ thấp giọng nói. Nhớ kỹ, bây giờ mọi người gọi cậu ấy là Tống Tử, Tống trong triều Tống, Tử trong sinh tử, ít nhất là trước khi Ninh tiểu thư liên lạc với cô đừng nói cái tên kia cho bất kỳ ai. Sử Kình Tùng dù sao cũng là lão cảnh sát,
hắn nhanh chóng ý thức được Hạ Thiên là tên thật của Tống Tử, mà nếu đã đổi từ Hạ Thiên ra Tống Tử thì tất nhiên không muốn cho người khác biết. Nếu tiết lộ ra thì hắn khó đảm đương được trách nhiệm, vì thế lập tức căng thẳng. Cậu ta, bây giờ cậu ta là Tống Tử. Trương Đan ngây người, Hạ Thiên này sao sửa tên kỳ cục như vậy? Trương Tiểu Thư, cô đừng quan tâm đến tên của Tống Tiên Sinh, cô vừa nói đám sát thủ kia đến vì bọn họ, cô biết bọn họ là ai không? Cô còn nhớ rõ bộ dạng của bọn họ không? Sử Kinh Tùng hỏi. Nhớ rõ hay không cũng chẳng còn vấn đề, nhưng, cảnh sát Sử, anh cũng chẳng cần phải đi tìm đám sát thủ kia, vì bọn họ đã bị dọa bỏ chạy rồi. Vẻ mặt Trương Đan rất cổ quái. Bị dọa bỏ chạy. Sử Kinh Tùng chợt tưởng mình nghe lầm, sát thủ bị dọa bỏ chạy sao? Ai dọa bỏ chạy? Bọn bị Hạ Thiên, à, chính là Tống Tử kia dọa cho bỏ chạy. Trương Đan bây giờ còn không nghĩ ra, Hạ Thiên kia là ai, sao có thể dọa cho sát thủ bỏ chạy? Trương Đan dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Tóm lại bọn họ nghe được tên của cậu ấy thì bỏ chạy, sau đó bọn họ báo cảnh sát đến tìm tôi, vì vậy mà cảnh sát Sử mới đến. Nhưng đám sát thủ đã chạy đi nhưng có lẽ vẫn còn sát thủ khác, cảnh sát Sử nên báo với Ninh Khiết để bọn họ cẩn thận một chút. Trương Tiểu Thư yên tâm, tôi sẽ lập tức chuyển lời. Sử Kinh Tùng miễn cưỡng cười nhưng trong lòng khó thể bình tĩnh, đây là loại cướp gì, vừa nghe tên đã sợ và bỏ chạy sao? Khoảnh khắc này Sử Kinh Tùng cảm thấy may mắn, may mà bây giờ mình vẫn còn sống, cũng may mà lần đầu tiên mình không làm căng với Ninh Khiết. Sử Kinh Tùng thoáng suy tư rồi nói với Trương Đan. Trương Tiểu Thư, tôi có việc cần ra ngoài một chuyến, cô cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi. Vâng, cảnh sát Sử. Trương Đan khẽ gật đầu. Sử Kinh Tùng xoay người đi ra ngoài, đi vài bước lại quay về nói. Trương Tiểu Thư, những gì tôi đã nói với cô, đừng nói cho ai khác biết, nếu có cảnh sát đến ghi khẩu cung thì nói không biết gì cả. À, cô cũng nên nói cho bạn trai của mình, để anh ấy đừng nói gì, nếu không sẽ mang đến phiền toái cho Ninh Tiểu Thư. Tôi biết rồi. Trương Đan khẽ gật đầu. Cảnh sát Sử, tôi biết rồi. Sử Kinh Tùng lúc này mới an tâm đi ra. Hắn phân phó vài câu cho đám cảnh sát canh giữ trong bệnh viện, sau đó nhanh chóng ra khỏi bệnh viện. Khi rời khỏi bệnh viện thì Sử Kinh Tùng đi lướt qua một nhóm người, sau đó hắn không nhịn được phải quay đầu nhìn, trong đám người đó có một nữ sĩ tuyệt sắc mặc tây trang trắng, làm hắn không thể không quay lại nhìn, nhưng khi hắn quay lại thì chỉ còn được nhìn thấy bóng lưng của nàng. Sử Kinh Tùng dù có chút tiếc hận nhưng dù sao cũng không còn trẻ, cũng không phải người có máu huyết sôi sục, hơn nữa bây giờ hắn muốn đi gặp Ninh Khiết. Vì vậy mà xoay người tiếp tục đi, nhanh chóng lấy xe bỏ đi. Sử Kinh Tùng tất nhiên sẽ không ngờ người đẹp tuyệt sắc mà mình kinh hoàng quay đầu lại nhìn chính là nữ thần y nổi danh khắp thủ đô, nằm trong bốn đóa hoa thủ đô, là Y Tiểu Âm. Tuy trước đó Y Tiểu Âm từng xung đột với Phạm Tử Lương, nhưng hôm nay Phạm Tử Lương điện thoại đến và nàng vẫn nhận máy. Phạm Tử Lương đề xuất có vài người bệnh muốn mời nàng ra tay, nàng cũng không lập tức đồng ý. Nhưng sau khi nàng biết người bệnh này vì phát sinh xung đột với Tống Tử mà hôn mê bất tỉnh thì đồng ý không chút do dự. Dù bây giờ nàng còn chưa nghĩ ra phương pháp trả thù tên đàn ông dùng phương pháp vô sỉ chiếm đoạt cơ thể của mình, nhưng nếu có cơ hội tìm phiền toái đến cho hắn, nàng sẽ không bỏ qua. Y Tiểu Âm sau khi đến bệnh viện thì có chút buồn bực, nàng tưởng rằng Phạm Tử Lương nói đến bệnh viện Huệ Nhân, không ngờ là bệnh viện nhà nước. Tất nhiên nếu ở Cảng Thành thì hai bệnh viện này đều có tiếng. Một là bệnh viện công lớn nhất, một là bệnh viện tư lớn nhất. Y Tiểu Âm được Phạm Tử Lương dẫn dắt vào một phòng bệnh, sau đó thấy một người đàn ông nằm hôn mê bất tỉnh, là cảnh sát nổi tiếng Cảng Thành, Lý Tư. Là anh ta sao? Y Tiểu Âm nhìn Lý Tư rồi nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, Y Tiểu Thư, anh ấy là một trong những người bệnh ở đây. Phạm Tử Lương khẽ gật đầu. A Cửu. Y Tiểu Âm không quan tâm đến Phạm Tử Lương mà nói một câu. A Cửu lấy khăn đặt lên cổ tay Lý Tư, lúc này Y Tiểu Âm mới bắt mạch. Một phút sau Y Tiểu Âm thu tay về, A Cửu trực tiếp vứt khăn vào thùng rác, vẻ mặt còn tỏ ra chán ghét, giống như rất chán ghét đàn ông. Phạm Tử Lương lại không quan tâm đến vẻ chán ghét của Y Tiểu Âm và A Cửu, hắn chỉ hỏi. Y Tiểu Thư, có chữa được không? Chương 1050, âm châm dương châm. Đây không phải là bệnh. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Anh ta chỉ bị người ta dùng châm cứu động tay động chân mà thôi. Trước đó Y Tiểu Âm còn chưa thật sự xác nhận người này bị Hạ Thiên động tay động chân, nhưng bây giờ nàng bắt mạch và lập tức hiểu ra, đây chính là Hạ Thiên ra tay. Y Tiểu Thư,
vậy cô có biện pháp cứu tỉnh hắn không? Phạm Tử Lương lại hỏi. Nói nhảm, tiểu thư nhà tôi y thuật cao minh, không có ai không cứu tỉnh được. A Cửu dùng giọng không vui đón lời. A Cửu, cầm ngân châm ra. Y Tiểu Âm căn bản không trả lời câu hỏi của Phạm Tử Lương, nàng chỉ nhàn nhạt phân phó. Vâng, tiểu thư. A Cửu lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, nàng mở hộp ra, bên trong là đủ loại ngân châm, có dài có ngắn, sau đó nàng hỏi. Âm châm hay dương châm? Dương châm số 3. Y Tiểu Âm trả lời. Phạm Tử Lương nghe vậy mà cảm thấy mơ hồ, nhưng A Cửu lập tức lấy ra một cây châm đưa cho Y Tiểu Âm. Dương châm là có ý gì? Phạm Tử Lương cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Sao anh lại hỏi nhiều như vậy? Sao anh không đổi tên thành Phạm Thập Vạn? A Cửu dùng ánh mắt mất vui nhìn Phạm Tử Lương. Anh có biết Thập Vạn là thứ gì không? Phạm Tử Lương chợt nở nụ cười ngượng ngùng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, vị Y Tiểu Âm này nhìn có vẻ điềm tĩnh. Tiếng nói cũng khe khẽ nhưng hắn biết rất rõ, vị này tuyệt đối không dễ trêu, ngay cả Trần Tư Minh cũng bị hộ vệ của nàng đánh cho tơi tả. Y Tiểu Âm cầm ngân châm ghim lên người Lý Tư, sau khi đâm liên tục 10 châm thì nàng thu hồi ngân châm đưa cho A Cửu, sau đó nàng nhìn Phạm Tử Lương. Những người khác đâu? Phạm Tử Lương chợt sững sờ. Y Tiểu Thư, vậy là xong rồi sao? Một phút sau hắn sẽ tỉnh, nếu anh muốn những người khác cũng tỉnh lại thì đừng nói nhảm, mau dẫn đường. Giọng điệu của Y Tiểu Âm có vẻ mất bình tĩnh, nhưng cũng vì giọng điệu như vậy mà Phạm Tử Lương cảm nhận được sự bất mãn của nàng. Phạm Tử Lương cuối cùng cũng không tiếp tục nói nhảm, hắn thành thật đưa Y Tiểu Âm đi đến đám người hôn mê trong bệnh viện, mà lần này Y Tiểu Âm không trực tiếp bắt mạch mà thi châm ngay. Toàn bộ quá trình chưa đến 10 phút, Y Tiểu Âm thi châm xong thì lập tức đưa A Cửu bỏ đi, nhưng trước khi đi nàng cũng nói với Phạm Tử Lương một câu. Viện trưởng Phạm, tôi hy vọng lần tới nhận được điện thoại của anh. Tôi có thể gặp được người muốn gặp mà chẳng phải là những nhân viên không liên quan hoặc những việc lặt vặt này nọ. 5 phút sau khi Y Tiểu Âm rời khỏi bệnh viện thì Lý Tư là người tỉnh lại đầu tiên, lúc này Phạm Tử Lương cầm lấy điện thoại bấm cho một số máy. Ngũ ca, Lý Tư đã tỉnh, chuyện anh yêu cầu chúng tôi đã làm được, bây giờ là lúc các anh làm việc. Không có vấn đề, nói cho Trần Thiếu gia biết, chúng tôi sẽ đưa người anh ấy muốn sang ngay. Bên kia cũng trả lời rất sảng khoái. Tôi sẽ đợi tin tốt của các anh. Phạm Tử Lương nói xong thì cúp điện thoại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng lần này không gây ra chuyện gì lớn. Y Tiểu Âm ngồi trong xe, nàng khẽ nhắm mắt, chuyện vừa rồi làm nàng không tự giác được phải nhớ đến buổi tối mà nàng vĩnh viễn không thể quên, vì vậy mà hai bàn tay phấn chợt siết chặt. Nếu có thể, nàng thật sự rất muốn cho tên đàn ông đáng hận kia một đấm chết tươi. Nhưng Y Tiểu Âm không có năng lực như vậy. Điều làm nàng ảo não chính là dù mình có năng lực như vậy thì sợ rằng cũng không thật sự giết được hắn, vì nếu hắn thật sự chết đi thì mục tiêu của nàng càng khó thực hiện. Nàng cần cải tiến âm môn châm pháp, mà đến bây giờ Hạ Thiên là người đầu tiên dám tuyên bố sẽ có thể cải tiến được âm môn châm pháp, thực tế nàng cũng hiểu, chỉ có Hạ Thiên mới có năng lực như vậy. Y Tiểu Thư, làm phiền các người buộc chặt dây an toàn. Đúng lúc này một nữ đặc công của ám tổ ngồi bên cạnh tài xế nói. Sao vậy? Y Tiểu Âm mở to mắt rồi mở miệng hỏi, thật ra đến bây giờ nàng vẫn chưa biết tên thật của nữ đặc công kia, chỉ biết danh hiệu mà thôi, là ám vệ số 18, tự xưng là thập bát muội, mà nữ lái xe là 19, tự xưng là thập cửu muội. Có xe theo dõi chúng ta, sợ rằng sẽ phát sinh va chạm, vì an toàn nên làm phiền Y Tiểu Thư thắt chặt dây an toàn. Nữ đặc công thập bát muội trả lời, người nào theo dõi chúng ta? A Cửu chợt căng thẳng. Tôi đang tra biển số xe. Thập bát muội cầm một chiếc máy tính tinh xảo mà cứng chắc nói, nàng đang gõ phím, sau đó nói ngay. Đã tra được, chiếc xe của Bành Đại Quân, tên này là một thành viên của tổ chức Hắc Đạo Thất Huynh Đệ Hội lớn nhất Cảng Thành, tên này xếp thứ 5, vì tiền mặt có vết đao nên gọi là Lão Ngũ Vết Đao, chị biết người này không? Không, tôi vừa đến đây không lâu, chưa từng nghe qua tên người này, cũng chưa từng gặp mặt. Y Tiểu Âm lắc đầu. Nàng thật sự không biết người này là ai, càng không biết đối phương vì sao phải theo dõi mình. Y Tiểu Thư không cần lo lắng, chỉ là loại người nhỏ nhặt mà thôi, chúng tôi có thể xử lý. Thập bát muội gấp máy tính, sau đó nàng tiếp tục nói. Căn cứ vào khoảng cách giữa hai xe thì bây giờ bọn họ chỉ theo dõi mà thôi, chưa ra tay, vì vậy tôi muốn đưa bọn họ ra gần biển sẽ giải quyết. Trên đường cũng nhiều xe và nhiều người, không tiện ra tay, cũng dễ làm người ta chú ý.
Cứ như vậy đi, cô xem xét bọn họ cho chặt chẽ vào, nếu bọn họ sớm có dấu hiệu ra tay thì xử lý ngay. Thập cửu muội vừa lái xe vừa nói. Ừ, chỉ là vài tên côn đồ mà thôi, xử lý rất dễ dàng. Thập bát muội vừa nói vừa rút súng, xem ra có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đáng tiếc là thập bát muội không có cơ hội nổ súng, chiếc xe ở phía sau liên tục đi theo các nàng nhưng không có ý ra tay, mãi đến khi xe của các nàng chạy đến biệt thự ở bờ biển thì chiếc xe theo sau vẫn không ra tay. Các người về phòng trước, tôi sẽ đi chào hỏi những người kia. Thập bát muội xuống xe, sau đó đi về phía chiếc xe ở phía sau. Thập cửu muội vào nhà đầu tiên, sau đó Y Tiểu Âm và A Cửu cũng theo vào. Đùng đùng, đúng lúc này bên ngoài vang lên vài tiếng súng, một lát sau tiếng súng lại vang lên, một lát sau thập bát muội đã vào nhà. Cô giết chết bọn họ sao? Khi thấy thập bát muội vào nhà thì thập cửu muội không khỏi hỏi một câu. Không, vì muốn lấy lời khai mà bắn bị thương vài tên mà thôi. Thập bát muội hời hợt nói. Loại côn đồ này không để cho bọn họ có vài tên bị thương thì rất cứng đầu, hơn nữa như vậy mới moi tin nhanh nhất, tôi đã biết bọn họ được ai phái đến. Ai phái đến? A Cửu nhìn không được phải hỏi. Một người tên là Trần Tư Minh, nghe nói tên này vừa ý Y Tiểu Thư nên thông qua Phạm Tử Lương để liên lạc, trước tiên tôi điều tra về tên Trần Tư Minh kia rồi nói sau. Thập bát muội lại lấu máy tính ra tiếp tục điều tra. Thì ra là tên khốn kia. A Cửu lập tức nổi giận. Tiểu thư, em thấy chúng ta không cần nói chuyện hợp tác với bọn họ, tên khốn Phạm Tử Lương kia, chúng ta vừa giúp hắn chữa bệnh, bây giờ lại sai người ám toán chúng ta, đúng là buồn cười. Ủa, tên Trần Tư Minh này lại có địa vị không nhỏ. Âm thanh kinh ngạc của thập bát muội chợt vang lên. Lại có chút quan hệ với quân đội. Thập bát muội nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn Y Tiểu Âm. Y Tiểu Thư, có cần ám tổ chúng tôi ra mặt giải quyết không? Chúng tôi chỉ là người phụ trách an toàn cho cô, vì vậy trừ khi cô có yêu cầu đặc biệt, nếu không chúng tôi sẽ chẳng ra tay giúp các người những chuyện như trả thù. Không cần, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Y Tiểu Âm lắc đầu, sau đó nàng quay đầu nhìn A Cửu. Chúng ta lên lầu. Vâng, Tiểu Thư. A Cửu khẽ gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người nhanh chóng lên lầu, đi vào phòng ngủ của Y Tiểu Âm. Lúc này A Cửu lại mở miệng hỏi. Tiểu thư, chị tính thế nào? Em thấy vị dịch tiên sinh kia căn bản không có thành ý hợp tác. Nếu đã không có thành ý hợp tác thì chúng ta cũng không cần hợp tác. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Nhưng, tiểu thư, chúng ta đến đây không phải vì vài bệnh viện trong tay hắn sao? A Cửu có chút mê hoặc. Chị chưa nói không cần những bệnh viện này. Y Tiểu Âm nở nụ cười không màng danh lợi. A Cửu, chị cảm thấy cứu người kiếm được nhiều tiền hơn hại người, vì vậy hy vọng sau này Âm Y Môn sẽ dựa vào những bệnh viện này mà tìm được thu nhập ổn định. Chỉ cần khống chế được những bệnh viện kia và cải tiến âm môn châm pháp, như vậy mục tiêu của chị có thể thành hiện thực. Nếu Dịch Chi Ngôn kia chịu hợp tác, như vậy chị sẽ cho hắn một phần cổ phần, để hắn vừa có tiền vừa có lợi nhuận, nhưng bây giờ hắn không chịu hợp tác. Thủ hạ còn có mưu đồ làm loạn, đừng trách chị. Y Tiểu Âm khẽ thở dài một hơi nói. Chị sẽ không tiếp tục đàm phán với bọn họ, sẽ trực tiếp nắm lấy các bệnh viện. Vâng, tiểu thư, chúng ta phải làm sao? A Cửu vẫn có chút mê hoặc. Nơi này là Cảng Thành, không phải là thủ đô, tiểu thư dù có quan hệ ở thủ đô cũng không thể vươn tay đến đây. A Cửu, có người ở thủ đô là đủ. Y Tiểu Âm cười nhạt một tiếng. Có câu nói núi cao xa hoàng đế, thật ra không phải hoàng đế không quan tâm, chỉ vì không thích quan tâm mà thôi. Chị sẽ nhanh chóng cho Dịch Chi Ngôn kia biết rõ, đắc tội với Y Tiểu Âm, sẽ không có quả ngọt. A Cửu không nói gì, nàng biết, Y Tiểu Âm đã nghĩ kỹ. Khu biệt thự Hồ Hương Tuyết, Hạ Thiên đang ngồi trên ghế salon chờ Ninh Khiết về nhà, vừa rồi Ninh Khiết nhận được điện thoại của Sử Kình Tùng và đi ra vài phút, bây giờ còn chưa quay lại. Hạ Thiên đang xem phim hoạt hình Sói và Cừu, Ninh Khiết đẩy cửa tiến vào, ánh mắt hình như có chút ngưng trọng. Vợ quỷ keo kiệt, sao vậy? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Sử Kình Tùng kia chọc giận chị sao? Để tôi bắt hắn. Chồng, không phải. Ninh Khiết lắc đầu. Bây giờ Sử Kình Tùng rất nghe lời, nhưng hắn vừa nói cho tôi biết, thân phận thật sự của cậu đã bại lộ, bây giờ số người biết cậu là Hạ Thiên đã không ít. Chương 1051, giết chóc trong đêm tối. Phải không? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Không thể nào,
chẳng lẽ vợ y thật sự tiết lộ tin tức về thủ đô? Điều này có lẽ không liên quan đến y tiểu âm, nhưng, chồng này, những ngày nay chúng qua khá náo loạn, cũng không ít nơi chụp lại được hình ảnh, nếu muốn tra ra thân phận của chúng ta thì chỉ là vấn đề thời gian. Ninh Khiết có chút sầu lo. Mặc khác Trương Đan không biết vì sao lại chạy đến đây, theo lời của Sử Kình Tùng thì những tên bắt cóc Trương Đan chính là sát thủ, bọn họ hướng về phía chúng ta, đám sát thủ đó đã biết được thân phận thật sự của chúng ta, sau đó bị dọa cho bỏ chạy. Tóm lại bây giờ càng có nhiều người ở Cảng Thành biết được thân phận của chúng ta. Tôi cũng không muốn gây rối, nhưng bọn họ luôn tạo ra phiền toái cho tôi, cũng không thể trách tôi được. Hạ Thiên nói thầm một câu, đúng là không có biện pháp, tuy hắn muốn an phận một chút nhưng hắn thật sự không có tính cách đó. Đặc biệt là sau khi bị ép đến đây thì tâm tình của hắn không được tốt, vì vậy càng dễ bộc phát. Cũng vì vậy mà hắn mới đập nát xe buýt. Trước nay chưa từng dùng sức mạnh với phụ nữ nhưng bây giờ lại dùng thủ đoạn bạo lực với y tiểu âm. Chồng, có lẽ chúng ta bây giờ nên rời khỏi đây, đổi một chỗ khác, như vậy người nơi này sẽ không còn chú ý đến chúng ta. Ninh Khiết suy nghĩ rồi nói. Những ngày nay tôi đều có liên lạc với Tống Hùng, tuy hắn không ở thủ đô nhưng vẫn biết được nhiều động tĩnh của Tống gia. Theo lời của hắn thì bây giờ người Tống gia căn bản không quan tâm đến chỗ này, Tống Ngọc Mị lại dùng phần lớn thời gian để luyện công. Thân thể của nàng giống như vẫn hoàn toàn chưa khôi phục. Tất nhiên cô ấy sẽ chưa thể nào hoàn toàn khôi phục, nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì phải có tôi trợ giúp, nhưng tôi sẽ không bao giờ trợ giúp. Hạ Thiên rất tin tưởng điều này. Chúng ta có nên rời khỏi đây không? Ninh Khiết khẽ hỏi thăm. Rời khỏi đây thì đi đâu? Hạ Thiên có vẻ không tình nguyện bỏ đi, không phải hắn thích chỗ này, nếu hắn có thể về Giang Hải hoặc thủ đô thì tất nhiên sẽ tình nguyện. Nhưng vấn đề là hắn rời khỏi đây thì chỉ có thể đến một nơi xa lạ, như vậy hắn càng tình nguyện ở chỗ này, dù sao hắn cũng không có cuộc sống quá tệ ở đây, bây giờ cũng có chút quen thuộc. Chồng, nếu không chúng ta cho Tống Hùng nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Tống gia, nếu người Tống gia bên kia quan tâm đến Cảng Thành, như vậy Tống Hùng sẽ biết. Bây giờ chúng ta tạm thời nên ở lại Cảng Thành, cũng cố gắng đừng ra ngoài quá nhiều, nên an phận một chút. Ninh Khiết thấy Hạ Thiên không muốn bỏ đi. Vì vậy nàng lập tức có ý nghĩ. Những ngày nay chồng nên cố gắng ở nhà luyện công, hấp thu âm hỏa, nếu Tống gia có động tĩnh gì thì Tống Hùng nói và chúng ta sẽ đi ngay, cậu cảm thấy thế nào? Được, cứ như vậy đi. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Vợ quỷ keo kiệt, tôi đi hấp thu âm hỏa trước. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm thấy mỗi ngày mình nên bỏ nhiều thời gian để hấp thu âm hỏa, như vậy mới nhanh chóng trở về nơi quen thuộc. Đêm đã khuya. Một chiếc xe lẳng lặng dừng ven đường, nhìn qua có vẻ giống như xe không có người nhưng thực tế lại có hai người phụ nữ xinh đẹp ở bên trong, một người tóc đen, một tóc tím, đúng là Ngải Vi Nhi và Isabella. Cách các nàng 500 mét là một tòa biệt thự, chủ nhân trong biệt thự chính là mục tiêu của các nàng, là một thương nhân tên là Trần Phú. Căn cứ vào tư liệu thì Trần Phú này là một thương nhân khá có tiếng, thành lập một nhà xưởng chế tạo thiết bị điện tử. Tên này năm nay 50 tuổi, đã ly hôn vợ. Con gái theo vợ nên bây giờ chỉ ở nhà một mình, tất nhiên điều này cũng không có nghĩa là hắn không có người phụ nữ nào khác. Huấn luyện viên, Trần Phú đã về lúc 9 giờ, theo hắn còn có một người phụ nữ nào đó, trước đó em đã kiểm tra và phát hiện nhà bọn họ không có người, những khu vực phụ cận cũng rất bình thường, không có gì không đúng, bây giờ là thời gian ra tay thích hợp nhất, để em đi nhé. Isabella khẽ nói, chị đi, Ngải Vi Nhi lại phủ quyết, em ở trên xe chờ chị. Huấn luyện viên, nếu không thì em đi cùng chị. Isabella có chút không quá yên tâm. Gần đây có nhiều chuyện, hai chúng ta đi sẽ an toàn hơn. Không cần, nếu thật sự có chuyện gì, để một người ở bên ngoài sẽ an toàn hơn. Ngải Vi Nhi lắc đầu. Nhưng đây chỉ là một nhiệm vụ 1 triệu bạc mà thôi, không có gì nguy hiểm, em chờ tôi một chút, 5 phút sau chị sẽ quay lại. Ngải Vi Nhi đẩy cửa xe bước ra, sau đó nàng nhanh chóng đi về phía biệt thự. Nàng thấy nhiệm vụ này thật sự chẳng có gì nguy hiểm, mục tiêu chẳng qua chỉ là một người mà vệ sĩ còn không có. Đừng nói bây giờ nàng rất mạnh, dù là trước kia muốn giết một người như vậy cũng rất dễ dàng. Nếu không phải nàng đang chẳng có gì làm và cực kỳ buồn bực, đồng thời trong lòng cũng có ý nghĩ muốn phát tiết thì căn bản sẽ khinh thường tiếp nhận những nhiệm vụ này. Đối với một Ngải Vi Nhi từ nhỏ đã ở trong tổ chức sát thủ thì giết người chẳng có gì là không đúng, nàng chỉ coi đó là một nghề nghiệp. Nàng không cho rằng mình có tội, dù có tội thì nó cũng thuộc về người mướn nàng, chẳng qua nàng chỉ là một công cụ mà thôi. Nàng không khác gì cây súng,
người ta cầm lấy để giết người, người có tội nhưng súng không có tội, vì vậy ngài Vi Nhi giết người mà vẫn cảm thấy rất an tâm và thoải mái. Sau khi được Hạ Thiên tẩy tủy thì dù là mắt hay lỗ tai của ngài Vi Nhi cũng đều linh mẫn hơn trước kia rất nhiều, vì vậy bây giờ nàng làm nhiệm vụ rất đơn giản. Nàng nhanh chóng đi vào biệt thự, vừa búng người vào thì nghe những âm thanh chiến đấu của một nam một nữ trên một căn phòng ở lầu 2, vì thế mà nàng trực tiếp nhảy lên lầu 2. Ngay sau đó nàng bắn ra hai phát, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhiệm vụ của nàng lần này xem như hoàn thành. Đúng là không có tính khiêu chiến. Ngải Vi Nhi cảm thấy rất mất mặt, nàng không muốn nhìn tên mục tiêu xấu xí, vì vậy cũng không thèm tiến lên xác nhận. Vì thế nàng bắn xong thì lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ. Đùng! Một tiếng nổ khủng bố vang lên sau lưng, khoảnh khắc này Ngải Vi Nhi đang ở giữa không trung, một luồng sóng xung kích vọt đến sau lưng. Gặp quỷ, rõ ràng là bẫy dập. Ngải Vi Nhi muốn nổi điên, gần đây sao chẳng làm gì được thuận lợi. Tuy Ngải Vi Nhi nhảy xuống vài giây trước khi biệt thự nổ tung nhưng những sóng xung kích vẫn lan đến, cũng may nàng có chân khí hộ thân, vì thế mà luồng sóng kia căn bản không tạo nên bất kỳ thương tổn gì. Nhưng khi nàng chạm đất thì cũng vô thức nằm sấp xuống, điều này làm nàng có chút khốn khổ, cũng làm nàng cảm thấy căm tức. Nếu để nàng biết được kẻ nào thiết kế bẫy dập, nàng nhất định sẽ cắm hết phi đao lên người đối phương. Tên khốn, đừng để ta biết ngươi là ai. Sau khi con sóng lực thổi qua thì Ngải Vi Nhi đứng lên, trong miệng thầm mắng, nhưng nàng còn chưa hết lời thì đột nhiên cảm giác nguy hiểm úp lại, đồng thời nàng còn nghe một âm thanh nổ súng rất nhỏ. Một viên đạn cao tốc phóng đến, Ngải Vi Nhi vội vàng dùng phiêu miểu bộ tránh ra. Lúc này nàng không tự giác được phải nghĩ đến Hạ Thiên, sắc lang kia dạy cho nàng phiêu miểu bộ, thứ này đã cứu nàng rất nhiều lần trong những ngày gần đây, nếu không thì dù bây giờ tuy nàng không chết nhưng tối thiểu cũng trúng đạn. Nhưng một viên đạn này cũng không làm Ngải Vi Nhi tức giận, ngược lại còn làm nàng vui sướng, vì nó mà nàng phán đoán được vị trí của kẻ địch. Nàng chợt biến mất ngay tại chỗ, nàng hóa thành một bóng đen nhào về phía một tòa biệt thự 3 tầng ở cách xa vài trăm mét, nơi đó là vị trí của tay súng bắn tỉa, tên khốn kia đang ở mái nhà, nàng thậm chí đã thấy được hình bóng của đối phương. Khoảng cách vài trăm mét đối với Ngải Vi Nhi chỉ là 10 giây mà thôi, nàng nhanh chóng phóng vào trong biệt thự, trong lòng chợt hưng phấn. Vì nàng cảm thấy trong biệt thự này không phải chỉ có một người, nàng có thể đại khai sát giới. Đùng, đùng, đùng. Bước chân của Ngải Vi Nhi cũng không ngừng, tốc độ giảm đi khá nhiều, nàng vừa phóng lên lầu vừa nổ súng, mỗi viên đạn đều giết chết một đối thủ, vì vậy mà sau một lúc đã có 7-8 người chết dưới họng súng của nàng. Lúc này nàng cũng đã vọt lên đến sân thượng tòa nhà. Đùng, đùng. Tiếng súng lại vang lên, là đối phương nổ súng trước. Ngải Vi Nhi lại đạp lên phiêu miểu bộ, nàng nhanh chóng tiến lên, súng được thu vào, hai cây phi đao được phóng ra. Á! Một tiếng kêu thảm vang lên, tiếng súng cũng ngừng, hai cây phi đao của Ngải Vi Nhi đã cắm chính xác lên cổ tay của đối phương, lúc này nàng cũng nghe được tiếng súng ngắn rơi xuống đất. Để xem rốt cuộc là tên khốn nào muốn gây khó dễ cho ta. Ngải Vi Nhi đánh về phía đối phương, sau đó nàng dừng lại cách đối phương 3 thước. Dù bây giờ là buổi tối nhưng với thị lực của nàng thì vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ dung mạo đối phương. Sau khi nàng nhìn qua thì thật sự chấn động, nàng dùng giọng khó tin nói. York, là ngươi. Ngải Vi Nhi thật sự khiếp sợ, nàng dù thế nào cũng không ngờ người bắn lén mình chính là York, vì York này không phải là ai khác, chính là tên sát thủ xếp ở vị trí thứ 2, bây giờ dựa theo lý sẽ là đệ nhất sát thủ. Quan trọng hơn chính là York cũng như nàng, đều là người ám ảnh đoàn. Thì ra nội gian không phải là vài người tổ tình báo, ngay cả ngươi cũng là nội gian. Ngải Vi Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn York, lúc này nàng rất phẫn nộ. York, ta hỏi ngươi, tên khốn treo giải thưởng 500 triệu đô la, có phải là ngươi không? Ngải Vi Nhi, ngươi sao có thể mạnh như vậy? York cuối cùng cũng nói chuyện, trong giọng điệu của hắn có vẻ rất khó tin, hắn rõ ràng không thể ngờ dưới tình huống này Ngải Vi Nhi lại không hao tổn chút nào. Ta đã nói với ngươi rồi. Đàn ông của ta rất có bản lĩnh. Ngải Vi Nhi hừ lạnh một tiếng. York, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi nói ra đám nội gián trong tổ chức, ta sẽ cho ngươi chết thống khoái, nếu không ta sẽ dùng phi đao cho ngươi thành trăm ngàn mảnh. Chương 1052, ta biết rõ hắn ở nơi nào. York là một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, hắn thật ra rất anh tuấn, nhưng lúc này gương mặt anh tuấn của hắn vì quá đau đớn mà có vẻ vặn vẹo. Hai cây phi đao xuyên qua cổ tay làm hắn không thể nào dùng lực, đồng thời cũng làm hắn cảm thấy rất đau đớn. Ngải Vi Nhi, căn bản chẳng có gì là nội gián,
chẳng qua chúng tôi chỉ không muốn để cho mẹ con các người giao tổ chức cho một người ngoài. York nhìn ngài Vi Nhi, hắn không tự giác được phải nuốt nước miếng, dù dưới hoàn cảnh này nhưng cảm nhận được tư thái cực kỳ xinh đẹp của ngài Vi Nhi thì hắn vẫn cảm thấy dục dịch. Sau đó trong lòng hắn càng thêm tức giận, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà không thuộc về hắn, lại để cho người ngoài hái được. Các người là những người nào? Ngài Vi Nhi hừ lạnh một tiếng. Sao tôi lại giao tổ chức cho người ngoài? Đó là đàn ông của tôi là người ngoài sao? Hơn nữa ám ảnh đoàn là một tổ chức mà trước nay luôn mời những cao thủ tham gia, cũng vì thế mà ám ảnh đoàn luôn cường thịnh không suy, để cho Hạ Thiên gia nhập ám ảnh đoàn là quyết định của tổ chức. Ngài Vi Nhi, tổ chức chỉ cho cô mời Hạ Thiên gia nhập, cũng không nói sẽ cho hắn đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng. York tức giận nhìn chằm chằm vào ngài Vi Nhi, vài tháng trước người phụ nữ này còn chưa trưởng thành gợi cảm như bây giờ, nhưng lúc này đã giống như trở thành một vưu vật điên đảo chúng sinh. Điều này rõ ràng là công lao của tên đàn ông trong miệng nàng. Khoảnh khắc này hắn không những hai tay đổ máu, trong lòng cũng nhỏ máu. York, bây giờ ta không nói những lời nhảm nhí thế này với ngươi, ngươi nói ra ngay, tên phú hào treo giá 500 triệu đô để giết ta là ai? Việc này chẳng lẽ là ngươi làm ra sao? Ngài Vi Nhi có vẻ rất căm tức, nàng bây giờ còn chưa hiểu, vì sao tên phú hào kia lại ra giá cao như vậy? Ha ha ha, đúng vậy, chính là ta làm. Ngài Vi Nhi, cô chắc khó thể tưởng, ban đầu ở trên du thuyền, người mà các ngươi đã ra tay cũng không phải như những gì các ngươi được biết. York có chút đắc ý. Các ngươi càng không thể tưởng được, thật ra nhiệm vụ kia chỉ là ta sắp xếp mà thôi, nhưng ta sẽ không nói cho các ngươi biết phú hào kia là ai. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một vấn đề, đó chính là tên phú hào mà các ngươi ra tay sát hại chính là con một của viên phú hào kia, mà tài sản của tên phú hào kia phải lên đến cả tỷ đô la. York đang đắc ý chợt kêu lên thảm thiết, đúng lúc này ngài Vi Nhi phóng ra hai cây phi đao đâm vào hai đùi hắn, phi đao xuyên qua đùi, sau đó quay lại trong tay nàng. Rõ ràng chỉ cần tính phần kỹ xảo trong chiêu thức đó cũng quá mức tuyệt vời. York, chỉ chút mưu kế như vậy của ngươi mà không muốn cho người ngoài gia nhập ám ảnh đoàn, căn bản đúng là ngu ngốc. Trước đó khi ở trên du thuyền thì ta căn bản chưa từng nói sẽ cho Hạ Thiên gia nhập ám ảnh đoàn, càng không nói sẽ cho hắn làm đoàn trưởng. Ngài Vi Nhi cười lạnh một tiếng, sau đó nàng khẽ kêu. Nói mau, rốt cuộc các ngươi có ý gì? Trong tổ chức còn có ai đồng lõa? Được rồi, ta nói cho ngươi biết, đồng lõa của ta trong tổ chức chính là Sơ Ly. Á! York vừa nói ra một cái tên thì đã hét lên thảm thiết, lúc này ngài Vi Nhi trực tiếp phóng ra 4 cây phi đao, trên đùi York lại có 8 lỗ máu. York, chúng ta đều là người ám ảnh đoàn, làm thế nào cho người ta mở miệng, ngươi biết rất rõ ràng. Đừng để ta thật sự cắt bỏ hết thịt trên người ngươi. Trong mắt ngài Vi Nhi chợt bùng lên hàn quang lạnh băng. Nói, rốt cuộc là ai đồng lõa? Đừng nói hưu nói vượn. Ngài Vi Nhi sở dĩ không tin York vì Sơ Ly chính là tên của mẹ nàng. Ngài Vi Nhi, chúng ta giao dịch nhé. York cắn răng, lúc này hắn đã không thể nào đứng vững, chỉ có thể ngồi xuống đất, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo trên người. Ngươi có tư cách gì mà giao dịch với ta? Ngài Vi Nhi cười lạnh một tiếng. Ta sẽ cho ngươi biết ai là đồng lõa trong tổ chức, chắc ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, nhưng ta hiểu một sự kiện, ngươi nhất định rất muốn biết. York thở hổn hển. Thật ra ngươi đến Trung Quốc để tìm Hạ Thiên có phải không? Đáng tiếc là ngươi không tìm được hắn, ta nói có đúng không? Đúng thì thế nào? Ngài Vi Nhi cũng không phủ nhận, nàng hừ lạnh một tiếng. York, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi biết hắn ở đâu sao? Đúng vậy, ta biết hắn ở đâu. York thật sự gật đầu. Nếu ngươi đồng ý thả ta ra, ta sẽ nói tung tích của hắn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ngài Vi Nhi hừ lạnh một tiếng. Nghi à cả ta cũng không biết hắn ở đâu, ngươi biết được sao? Ngài Vi Nhi, có tin hay không là tùy ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, hắn bây giờ ở Cảng Thành nhưng ngươi không tìm thấy, lý do vì hắn mai danh ẩn tích nhưng lại ở cùng một chỗ với một người phụ nữ khác. Ha ha ha. Người phụ nữ đó xinh đẹp như ngươi, có lẽ ta thấy hắn đã chơi chán ngươi, vì vậy cố ý tách khỏi ngươi, nếu ngươi không phục thì cứ đi tìm hắn mà hỏi. Không biết vì ghen ghét hay nguyên nhân nào khác mà York nói đến điều này còn cố gắng kích thích ngài Vi Nhi. Một âm thanh kinh ngạc chợt vang lên sau lưng ngài Vi Nhi. Mày nói chồng nhỏ của tao đang ở Cảng Thành, cậu ấy ở đâu? Ngài Vi Nhi không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Isabella, bên này nổ súng, tất nhiên sẽ kinh động Isabella.
mà Isabella sẽ lo lắng cho sự an toàn của ngài Vi Nhi, vì vậy mới chạy đến nơi này. Hừ, hai người các ngươi đều tiện nghi cho thằng chó kia, con bà nó. York đột nhiên tức giận mắng một câu, sau đó hộc ra một ngụm máu. Huấn luyện viên, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không cứ mang hắn theo, chúng ta tìm địa phương an toàn rồi chậm rãi thẩm vấn. Isabella đã nghe được tiếng còi cảnh sát từ xa truyền đến, nàng không khỏi mở miệng nói. Được. Ngải Vi Nhi khẽ gật đầu, nàng lóe lên đến trước mặt York, sau đó nàng đá vào gáy hắn, tên này lập tức hôn mê bất tỉnh. Huấn luyện viên, chúng ta đi. Isabella dùng một tay xách York rồi trực tiếp nhảy xuống, Ngải Vi Nhi cũng nhảy xuống, cả hai nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Hạ Thiên nghe lời đề nghị của Ninh Khiết, khoảng thời gian này hắn thật sự không ra khỏi nhà, mỗi ngày đều cố gắng dùng phần lớn thời gian để hấp thu âm hỏa, thậm chí còn không xem xét vẻ đẹp bên trong của Ninh Khiết. Đối với Hạ thì cuộc sống ở Cảng Thành có vẻ không tệ nhưng lại cũng rất dày vò, hắn hy vọng có thể nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian này. Nhưng sau vài ngày thì Hạ Thiên thật sự phát hiện có vài chuyện có gấp cũng không được, ví dụ như hấp thu âm hỏa, dù vài ngày qua hắn bỏ ra nhiều thời gian nhưng chỉ hấp thu được một chút mà thôi. Như vậy nếu cứ tiếp tục bỏ ra nhiều thời gian hấp thu âm hỏa thì vẫn không thực tế. Hạ Thiên hấp thu âm hỏa vài ngày cũng cảm thấy rất buồn chán, vì vậy sau khi phát hiện tốc độ hấp thu không nhanh hơn bao nhiêu thì hôm nay hắn dừng lại ngủ một giấc đến giữa trưa mới thức dậy, sau đó một giọng ca hấp dẫn thu hút lực chú ý của hắn. Gạch nối chấm chấm chấm, trong tuyết trắng tán loạn, tuyết cơ đã mê say. Tiếng ca duyên dáng mang theo chút yêu thương. Hạ Thiên đã nghe thấy âm thanh này từ dưới lầu vang lên. Vì vậy hắn chạy ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu và nhanh chóng tìm được nơi phát ra âm thanh. Nhưng điều làm hắn thất vọng chính là Triệu Vũ Cơ không có ở nơi này, tiếng ca từ máy vi tính truyền ra, đó là chiếc laptop mà Ninh Khiết mua vài ngày trước, nàng đang nghe nhạc. Cậu tỉnh rồi à? Ninh Khiết nhanh chóng cảm giác được sự xuất hiện của Hạ Thiên, nàng lập tức tắt nhạc. Đừng tắt nhạc, tôi muốn nghe. Hạ Thiên vội vàng nói. Được. Ninh Khiết chợt cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng nàng vẫn mở bài hát vừa rồi, lần này nàng chợt phát hiện Hạ Thiên cũng thích nghe nhạc. Sau khi nghe xong ca khúc thì Hạ Thiên chợt sững sờ, Ninh Khiết nhịn không được phải hỏi. Cậu cũng thích tiếng ca của Triệu Vũ Cơ sao? Hạ Thiên trả lời một câu. Vợ đại yêu tinh nhớ tôi. Vợ đại yêu tinh sao? Ninh Khiết chợt ngây người, nàng không hiểu vấn đề. Vợ đại yêu tinh hát bài này chính là những gì mà tôi và chị ấy từng trải qua, có lẽ bây giờ chị ấy rất nhớ tôi. Hạ Thiên có chút mất vui, vì hắn nghe thấy niềm ưu sầu của Triệu Vũ Cơ, điều này làm hắn có chút xúc động, nhưng hắn lại không thể đi. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, lúc này cuối cùng nàng đã hiểu, vợ đại yêu tinh trong miệng Hạ Thiên chính là Triệu Vũ Cơ. Lúc này nàng cũng tin hắn thật sự không nói dối, ca từ tuyết cơ của Triệu Vũ Cơ thật sự được lấy từ những kỷ niệm của hai người bọn họ. Lúc trước nàng không biết người đàn ông trong bài ca của Hạ Thiên là ai, thì ra người này chính là Hạ Thiên. Đừng mất vui. Cậu sẽ nhanh chóng thấy được cô ấy thôi. Ninh Khiết nhìn không được phải an ủi Hạ Thiên, nàng có thể thấy được sự bức bối của Hạ Thiên, điều này làm nàng hiểu, tuy người này rất thích lên giường làm bậy nhưng hắn thật sự yêu phụ nữ của mình, thật sự yêu Triệu Vũ Cơ. Ừ, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm chị ấy thôi, sẽ không để cho vợ buồn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói. Tất cả đều do người phụ nữ Tống Ngọc Mị kia. Khi Ninh Khiết đang an ủi Hạ Thiên thì trong thủ đô cũng có người đang an ủi Triệu Vũ Cơ. Tiểu Vũ, em không cần lo, Hạ Thiên sẽ không sao. Người nói chính là Triệu Công Tử, hắn nhìn gương mặt tiều tụy của em gái mà có chút đau lòng, trong lòng cũng nhói đau. Tiểu tử Hạ Thiên kia không biết có ma lực gì, sao có thể làm cho em gái hắn như vậy? Đại ca, không phải anh cố ý an ủi em đấy chứ? Triệu Vũ Cơ cũng không vui sướng như tưởng tượng, mà nàng có chút không tin. Tiểu Vũ, đại ca đã lừa gạt em sao? Triệu Công Tử hỏi một câu. Chương 1053, tấm hình. Đúng vậy, đại ca, nếu thật sự cậu ta không có việc gì, sao em lại không liên lạc được? Nếu cậu ấy thật sự không có chuyện gì, sao nghe được bài hát của em mà không liên lạc? Cậu ấy không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ không nghe được ý nghĩa của bài hát này sao? Triệu Vũ Cơ khó mà tin được. Đại ca, anh không gạt em, nhưng, em... Tiểu Vũ, hắn thật sự không có việc gì, anh xác nhận hắn đang còn sống, thậm chí là sống rất tốt. Triệu Công Tử dùng giọng khẳng định. Cái gì? Trong cặp mắt đẹp của Triệu Vũ Cơ chợt bùng lên hai luồng sáng vui sướng,
giọng nói cũng có vẻ bức thiết. Đại ca, anh nói thật sao? Anh thật sự biết cậu ấy ở đâu à? Tiểu Vũ, anh thật sự biết cậu ấy ở đâu, nhưng bây giờ anh không thể nói cho em biết. Triệu công tử khẽ gật đầu. Tóm lại em cứ yên tâm, bây giờ cậu ấy thật sự không có vấn đề gì, nhưng chỉ thay tên đổi họ, đi đến một thành phố xa lạ, giống như không muốn cho bất kỳ ai tìm ra. Điều này có vẻ kỳ quái, vì vậy trước khi điều tra rõ vì sao hắn lại làm như vậy, anh không thể cho em đến tìm hắn. Đại ca, anh nói thật, không phải gạt em phải không? Triệu Vũ Cơ bắt đầu hoài nghi. Triệu công tử chợt buồn bực, phụ nữ quả nhiên chưa yêu thì không sao, đã yêu thì sợ rằng giống như nổi điên. Trước kia Mộc Hàm là như vậy, bây giờ em gái bảo bối của hắn cũng là như vậy. Phải biết rằng trước kia hắn nói gì em gái cũng tin, nhưng bây giờ sự việc có liên quan đến Hạ Thiên thì em gái lại hoài nghi lời nói của hắn. Triệu công tử có chút chần chừ, hắn lấy điện thoại ra, tìm một tấm hình rồi đưa đến trước mặt Triệu Vũ Cơ. Tiểu Vũ, em xem, đây là tấm ảnh chụp hắn vài ngày trước, hắn đang đi trên đường, chỗ này có thời gian chụp ảnh, vì vậy không phải là anh tự tạo nên, bây giờ em phải tin rồi chứ. Triệu Vũ Cơ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vài chục giây, sau đó nàng mới tin, đại ca thật sự không lừa gạt mình, tên kia thật sự còn sống. Đại ca, tấm ảnh này, anh có thể gửi cho em được không? Triệu Vũ Cơ có chút chần chừ hỏi. Không được. Triệu công tử lấy điện thoại về, thuận tiện cũng xóa ảnh. Tiểu Vũ, anh nếu đưa tấm ảnh cho em, sợ rằng em sẽ tìm được Hạ Thiên, tóm lại bây giờ em không được đi tìm hắn. Hạ Thiên trước nay luôn làm theo ý mình, không sợ trời không sợ đất, ở thủ đô chưa từng an phận, bây giờ đột nhiên thay tên đổi họ, đi đến một địa phương xa lạ, điều này cực kỳ không bình thường. Anh nghĩ có lẽ hắn gặp phiền toái lớn, ngay cả hắn cũng không thể nào giải quyết được. Hắn làm như vậy cũng có lẽ vì sợ không muốn liên lụy đến phụ nữ của mình. Triệu công tử nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó hắn nhìn Triệu Vũ Cơ vài giây, cuối cùng mới nói. Tiểu Vũ, nếu em tùy tiện đến tìm Hạ Thiên, như vậy không chỉ mang đến nguy hiểm cho em, cũng có thể mang đến phiền toái cho hắn, vì vậy em nên kiên nhẫn chờ đợi, anh nghĩ sau này hắn sẽ chủ động liên lạc với em. Biết rồi, đại ca, em sẽ không đi tìm hắn. Triệu Vũ Cơ khẽ gật đầu. Bây giờ nàng đã biết rõ Hạ Thiên còn sống, vì vậy nàng thật sự cũng không vội đi tìm hắn. Thật ra Triệu Vũ Cơ dù động tình với Hạ Thiên nhưng thật ra cũng không có tính toán nối tình cảm, chẳng qua vì hắn mất tích, điều này lại làm nàng hoàn toàn bộc phát cảm tình, làm cho tâm cảnh của nàng biến hóa. Nhưng bây giờ sau khi xác nhận Hạ Thiên an toàn thì nàng bắt đầu muốn che giấu tình cảm kia đi. Tống gia ở thủ đô. Dì Mị. Tống Ngọc Mị Bạch Y đi đến. Mà Tống Ngọc Mị Hắc Y thì đang xếp bằng ngồi trong màn lụa. Bọn họ có tin tức gì mới sao? Tống Ngọc Mị Hắc Y dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Dì Mị, Tống Hùng bên kia tạm thời nói không có gì biến đổi, Hạ Thiên dù không làm ăn mày ngoài đường nhưng lại làm việc trong nhà xưởng, cũng không quá tốt đẹp. Tống Ngọc Mị Bạch Y nói, trong giọng nói có vẻ không đồng tình. Thế nào, người đồng tình với hắn sao? Tống Ngọc Mị Hắc Y hừ khẽ một tiếng, trong giọng nói có chút mất vui. Không có, ta không có. Tống Ngọc Mị Bạch Y vội vàng nói. Hắn là một tên sắc lang, ta sẽ không đồng tình với hắn. Tống Ngọc Mị Bạch Y giống như sợ Tống Ngọc Mị Hắc Y sẽ tiếp tục truy vấn, nàng lập tức di chuyển chủ đề. Dì Mị, Thanh Phong Sơn bên kia truyền đến tin tức. Tin tức gì? Tống Ngọc Mị Hắc Y quả nhiên lập tức bị thu hút, rõ ràng nàng rất quan tâm đến chuyện bên Thanh Phong Sơn. Gần đây có một đoàn làm phim đang thu hình ở Thanh Phong Sơn. Tên phim là Trích Tiên, tổ kịch bản đã tiến vào, mà cũng có vài phóng viên, tóm lại người ở đó bây giờ tương đối nhiều, cũng có người không có việc gì nên leo núi Thanh Phong Sơn. Vài ngày nay đột nhiên có người thề thốt nói mình thật sự gặp tiên nữ trên Thanh Phong Sơn. Tống Ngọc Mị Bạch Y nhanh chóng nói. Mọi người vốn cho rằng đây là những gì mà tổ kịch bản muốn bịa ra, tiên nữ có thể là nhân vật chính ma nữ Mộng Mộng, dù sao ma nữ Mộng Mộng kia cũng rất đẹp, nhìn qua giống hệt như một tiên nữ. Nhưng vài ngày nay lại có nhiều người nói mình thật sự thấy tiên nữ, hơn nữa kiên quyết khẳng định đó không phải là ma nữ Mộng Mộng, mà là một tiên nữ còn đẹp hơn cả ma nữ Mộng Mộng. Đẹp hơn cả Liễu Mộng. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị Hắc Y chợt kinh ngạc, nàng đã điều tra về Hạ Thiên, tất nhiên nàng biết Liễu Mộng, vì thế nàng biết rõ Liễu Mộng thật sự rất đẹp, trên đời này sợ rằng không có mấy người đẹp hơn, mà ở một nơi như Thanh Phong Sơn thì tuyệt đối không. Đúng vậy, bọn họ đều nói như vậy. Thậm chí còn có người chụp được một tấm hình, nhưng đó chỉ là bóng lưng, không thấy rõ diện mạo.
nhưng nếu căn cứ vào đó thì thấy không phải là Liễu Mộng, vì tóc của nàng không dài như Liễu Mộng. Tống Ngọc Mị Bạch Y trả lời, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị cắt đứt. Đưa ảnh cho ta xem. Tống Ngọc Mị Hắc Y chợt vội vàng nói. Vâng, dì Mị. Tống Ngọc Mị Bạch Y chợt gật đầu, sau đó nàng lấy ra tấm hình đã được chuẩn bị tốt. Tống Ngọc Mị Hắc Y từ trong màn lụa phóng ra, nàng chụp lấy tấm hình trên tay Tống Ngọc Mị Bạch Y, sau đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong tấm ảnh. Đúng như những gì Tống Ngọc Mị Bạch Y đã nói, đó là bóng lưng một người phụ nữ áo bào trắng, đối với người bình thường thì từ bóng lưng sẽ không thể nào nhận ra thân phận của người này, nhưng lúc này chỉ như vậy là quá đủ, bóng lưng đó đủ để nàng nhận định ra thân phận của cô gái. Nguyệt Thanh Nhã, người quả nhiên ở Thanh Phong Sơn, ta biết ngay, nếu tên khốn kia mất tích thì ngươi sẽ chủ động xuất hiện, với năng lực của ngươi thì sao có thể để người ta chụp được bóng lưng. Ngươi đang cố tình muốn ta đến Thanh Phong Sơn tìm ngươi sao? Tống Ngọc Mị Hắc Y thì thào nói, giọng điệu rất kỳ quái, giống như bao hàm một cảm tình phức tạp nói không nên lời. Dì Mị, cô ta chính là Nguyệt Thanh Nhã sao? Tống Ngọc Mị Bạch Y nhìn không được phải khẽ hỏi. Tống Ngọc Mị Hắc Y không trả lời vấn đề của Tống Ngọc Mị, nhưng nàng chìm chằm chằm vào ảnh một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói. Triệu tập tất cả nhân vật quan trọng của Tống gia, ta có chuyện cần nói. Vâng, dì Mị. Tống Ngọc Mị Bạch Y tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng lập tức đi ngay, đi triệu tập các nhân vật quan trọng của Tống gia. Thành phố Cảng Thành, khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Hạ Thiên và Ninh Khiết cùng nhau thân mật đi trên đường. Vì tâm tình Hạ Thiên không tốt nên Ninh Khiết mới đưa ra đề nghị như vậy, nàng cảm thấy Hạ Thiên buồn bực ở trong nha vài ngày, nên đi ra hít thở không khí trong lành, như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng vì suy xét đến vấn đề thân phận Hạ Thiên có thể lộ ra, vì an phận nên bọn họ cố ý chọn quãng đường đi vắng vẻ một chút, trên cơ bản nhìn thấy những chỗ nào nhiều người thì nàng sẽ kéo Hạ Thiên đi chỗ khác, nàng thấy đi dạo chỗ nào cũng như nhau. Tâm tình của cậu đã khá hơn chưa? Đi dạo được một tiếng đồng hồ thì Ninh Khiết phát hiện Hạ Thiên vẫn có vẻ vô tình, nàng không nhịn được phải hỏi. Chưa. Hạ Thiên thành thật trả lời. Ninh Khiết không biết nói gì hơn, thì ra nãy giờ đi dạo mà không có chút hiệu quả gì. Này, rốt cuộc phải thế nào thì cậu mới tốt lên một chút? Cậu thích gì? Ninh Khiết nhịn không được phải hỏi, thật ra nàng cũng không quá hiểu về Hạ Thiên, cũng không biết rõ sở thích của hắn, nên mới hỏi như vậy. Vợ quỷ keo kiệt. Chị thật sự muốn làm tôi tốt hơn sao? Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết rồi chăm chú hỏi. Điều này sao có thể giả được? Ninh Khiết có chút tức giận, không phải vì sự vui vẻ của hắn thì nàng sẽ rủ đi dạo sao? Thật ra chị muốn tôi vui, chỉ cần khiêu vũ là được. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Khiêu vũ? Ninh Khiết không giải thích được. Tôi khiêu vũ ở đâu? Cậu cũng không biết sao. Trước kia tôi chân dài chân ngắn, nào biết khiêu vũ? Vợ quỷ keo kiệt, khiêu vũ mà tôi nói cũng không cần học. Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết. Trước đó vợ tóc vàng không có việc gì cũng nhảy cho tôi xem. Cậu nói khiêu vũ gì vậy? Ninh Khiết vẫn không rõ. Chính là vừa nhảy vừa cởi quần áo. Hạ Thiên trả lời. Ninh Khiết thiếu chút nữa đã ngã nhào, đây không phải múa thoát y sao? Nói nãy giờ, người này lại muốn nàng nhảy thoát y sao? Cậu thích vậy sao? Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ. Nàng nhanh chóng hiểu ra, người này thật sự muốn nàng nhảy thoát y, nhưng chỉ cho hắn xem mà thôi. Đúng vậy, tôi thích nhất nhìn vợ khiêu vũ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vậy được rồi, chúng ta về nhà. Ninh Khiết có chút buồn bực, sớm biết vậy nàng sẽ căn bản không đi dạo phố. Hạ Thiên lập tức cảm thấy khá hơn, tuy không thể nhìn vợ tóc vàng thoát y nhưng vợ quỷ keo kiệt múa cũng không tồi. Đúng lúc này điện thoại của Ninh Khiết vang lên. Alo, ai vậy? Ninh Khiết nhận điện thoại, trong lòng có chút mê hoặc, số điện thoại này rất lạ lắm, nàng căn bản không biết ai gọi đến. Chương 1054, bốn tên khốn. Chào chị, Ninh tiểu thư có phải không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu có chút quen thuộc với Ninh Khiết. Tôi là Tô Cầm, bạn gái của Lục Huy, chị còn nhớ tôi không? Chính là người mà các người trả 100.000. Giọng điệu của Tô Cầm có chút bối rối, rõ ràng có chuyện xảy ra. Ninh Khiết tuy có chút kinh ngạc, nhưng Tô Cầm điện thoại đến và nàng lập tức đón lời. Tô tiểu thư, tôi nhớ ra rồi, có chuyện gì không? Ninh tiểu thư, chỉ có thể đến cục cảnh sát làm chứng giúp Lục Huy được không? Lục Huy bị cảnh sát bắt. Trong giọng nói của Tô Cầm có chút mơ hồ. Làm chứng sao?
Ninh Khiết khẽ nhíu mày, nàng có chút mê hoặc. Tô tiểu thư, làm phiền cô nói rõ một chút, làm chứng cái gì? Lục tiên sinh bị bắt, có liên quan gì đến chúng tôi? Ninh tiểu thư, có người vu cáo Lục Huy, nói hắn bán đứng những bí mật của công ty, nói có ảnh giao dịch, mà quan trọng là trong tài khoản của Lục Huy chợt có thêm 100.000 đồng. Chúng tôi tuy giải thích 100.000 kia từ đâu đến nhưng bọn họ không tin, vì bọn họ cảm thấy không có người nào cho mượn 10 đồng mà cho lại 100.000. Bây giờ tôi thật sự không có biện pháp, vì vậy chỉ có thể yêu cầu Ninh tiểu thư giúp đỡ, làm chứng dùm. Tô Cầm bắt đầu khóc lên. Bây giờ Lục Huy không những sẽ mất công việc, còn có thể bị ngồi tù, chị nhất định phải giúp chúng tôi van cậu. Ai vu cáo anh ta? Ninh Khiết có chút ngạc nhiên, sao lại bị vu cáo và đưa vào cục cảnh sát? Cũng không biết, cảnh sát nói cái gì là bảo vệ nhân chứng, chưa nói tên, nhưng tôi đoán có thể là tên đồng sự kia của Lục Huy, chính là tên Vương Lôi bị đánh hôm vừa rồi. Điện thoại của hắn bị đập vỡ, có lẽ chính hắn đã vu cáo Lục Huy, tôi nghe nói trước nay tên Vương Lôi kia luôn tìm cách gây khó cho Lục Huy. Tô Cầm nhanh chóng nói, cuối cùng nàng bắt đầu năn nỉ. Ninh tiểu thư, tôi van chị nhất định phải đến giúp tôi, chúng tôi dù sao cũng chưa quen thuộc cuộc sống ở đây. Nếu Lục Huy thật sự ngồi tù, tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Tô tiểu thư, cô đừng vội, nếu tôi mang đến phiền toái cho các người, tất nhiên tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thế này đi, cô chờ chút, tôi có bạn ở cục cảnh sát, trước tiên tôi hỏi tình huống cái đã. Ninh Khiết không phải rất muốn đến cục cảnh sát làm chứng, hơn nữa bây giờ tâm tình của Hạ Thiên không được tốt lắm, nhưng nàng cảm thấy những vụ án bị người hãm hại thế này, chỉ cần có người quen ở cục cảnh sát làm xong việc. Vì vậy nàng nghĩ ngay đến Sử Kình Tùng. Tuy Sử Kình Tùng không phải là thành phần cao tầng ở cục cảnh sát, nhưng hắn cũng phải có độ nặng của mình, một vụ án như vậy để hắn đi xử lý cũng không khó. Vâng, cảm ơn Ninh tiểu thư, tôi sẽ chờ tin tứ của chị. Tô Cầm nghe nói Ninh Khiết sẽ giúp đỡ thì yên ổn hơn một chút, dù Ninh Khiết thật sự chưa nói đi làm chứng nhưng Tô Cầm thấy người có tiền chỉ cần chịu hỗ trợ, như vậy không cần làm chứng cũng chẳng sao. Không thể nghi ngờ Tô Cầm suy đoán rất chính xác, Ninh Khiết nhanh chóng điện thoại cho Sử Kình Tùng, để hắn đi xem xét sự việc kia, mà 10 phút sau Sử Kình Tùng đã điện thoại lại. Năng lực làm việc của Sử Kình Tùng cũng làm cho Ninh Khiết tương đối thỏa mãn, vì vậy mà không lâu sau hắn không những phóng thích Lục Huy, còn nói cho Ninh Khiết biết tên vu cáo kia chính là Vương Lôi, thậm chí hắn còn phái ra hai thủ hạ bắt Vương Lôi vào cục cảnh sát, quyết định truy cứu tội vu cáo hãm hại. Làm rất tốt. Loại người như Vương Lôi cần phải dạy cho một bài học. Ninh Khiết tán thưởng Sử Kình Tùng một câu trong điện thoại, sau đó nàng cúp máy. Bây giờ nàng coi như đã hiểu rõ, nàng đứng lên với tư thái càng cao thì Sử Kình Tùng càng khách khí, vì vậy bây giờ nàng căn bản không khách sáo với Sử Kình Tùng. Điện thoại của Ninh Khiết vang lên, Tô Cầm điện thoại đến, tất nhiên nàng sẽ nói những lời cảm ơn với Ninh Khiết, nhưng Ninh Khiết cũng không muốn nhiều lời mà nhanh chóng cúp điện thoại. Lúc này nàng và Hạ Thiên cũng đi đến cách cổng khu biệt thự Hồ Hương Tuyết không xa. Đùng! Một tiếng nổ thật lớn vang lên hấp dẫn sự chú ý của Ninh Khiết và Hạ Thiên, nhưng lần này không phải một vụ nổ bom, chẳng qua hai chiếc xe tông vào nhau. Ninh Khiết gần đây đang suy nghĩ nên đi học lái xe, sau đó dự định nên mua xe gì sau khi học xong, vì thế gần đây hay lên mạng xem nhãn hiệu xe, cũng có chút kiến thức về xe hơi. Căn cứ vào kiến thức của nàng thì hai chiếc xe kia cũng không tệ. Chiếc phía trước là BMW màu trắng, chiếc phía sau cũng có màu trắng, nhưng lại là xe Cayenne. Tài xế chiếc BMW là một tên đàn ông trẻ tuổi, hắn tức giận hét lên với tên chạy xe phía sau. Chạy xe kiểu gì vậy mày? Đường xá thế này cũng hôn đít tao sao? Mày không thấy phía trước có xe à? Địch, ai bảo mày chạy chậm như vậy? Con bà nó chạy chậm còn hay chơi trò thắng gấp, không biết chạy xe thì ở nhà, ra đường làm mẹ gì? Tên tài xế chiếc xe phía sau cũng xuống xe, đây là một thiếu niên 17-18 tuổi, khi hắn hùng hổ đi xuống thì trên xe cũng có ba thiếu niên bước xuống, kẻ nào cũng 17-18 tuổi. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc thì biết đây là con nhà giàu, giày dép quần áo đều là hàng hiệu, trên tay còn đeo đồng hồ loại xa xỉ. Các anh em, xử nó đê. Một tên thanh niên nói, sau đó bốn tên cùng xông lên vây quanh tên tài xế chiếc BMW, ngay sau đó là đấm đá liên tục. Bắt đầu tấn công tên tài xế kia. Tên tài xế chiếc BMW tuy có vẻ cao lớn, cũng trẻ tuổi nhưng hai đấm không thể lại tám đấm, lúc đầu còn phản ứng được đôi chút, nhưng sau đó đã bị bốn tên thanh niên đánh ngã. Các người làm gì, mau dừng tay, có ai không, cứu. Trong chiếc xe BMW còn có một người phụ nữ,
ăn mặc rất hợp thời trang, nàng thấy tên tài xế bị đánh thì lên tiếng kêu cứu. Đánh đê, đánh chết cùng lắm thì bồi thường chút tiền. Hừ, chạy xe bố láo, bố đánh chết mày. Này, con bà nó, thằng nào dám xen vào chuyện của bố. Bố đánh chết hết bây giờ. Đánh chết nó đi, cha tao có rất nhiều nhà, chỉ cần ném ra một căn nhà cũng đủ mua vài mạng rồi. Đám thiếu niên cũng không dừng tay, vừa đánh vừa kêu la, mà ven đường cũng có nhiều người đứng xem náo nhiệt, cũng không ai chạy lên ngăn cản. Sau khi thấy không ai đến hỗ trợ thì người phụ nữ trong xe lấy điện thoại báo cảnh sát. Alo, 110 sao? Mau cứu mạng, tôi ở. Con bà nó, dám báo cảnh sát. Một tên thiếu niên vọt đến vung một tát, sau đó thuận tay chụp lấy điện thoại. Con này dáng người rất tốt. Một tên thiếu niên có ý kiến. Anh em, chúng ta chơi chút kích thích nhé. Có gì mà chơi? Tên thiếu niên thứ ba hỏi ngay. Tìm một chỗ, cho nàng đi xe lửa. Tên thiếu niên vừa muốn chơi kích thích nói. Đúng vậy, chúng ta thay ca. Cặp mắt tên thiếu niên lái xe chợt phát sáng, sau đó hắn chạy đến kéo người phụ nữ kia về chiếc xe Cayenne. Thả tôi ra, cứu mạng, bọn họ muốn cưỡng hiếp tôi. Người phụ nữ trẻ tuổi chợt kinh hoàng, nàng không ngờ giữa ban ngày ban mặt mà có kẻ coi trời bằng vung, trước mặt công chúng mà muốn kéo nàng vào xe cưỡng hiếp. Một đám súc sinh. Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được, nàng vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng bây giờ nàng thấy đám thiếu niên kia kéo người phụ nữ ra khỏi xe, nàng không nhịn được nữa. Nàng lao đến nhanh chóng đánh ngã bốn tên thiếu niên kia xuống đất. Hừ, đứa nào dám đánh ông? Á! Hừ, ông phải cưỡng mày 100 lần. Á! 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 Những tiếng kêu đau đớn vang lên, ngay sau đó là tiếng xương gãy. Lần này là Hạ Thiên ra tay, hắn không làm thì thôi, đã làm phải cho ra lẽ. Kết quả là trên đời có thêm bốn tên thái giám, vì Hạ Thiên dẫm mạnh một cước lên đúng quần từng tên, bốn tên biến thành thái giám và nhanh chóng ngất đi. Cảm ơn các anh. Người phụ nữ trẻ còn có vẻ chưa tỉnh táo trở lại, nàng cảm tạ Hạ Thiên và Ninh Khiết, sau đó chạy đến bên tên tài xế, cố gắng đỡ hắn lên. A Uy, anh làm sao vậy? Anh có bị thương không? Tôi đưa anh đến bệnh viện. Không có gì, có chút đau nhức. Á! Tên tài xế chiếc BMW cuối cùng cũng đứng lên nhưng đau đến mức méo miệng, vì vậy mà không nhịn được phải mắng. Đúng là gặp quỷ, không biết vì sao lại đụng phải bọn khốn này. Đừng nói nữa, mau cảm ơn người ta, nếu không phải bọn họ cứu chúng ta thì không biết kết quả thế nào, đám người kia quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Người phụ nữ trẻ đỡ lấy A Uy, nàng muốn đến cảm tạ Ninh Khiết và Hạ Thiên, nhưng lúc này nàng chợt phát hiện có bóng người lóe lên, Hạ Thiên đã đến trước mặt bọn họ. Anh là... Khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt A Uy chợt kinh ngạc. Hạ Thiên nhanh chóng vỗ vài cái lên người A Uy, sau đó hắn lấy ra ngân châm đâm vài cái lên người đối phương. Cuối cùng trừng mắt nói. Đừng hỏi tôi là ai, nếu không tôi sẽ xử lý anh, còn nữa, không cần đến bệnh viện. Hạ Thiên nói xong thì kéo Ninh Khiết xoay người bỏ đi, khoảnh khắc sau đã biến mất trong tầm mắt A Uy. A Uy, anh biết hắn sao? Người phụ nữ trẻ không nhịn được phải hỏi. Không quá xác định, thôi, mặc kệ. A Uy lắc đầu. Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ có phiền toái, bốn tên khốn kia quá kiêu ngạo, chắc chắn có hậu trường. Ừ, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ trẻ gật đầu, bây giờ nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Chiếc BMW tuy bị tông phải nhưng không quá hao tổn, vì vậy hai người nhanh chóng bỏ đi. Lúc này Hạ Thiên đi về đến cổng nhà, Ninh Khiết hỏi. Người kia là ai, cậu biết hắn sao? Với những gì Ninh Khiết biết về Hạ Thiên, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ giúp người ta chữa thương, trước nay hắn chưa từng có lòng tốt như vậy. Hơn nữa chỉ cần nghe đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ thì hình như có quen biết. Chương 1055, cậu dùng một tay không được sao? Xem như có quen biết. Hạ Thiên gật đầu. Hắn là em họ của chị Vân Thanh, nhưng chị Vân Thanh lại nói chị ấy không có em họ. Tôi cảm thấy anh ta thật sự là em họ của chị Vân Thanh, vì vậy mới thuận tiện ra tay giúp đỡ. Vì yêu ai yêu cả đường đi lối về, Hạ Thiên thật sự không muốn quan tâm đến những vấn đề lặt vặt. Khi đó Ninh Khiết tiến lên đánh người, vài tên kia mắng Ninh Khiết nên hắn biến bọn họ thành thái giám. Sau đó hắn phát hiện tên chạy chiếc BMW có chút quen mắt, nhìn kỹ thì nhận ra đó là Đàm Uy, kẻ tự nhận là em họ bên nội của Vân Thanh, đã gặp mặt vài lần ở huyện Mộc Dương. Hạ Thiên thấy Đàm Uy bị đánh quá thảm,
hơn nữa vì cảm thấy đó thật sự là em họ của Vân Thanh, vì thế Hạ Thiên mới ra tay giúp đỡ. Còn người này có nói tin tức của hắn cho Vân Thanh hay không, hắn không quan tâm, vì hắn thấy tỷ lệ người này liên hệ với Vân Thanh là rất nhỏ. Ninh Khiết cũng không tiếp tục truy vấn, nàng mở cửa vào nhà, trong lòng lại càng lo lắng, xem ra muốn ở một chỗ mai danh ẩn tích là rất khó, đặc biệt là đối với loại người không an phận như Hạ Thiên, nếu muốn mai danh ẩn tích thì càng khó. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không bao lâu nữa Tống Ngọc Mị sẽ biết được tình huống thật sự ở đây, mà những người phụ nữ của Hạ Thiên sẽ nhanh chóng đến đây. Nhưng lúc này Ninh Khiết cũng tạm thời vứt bỏ những lo lắng của mình, vì bây giờ nàng còn có chuyện quan trọng cần phải làm, đó là làm cho Hạ Thiên vui vẻ, nàng sẽ phải nhảy thoát y cho hắn xem. Vài giờ sau Ninh Khiết và Hạ Thiên đi về phòng ngủ, trước tiên Ninh Khiết lên lầu làm, vài đường, cơ bản cho hắn xem, cuối cùng là vũ điệu lắc mông và lắc toàn thân trên giường, hơn nữa còn là múa đôi, với hắn. Cặp đôi hoàn hảo, này múa vài tiếng đồng hồ, mãi đến khi kiệt sức mới dừng lại. Nhưng kết quả làm nàng vui sướng, vì chồng nàng thật sự đã vui vẻ hơn. Ninh Khiết mệt ngất ngư nằm nghỉ ngơi trong lòng Hạ Thiên, hai người ngủ đến 10 giờ tối mới thức dậy. Chết tiệt, âm hỏa lại bắt đầu quấy rối. Hạ Thiên có chút buồn bực. Tôi phải nghĩ biện pháp hấp thu hết âm hỏa mới được. Cậu đừng vội, nóng vội sẽ không thành công, dù sao quá lắm cũng chỉ mất một tháng mà thôi. Ninh Khiết vội vàng an ủi Hạ Thiên, nàng đã từng bị âm hỏa thiêu đốt. Tất nhiên nàng sẽ hiểu những bức bối trong lòng Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng không có biện pháp nào giúp hắn nhanh chóng hấp thu âm hỏa của hắn đều lấy ra từ trong người nàng, nếu hắn không tìm được biện pháp, sợ rằng nàng cũng khó thể nào tìm được biện pháp. Một tháng quá lâu, tôi cần phải xem lại, để xem có biện pháp gì khác không. Hạ Thiên lắc đầu, nếu thật sự có Liễu Mộng ở đây, hắn sẽ song tu với nàng, sau đó đồng thời hấp thu âm hỏa trong lúc song tu. Như vậy số lượng hấp thu được sẽ nhiều hơn, tốc độ cũng nhanh hơn vài lần. Nhưng Liễu Mộng không có mặt ở đây, bây giờ hắn cũng không thể đi tìm Liễu Mộng, biện pháp này xem như không thực hiện được. Trước tiên tôi đi mua thức ăn tối, cậu cứ chậm rãi suy nghĩ đi. Ninh Khiết đứng lên, trước đó hai người hoạt động quá tiêu hao thể lực, lại không ăn tối, bây giờ nàng đã đói bụng. Hạ Thiên vừa mới gật đầu thì chợt ồ lên kinh ngạc. Sao vậy? Ninh Khiết vội hỏi. Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ đột nhiên đứng dậy chạy lên lầu, Ninh Khiết cũng vội vàng chạy theo, khi vừa đến lầu 2 thì Ninh Khiết chợt ý thức được có gì đó không đúng, nàng vội vàng khẽ hô một câu. Chú ý, có người lọt vào nhà. Lúc này trong đầu Ninh Khiết chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng giống như nó với Cam Mẫn, hệ thống bảo vệ ở trong khu nhà này đúng là quá kém. Hai người phụ nữ mặc áo khoác da gợi cảm xuất hiện trong tầm mắt Ninh Khiết quát lớn. Các người là ai? Khi Ninh Khiết quát lên, nàng chuẩn bị xông lên, trước tiên nàng cần bắt hai người phụ nữ kia lại rồi nói sau. Nhưng nàng vừa động thì chợt ngẩn ngơ, vì nàng chợt phát hiện có người phóng lên nhanh hơn mình. Người xông lên tất nhiên là Hạ Thiên, chỗ này ngoài Ninh Khiết thì chỉ còn Hạ Thiên, nhưng điều làm nàng cảm thấy khó tưởng chính là Hạ Thiên xông lên mà không ra tay, không những là như vậy, hắn còn xông lên ôm một người phụ nữ gợi cảm vào lòng. Khi nhìn rõ bộ dạng của hai người phụ nữ kia thì Ninh Khiết chợt sinh ra cảm giác tự ti, tuy bây giờ nàng đã rất đẹp nhưng nếu so sánh với hai người kia thì vẫn kém hơn, có lẽ dung mạo thì không quá kém nhưng dáng điệu phong tinh thì kém xa. Hai người đẹp này có một người đẹp tóc tím, một người đẹp tóc đen, người đẹp tóc tím thì quyến rũ động lòng người đẹp tóc đen lại lạnh lùng dã tính, đều là những người đẹp mà đàn ông chỉ cần nhìn thấy là có ý nghĩ chinh phục mạnh mẽ. Ninh Khiết cũng nhanh chóng phát hiện người đẹp tóc tím được Hạ Thiên ôm mà không vùng vẫy, hơn nữa còn ôm lấy cổ Hạ Thiên, mà người đẹp tóc đen bị Hạ Thiên ôm chầm lấy lại vùng vẫy vài cái, nhưng sau đó lại thôi, vẻ mặt có chút bất mãn. Ninh Khiết chợt hiểu ra, hai người đẹp này có thể là phụ nữ của Hạ Thiên, nhưng nàng trước kia đã từng xem qua tư liệu, cũng không biết hai người đẹp này, vì thế nàng không hiểu rõ thân phận của bọn họ. Nàng chỉ biết trước kia Hạ Thiên chê nàng là không xinh đẹp thật sự có lý do. Này, sắc lang chết tiệt, đừng ôm tôi, cậu không phải muốn trốn chúng tôi sao? Người đẹp tóc đen dùng giọng phẫn nộ nói. Này, chồng nhỏ, tay của cậu sao lạnh như băng vậy? Ủa, trên người cậu cũng lạnh như băng. Người đẹp tóc tím thì ra vẻ ngạc nhiên nói. Sao lại lạnh như băng, tay của hắn rõ ràng rất ấm. Người đẹp tóc đen không nhịn được phải phản bác. Không đúng, huấn luyện viên, chị thử sờ bên này xem, đúng là rất lạnh. Người đẹp tóc tím nói. Phải không, để ta thử xem.
người đẹp tóc đen sờ lên người Hạ Thiên ở phía bên kia, sau đó nàng chợt phát hiện nơi đó rất lạnh, nàng đang định nói gì đó thì cảm thấy một bàn tay đang sờ lên người mình, nàng không khỏi tức giận nói. Này, đừng sờ, thả tôi ra. Vợ Vi Nhi, chỉ có thể sờ tôi, tất nhiên tôi cũng phải sờ chị, hơn nữa chị là vợ tôi, dục chị không sờ tôi thì tôi cũng sờ chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Người đẹp tóc đen tất nhiên là Ngải Vi Nhi, mà người đẹp còn lại tất nhiên là Isabella, còn các nàng vì sao có thể đến được đây thì Hạ Thiên không biết, tạm thời cũng không muốn biết, hắn chỉ muốn cảm nhận tư thái của hai bà vợ. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên đã phát hiện mình không thể sờ soạng gì nữa, vì âm hỏa bắt đầu phản công. Vợ quỷ keo kiệt, tôi phải hấp thu âm hỏa, chị trước tiên giải thích với vợ Vi Nhi và chị Isabella dùm. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu, sau đó hắn buông Ngải Vi Nhi và Isabella ra, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, ngồi xuống đất. Hắn rút ngân châm đâm hơn chục cái lên người, sau đó bắt đầu quá trình hấp thu âm hỏa gian nan mà buồn tẻ. Hành vi quỷ dị của Hạ Thiên làm cho Ngải Vi Nhi tức giận không thôi, nàng chợt sinh ra xúc động muốn tiến lên đánh Hạ Thiên, cũng may nàng không ngốc, lúc này nàng thấy được tình huống kỳ lạ của hắn, vì vậy vẫn nhịn xuống. Có chuyện gì xảy ra? Ngải Vi Nhi quay đầu hỏi Ninh Khiết. Hạ Thiên hấp thu hết âm hỏa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Dù Hạ Thiên không phải cố ý dùng biện pháp này dẹp lửa giận trong lòng Ngải Vi Nhi nhưng thực tế cách này lại rất hiệu quả. Sau khi biết được nguyên nhân sự việc từ trong miệng Ninh Khiết thì Ngải Vi Nhi đã không còn tức giận. Tất nhiên nếu nói nàng sẽ dịu dàng với hắn thì còn lâu, trời sinh nàng không phải là loại phụ nữ dịu dàng. Vợ Vi Nhi, sao các chị lại đến được đây tìm tôi? Hạ Thiên ôm lấy Ngải Vi Nhi, hắn luồn tay vào áo nàng mà không quan tâm ở đây có những ai, hắn mở miệng hỏi. Isabella tỏ ra không thấy tình cảnh kia, trước đó nàng đã từng cùng Ngải Vi Nhi ở chung với Hạ Thiên nửa tháng. Đã trải qua nhiều tình huống rất hoang đường. Ninh Khiết ở bên cạnh lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, nàng đứng lên nói. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, mọi người cứ nói chuyện. Có người muốn giết cậu, tất nhiên tôi biết cậu ở đây. Ngải Vi Nhi tức giận nói. Thực tế ngày hôm đó Ngải Vi Nhi không có được thông tin về vị trí của Hạ Thiên trong miệng York, tuy nàng và Isabella đã dùng các loại thủ đoạn tra tấn nhưng không có được tin tức hữu dụng, ngược lại thì York vì mất nhiều máu mà chết. Điều này làm cho Ngải Vi Nhi tự trách mình, nếu biết tên York này biết được tin tức về Hạ Thiên, nàng sẽ không đâm hắn nhiều đao như vậy. Vì sự kiện này mà Ngải Vi Nhi dầu dĩ không vui, ngày hôm qua mẹ Sơ Ly liên lạc với nàng, nói lại có nhiệm vụ ở Cảng Thành, nhưng đối tượng có vẻ rất kỳ quái. Sau khi Ngải Vi Nhi đọc qua tư liệu thì lập tức biết vì sao mẹ lại nói đó là kỳ quái, vì đối tượng là một nam một nữ là Ninh Khiết, nam là Tống Tử, mà tên Tống Tử kia giống hệt tiểu sắc lang Hạ Thiên. Ngải Vi Nhi lập tức nhận nhân viên phục vụ, sau đó tối qua nàng và Isabella đến đây, nàng thầm nghĩ có lẽ tiểu sắc lang đã chơi chán mình, vì vậy muốn chọc đối phương hai đao. Nhưng nàng vừa gặp hắn thì biết không phải chỉ là như vậy, sắc lang này động tay động chân với nàng, rõ ràng là chưa chơi đủ. Lúc này Hạ Thiên đang vân vê hai ngọn núi của Ngải Vi Nhi rất vui vẻ, trong miệng thầm nói. Tên ngốc nào dám thuê người đến giết tôi? Ừ, Ngải Vi Nhi chợt rên lên một tiếng. Sau đó nàng cắn vào người Hạ Thiên. Cậu không thể dùng một tay thôi sao? Hai tay một nóng một lạnh rất khó chịu. Ngải Vi Nhi bị Hạ Thiên sờ loạn, bây giờ có vẻ khó chịu, một tay hắn nóng như lửa, một tay lạnh như băng làm nàng sinh ra cảm giác băng hỏa, vì thế mà mở miệng kháng nghị. Chương 1056, đây không phải là lãng phí sao? Vợ Vi Nhi, điều này cũng không thể trách tôi, chỗ này của chị quá lớn, một tay sao chịu nổi hai cái? Hạ Thiên tỏ ra vô tội. Cậu không biết xài một cái một lần sao? Ngải Vi Nhi tức giận nói. Đây không phải lãng phí sao? Hạ Thiên lầm bầm một câu, đúng là phí của giời. Lãng phí cái đầu cậu. Ngải Vi Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sao cậu không thấy lãng phí Isabella? Huấn luyện viên, chồng nhỏ thích chị hơn. Isabella ở bên cạnh cười hì hì nói. Ngải Vi Nhi không phản bác, thật ra nàng biết rõ điều này. Nàng và Isabella cùng một chỗ với Hạ Thiên thì phát hiện ra ngay, hắn rất mê say nàng. Chị Isabella, tôi cũng thích chị. Hạ Thiên lại lấy bàn tay lạnh như băng ra khỏi người Ngải Vi Nhi, sau đó hắn đưa tay về phía Isabella, trực tiếp phủ lên bộ vị nào đó của nàng. Trong lòng Hạ Thiên chợt bùng ra lửa nóng, hắn định ôm hai vợ làm quả song phi như trên du thuyền, nhưng đúng lúc này âm thanh của Ninh Khiết lại vang lên. Chồng, Vi Nhi, Isabella.
dùng cơm sáng. Hạ Thiên bị Ninh Khiết nhắc nhở một câu như vậy, hắn phát hiện mình nếu muốn ăn ngon Ngải Vi Nhi thì phải bổ sung thể lực. Bốn người xuống lầu đi vào phòng bếp, bắt đầu ăn sáng, tạm thời Hạ Thiên không xoa bóp người nào, đầu óc Ngải Vi Nhi cũng thanh tỉnh hơn, nàng lại nhớ ra những câu cần hỏi. Âm hỏa của cậu bao giờ mới tiêu tán? Ngải Vi Nhi trước đó đã nghĩ muốn hỏi về vấn đề này nhưng Hạ Thiên làm nàng phân tâm, vì vậy đã quên. Hạ Thiên được nhắc đến vấn đề này thì chợt buồn bực, hắn vô tình trả lời. Vợ Vi Nhi, dựa theo tốc độ của tôi bây giờ thì ít nhất cũng là nửa tháng, nhưng tôi đang suy nghĩ biện pháp, nói không chừng sẽ hấp thu nhanh hơn. Chồng, chúng ta bây giờ có nên rời khỏi đây không? Ninh Khiết hỏi mà có chút lo lắng. Nếu Tống Ngọc Mị biết hai người bọn họ tìm được cậu, sợ rằng cô ta sẽ đến đây. Không bằng chúng ta xuất ngoại, đến tổng bộ của ám ảnh đoàn, bây giờ ám ảnh đoàn bên trong có chút vấn đề, cậu đến lại vừa đúng lúc, cho đám người không nghe lời một bài học, thuận tiện tránh né Tống Ngọc Mị kia. Ngải Vi Nhi dùng giọng đề nghị nói, nàng đã từ trong miệng Ninh Khiết biết được tất cả, nàng cũng hiểu rời khỏi đây là biện pháp tốt nhất, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Isabella ở bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, chồng nhỏ, cậu nên theo chúng tôi đi, nếu có tôi và huấn luyện viên đi cùng cậu, Ninh Khiết cũng đi theo, đến đó nghỉ ngơi vài tháng, trong cơ thể sẽ không có âm hỏa, sau đó cũng không cần sợ người phụ nữ xấu xí Tống Ngọc Mị kia. Tôi cảm thấy lời đề nghị của chị ấy là rất tốt, tôi cũng tán thành xuất ngoại. Ninh Khiết cũng mở miệng nói, sau đó hai mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, cùng đợi quyết định. Để tôi suy nghĩ một chút đã. Hạ Thiên lại không lập tức đồng ý. Vì hắn thật sự không muốn xuất ngoại. Hắn không có nhiều hứng thú với ám ảnh đoàn, đúng như những gì Ngải Vi Nhi suy nghĩ, hắn chỉ có hứng thú với hai mỹ nữ của ám ảnh đoàn mà thôi, là nàng và Isabella. Còn chức phụ đoàn trưởng ám ảnh đoàn, hắn không quá hứng thú, sở dĩ hắn đồng ý làm đoàn trưởng cũng chỉ vì có được Ngải Vi Nhi làm vợ. Cậu còn nghĩ gì nữa? Ngải Vi Nhi có chút tức giận. Này, tôi đã nói với cậu rồi, nếu cậu không đi... Tôi và Isabella sẽ phải lập tức quay về. Huấn luyện viên, trước tiên cứ để cho chồng nhỏ nghĩ lại đã. Thế này đi, chúng ta trước tiên lo chứng minh và hộ chiếu giả cho chồng, chuẩn bị sẵn sàng, dù sao việc này cũng cần thời gian, đợi đến khi làm tốt mọi chuyện thì có lẽ chồng sẽ nghĩ xong rồi. Isabella nhanh chóng nói. Được rồi, nghe lời em. Ngải Vi Nhi thấy Isabella nói cũng đúng, vì vậy liền gật đầu. Trước tiên ăn điểm tâm. Ăn xong chúng ta lại thương lượng, thuận tiện cũng giúp chồng xem có cách gì hấp thu âm hỏa nhanh hơn một chút hay không. Ninh Khiết đón lời. Ba người phụ nữ cuối cùng cũng đạt thành nhất trí, bốn người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Isabella liên lạc nhân viên ám ảnh đoàn làm công tác hậu cần, sắp xếp chứng minh và hộ chiếu giả cho Hạ Thiên và Ninh Khiết. Mà Hạ Thiên định ăn xong bữa sáng sẽ ăn Ngải Vi Nhi lại không thể thực hiện, vì Ngải Vi Nhi nói phải giúp hắn nghĩ ra biện pháp hấp thu âm hỏa. Vợ Vi Nhi. Tôi đã không nghĩ ra biện pháp gì, chị cũng đừng nghĩ là gì cho mệt. Hạ Thiên lúc này cũng không có hứng thú với những biện pháp kia, bây giờ hứng thú lớn nhất của hắn chính là làm một nghệ thuật gia kiêm học giả, sẽ cùng Ngải Vi Nhi lên giường nghiên cứu nghệ thuật cơ thể, thuận tiện bàn luận về vài chân lý liên quan đến sinh mạng. Hừ, chỉ biết khoác lác, chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Ngải Vi Nhi mở miệng kích thích Hạ Thiên. Đét! Hạ Thiên lập tức mất hứng. Hắn vỗ mông Ngải Vi Nhi rồi dùng giọng bất mãn nói. Không được phép nói bậy về chồng. Ngải Vi Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tuy nàng không nói gì nhưng vẻ mặt nói rõ mình không phục. Hạ Thiên nhìn bộ dạng bức bối của Ngải Vi Nhi thì có chút buồn bực. Vợ Vi Nhi, chị chờ chút, tôi nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Cậu nghĩ ra rồi nói sau. Ngải Vi Nhi khẽ hừ một tiếng. Chờ đến khi tôi nghĩ ra, tôi sẽ nghĩ cách trừng phạt chị. Hạ Thiên dùng ánh mắt không muốn nhìn cặp mông ngạo nghễ của Ngải Vi Nhi vài giây, sau đó lẩm bẩm nói. Nếu cậu nghĩ ra biện pháp, tôi sẽ để tùy cậu thích làm gì thì làm. Ngải Vi Nhi vừa mới kích thích Hạ Thiên, bây giờ lại cho hắn ăn cà rốt. Vợ Vi Nhi, chị nói phải giữ lời đấy nhé. Hạ Thiên lập tức có chút hưng phấn. Tôi nói tất nhiên sẽ chắc chắn. Ngải Vi Nhi khẽ hừ một tiếng, trong lòng không cho là đúng. Nàng đã từng bị tên sắc lang kia vật lộn 7 ngày 8 đêm, cùng lắm thì bây giờ cho hắn làm việc nửa tháng, như vậy còn làm gì được nữa. Hạ Thiên bắt đầu suy xét cẩn thận, âm hỏa trên người thì dùng châm cứu sẽ không thể giải quyết cho tốt được, nhưng trước nay hắn có thói quen dùng châm cứu kết hợp với băng hỏa linh khí để giải quyết vấn đề, không thích dùng dược vật. Nhưng Hạ Thiên không thích chứ chẳng phải không hiểu,
vì vậy hắn cũng có thể đưa ra nhiều phương pháp điều chế cho Diệp Mộng Oánh. Có dược liệu gì giúp được mình nhỉ? Hạ Thiên thì thào nói. Khi thấy Hạ Thiên thật sự suy tư thì Ngải Vi Nhi cũng không nhịn được phải giúp hắn nghĩ biện pháp. Này, tôi nghe nói âm hỏa này từ trong người Ninh Khiết lấy ra, vậy cậu không để đưa âm hỏa về lại người cô ấy sao? Nếu âm hỏa quá nhiều thì cậu có thể phân phát ra cho chúng tôi mỗi người một phần, sau đó lại dùng biện pháp thích hợp để xử lý. Vợ Vi Nhi, điều này không được, âm hỏa là những thứ dư thừa của phụ nữ, không thể nào đưa sang người phụ nữ được. Hơn nữa ôi còn muốn sử dụng âm hỏa này, muốn hấp thu chúng, như vậy có thể thi triển được nghịch thiên đệ ngũ châm, như thế đánh bại Tống Ngọc Mị cũng không có vấn đề. Tất nhiên cũng vì vậy mà tôi không muốn lãng phí chúng. Hạ Thiên mở miệng nói, sau đó hắn lẩm bẩm. Hình như lần đầu tiên tôi hấp thu âm hỏa có vẻ rất nhanh, nhưng khi đó trong người còn có khí chí cương của vợ Mị Nhi, khí chí cương và âm hỏa giao chiến, tôi làm ngư ông đắc lợi. Ôi, nếu thật sự có vợ Mị Nhi ở đây thì rất tốt, đáng tiếc là không có, thật sự phiền toái. Chồng nhỏ, các người nói âm hỏa là thứ gì? Isabella lúc này dùng giọng có chút hiếu kỳ nói, nàng dù sao không phải người Trung Quốc, tuy tiếng Trung là không tệ nhưng vẫn không hiểu quá nhiều vấn đề. Cuối cùng nàng bổ sung một câu. Tôi thường xuyên nghe nói âm dương, nếu đã có âm hỏa thì phải có dương hỏa chứ? Tất nhiên là có, trong cơ thể phụ nữ có âm hỏa, thân thể đàn ông có dương hỏa, nữ nhân nhiều âm hỏa sẽ nghĩ đến đàn ông có nhiều dương hỏa sẽ nghĩ đến phụ nữ. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn còn nói chưa dứt lời thì đã bị Ngải Vi Nhi cắt ngang. Trong người cậu có rất nhiều dương hỏa. Vợ Vi Nhi, bây giờ tôi có quá nhiều âm hỏa, đàn ông có quá nhiều âm hỏa sẽ biến thành phụ nữ, mà phụ nữ có quá nhiều dương hỏa sẽ biến thành bất nam bất nữ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chồng nhỏ, vậy cậu phải nghĩ biện pháp gì để có thêm nhiều dương hỏa, như vậy chẳng phải không còn sợ âm hỏa sao? Isabella có chút tò mò. Ngải Vi Nhi và Ninh Khiết đều không cho là đúng, sự việc nào có đơn giản như vậy. Nhưng Hạ Thiên lại ngẩn ngơ, sau đó suy nghĩ một chút rồi vui mừng như điên. Đúng vậy, chuyện quá đơn giản, sao tôi không nghĩ ra? Hạ Thiên đột nhiên ôm lấy Isabella, hắn hôn nàng hai cái. Isabella, chị thật sự quá thông minh. Hi hi, chồng nhỏ, thật ra tôi rất thông minh, năm xưa đậu Harvard đấy nhé. Isabella nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Ngải Vi Nhi không khỏi ngẩn ngơ, ý kiến của Isabella xem như rất đáng tin sao. Ninh Khiết lúc này không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Chồng, cậu thật sự có biện pháp sao? Đúng vậy, có biện pháp. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ quỷ keo kiệt, mau cầm giấy bút lại đây. À, Ninh Khiết dù có chút mơ hồ nhưng vẫn lấy giấy bút ra. Hạ Thiên múa bút như bay, hắn nhanh chóng viết ra trăm chữ, sau đó đưa cho Ninh Khiết. Vợ quỷ keo kiệt, mau đi giúp tôi mua dược liệu này. Ninh Khiết khẽ gật đầu, nàng chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng Hạ Thiên lại căn dặn một câu. Mang theo nhiều tiền, những thứ này sợ rằng rất mắc. Được. Ninh Khiết liền vào phòng, sau đó mang bóp rồi rời khỏi cửa. Mang theo thẻ tín dụng của tôi, lỡ may không đủ tiền thì quét thẻ của tôi. Ngải Vi Nhi đưa thẻ tín dụng cho Ninh Khiết. Ninh Khiết cũng không chần chừ, nàng cầm thẻ tín dụng của Ngải Vi Nhi. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà, sau khi nàng đi khuất thì Ngải Vi Nhi không nhịn được phải hỏi. Này, rốt cuộc cậu nghĩ ra biện pháp gì? Đúng như những gì Isabella nói sao? Chương 1057, dược vật siêu cấp. Đúng vậy, giống như những gì chị Isabella nói, trong người tôi bây giờ có quá nhiều âm hỏa, vì vậy tôi cần phải dùng dương hỏa ép xuống, sau đó dùng băng hỏa linh khí hấp thu sẽ dễ dàng hơn. Căn cứ vào suy đoán của tôi thì chỉ cần liên tục vận công 3 ngày sẽ có thể hấp thu tất cả âm hỏa. Hạ Thiên nói rồi ôm lấy Ngải Vi Nhi, hắn đặt nàng dạng chân trên đùi mình, trực tiếp cảm nhận hai mông đầy đặn mềm mại của nàng, đồng thời hai tay cũng lên đồi xuống đốc. Đừng sờ bậy, muốn sờ cũng chỉ nên dùng một tay. Ngải Vi Nhi tức giận nói, nàng thật sự không quen trên người mình có một lạnh một nóng, đặc biệt là ở những bộ vị mẫn cảm, nàng càng chịu không được sự kích thích một lạnh một nóng như vậy. Được rồi, tôi chỉ dùng một tay. Hạ Thiên đồng ý ngay, hắn thu hồi một tay rồi dùng một tay trèo đèo lội suối. Chưa đến một lúc sau thì Ngải Vi Nhi đã tan vỡ, sắc lang chết tiệt này đúng là, hắn thật sự chỉ dùng một tay, nhưng ngay sau đó lại đổi tay, như vậy thì khác gì dùng hai tay. Ngải Vi Nhi cuối cùng cũng không nhịn được mà vùng vẫy, sau đó nàng nhảy dựng lên trốn sang một bên, không để cho Hạ Thiên tiếp tục chiếm tiện nghi.
Hi hi, chồng nhỏ, người ta đến với cậu. Khi thấy huấn luyện viên bị chồng nhỏ làm cho sắp sửa tan vỡ, Isabella tranh thủ chạy đến cứu hỏa, nàng chủ động dạng chân lên đùi Hạ Thiên, bàn tay mềm mại chủ động lục lọi trên người hắn. Lúc này đã có Isabella chủ động nhún nhảy, Hạ Thiên thật sự không còn đè ép ngài Vi Nhi, nhưng động tác giữa hắn và Isabella có vẻ hơi quá. Ngài Vi Nhi ở bên cạnh nhanh chóng cảm thấy khó nhìn, nàng tức giận nói một câu. Này, các người không chờ một lát nữa hãy làm chuyện này sao? Bây giờ còn có chuyện chính sự cần làm. Vợ Vi Nhi, đây chính là việc chính. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Này, không phải cậu nói dương hỏa của mình không đủ sao? Cậu còn tiếp tục làm chuyện này, chẳng phải sẽ càng thêm thiếu à? Ngài Vi Nhi tức giận nói. Tôi thấy trước khi cậu loại bỏ hết tất cả âm hỏa thì nên dừng lại, không, hoạt động, gì nữa cả. Còn nữa, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu định làm gì để âm hỏa trong người nhiều thêm? Cậu đừng nói sẽ dùng xuân dược đấy nhé. Này, vợ Vi Nhi, chị đúng là rất thông minh, chị lại biết tôi sắp dùng xuân được. Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn ngài Vi Nhi. Ngài Vi Nhi lập tức tan vỡ, người này thật sự uống xuân dược sao? Biện pháp đẩy mạnh dương hỏa là dùng xuân dược sao? Nàng chỉ nói đùa một câu mà thôi, vì phương pháp dùng xuân dược này người thường cũng có thể nghĩ ra, nàng cảm thấy sắc lang tự xưng là thần y, chắc phải có suy nghĩ khác biệt mới đúng chứ. Biện pháp đơn giản như vậy sao bây giờ cậu mới nghĩ ra? Ngài Vi Nhi căm giận chất vấn. Vợ Vi Nhi, cũng vì biện pháp này quá đơn giản nên tôi mới không nghĩ ra, trước nay tôi toàn đi lo lắng những mặt phức tạp. Hạ Thiên ra vẻ vô tội, cuối cùng giải thích một câu. Hơn nữa trước nay tôi chưa từng cần đến xuân dược, cũng chưa từng muốn dùng xuân dược, tất nhiên đến khi cần thiết sẽ chẳng nghĩ ra. Ngài Vi Nhi suy nghĩ lại và cảm thấy lý do trước đó của tiểu sắc lang không đầy đủ nhưng sau đó lại thấy đúng, tên kia rõ ràng là một loại động cơ hoạt động bền bỉ trên giường. Trước đó nàng từng nghi ngờ hắn dùng thuốc, nhưng ở trên giường với hắn khá lâu mà nàng không thấy hắn uống thuốc. Rõ ràng tên này có năng lực đàn ông mạnh mẽ đến mức độ biến thái, tuyệt đối không cần đến những thứ như xuân dược. Nếu nói một người đàn ông chưa từng nghĩ đến và sử dụng xuân dược, bây giờ phải đi sử dụng nó, điều này thật sự khó chịu. Vậy cậu cho Ninh Khiết đi mua xuân dược sao? Ngải Vi Nhi miễn cưỡng tin vào lời giải thích của Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn có chút khó hiểu. Chẳng phải mua vài viên Viagra là xong rồi sao? Thứ đó cấp bậc quá thấp, hiệu quả cũng kém, vô dụng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi nghe nói thứ đó có hiệu quả rất tốt, sao lại vô dụng? Ngài Vi Nhi rõ ràng không tin. Vợ Vi Nhi, chị không hiểu, bình thường tôi không dùng xuân dược, vì thứ đó chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc, chúng nó chỉ đào móc tiềm lực của người ta, chỉ đánh mất tinh lực mà thôi, cũng không phải dương hỏa của con người, thật ra thứ có liên quan đến dương hỏa là dương khí, tôi cần dương khí. Hạ Thiên vừa nói vừa dùng tay xoa bóp Isabella, mà lúc này gương mặt nàng đã đỏ bừng, thở hổn hển, tất nhiên đã bị hắn làm cho bốc hỏa. Nhưng lúc này Hạ Thiên vẫn còn tâm tư giải thích cho ngài Vi Nhi. Vợ Vi Nhi, dù tôi muốn dùng xuân dược nhưng cũng không thể sử dụng loại bình thường, tôi cần một loại đại bổ, có thể làm cho cơ thể tạo ra nhiều dương khí, chỉ có dương khí mới làm hòa hoãn âm hỏa trong người, sau đó tôi có thể hấp thu âm hỏa, công lực sẽ thăng tiến, cơ hội như vậy là khó có được. Biết rồi, cậu cần một loại xuân dược cực mạnh. Ngài Vi Nhi tức giận nói một câu, sau đó nàng đứng lên rồi đi lên lầu. Hai người cứ tiếp tục chơi đùa vui vẻ, tôi lên lầu đi ngủ. Ngải Vi Nhi không thèm quay đầu mà đi ngay lên lầu, sau lưng nàng vang lên tiếng rền rỉ của Isabella, nàng không cần quay đầu lại cũng biết cặp đôi kia đang hoạt động dữ dội. Bệnh viện trung tâm Cảng Thành, một người đàn ông đang nổi trận lôi đình, đang mắng như tát nước vào mặt cục trưởng cục công an thành phố Cảng Thành là Tạ Chính Khôn. Anh làm cục trưởng cục công an như vậy sao? Ngay cả con trai tôi cũng bị đánh thành thế này. Các anh còn làm được cái XXX gì nữa? Mỗi năm tôi nộp ra cả 100 triệu tiền thuế, tiền đó vứt cho chó ăn sao? Tôi nuôi chó còn ngon hơn nuôi các anh. Mày mới là chó, cả nhà mày đều là chó. Tạ Chính Khôn cũng thầm mắng xối xả đối phương, nhưng lão chỉ mắng trong lòng, biểu hiện lại rất khách khí. Lam tiên sinh, là chúng tôi không làm tốt công tác, nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ. Yên tâm các con bà gì? Tên họ Lam kia có vẻ tức giận khó tiêu. Tìm ra hung thủ thì sao? Con tao đã bị phế, tao chỉ có một đứa con trai, con bà nó, mày đi tìm hung thủ cho tao, không bằng đi tìm đàn bà cho ông, để ông tranh thủ sinh ra một đứa nữa. Tạ Chính Khôn không nói gì,
trên mặt vẫn treo nụ cười, trong lòng lại chửi bới dầm trời, mày là loại sinh con đéo có lỗ đít cũng đếch có mắt, sớm muộn gì cũng là thái giám. Được rồi, mày cút đi, đừng đứng đây chướng mắt, cũng không biết anh tao vì sao cho loại người chẳng có năng lực gì như mày lên vị trí này. Tên đàn ông họ Lam dùng giọng mất kiên nhẫn phất tay. Gương mặt Tạ Chính Khôn có hơi run rẩy, cuối cùng lão vẫn nén giận mà nở nụ cười. Lão đi ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện, sau đó vỗ mạnh lên cửa xe tức giận mắng. Lam Thiệu Cương, đi CVM. Dù đưa lưng về phía Lam Thiệu Cương để mắng chửi nhưng Tạ Chính Khôn lại không dám chửi mẹ của đối phương, vì mẹ của Lam Thiệu Cương chính là mẹ của Lam Nhất Ba, mà Lam Nhất Ba chính là chủ tịch thành phố Cảng Thành. Vì thế mà Tạ Chính Khôn chỉ có thể chửi vợ của Lam Thiệu Cương, nếu không thì lão sẽ mắng cả chủ tịch đại nhân. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Lam Nhất Ba và Lam Thiệu Cương dù là anh em nhưng hai người hoàn toàn khác biệt. Tạ Chính Khôn tuy không dám nói Lam Nhất Ba là chủ tịch Thanh Liêm nhưng ít nhất cũng đối đã có tình với hạ cấp, dù tức giận cũng không mắng chửi chó má như Lam Thiệu Cương. Tạ Chính Khôn và Lam Nhất Ba cũng có quan hệ, Lam Nhất Ba để lại ấn tượng rất tốt cho Tạ Chính Khôn, nhưng em trai của Lam Nhất Ba, dù là thương nhân nổi tiếng Cảng Thành nhưng hễ là người quen đều biết, tên này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ khốn nạn. Cũng vì có ông anh làm chủ tịch thành phố nên oai oách muốn làm gì thì làm. Ví dụ như bây giờ, Tạ Chính Khôn đường đường là cục trưởng cục công an, cũng là người nổi tiếng ở Cảng Thành, đại đa số mọi người thấy lão đều phải khách khí, ít nhất cũng không dám tỏ ra quá phận. Nhưng chỉ có Lam Thiệu Cương là dám mắng lão như chó, nếu không phải lão kiêng kỵ Lam Nhất Ba, lão đã ra tay cho đối phương no đòn. Cục trưởng, Lam Thiệu Cương không làm khó anh đấy chứ. Bên cạnh vang lên một âm thanh, chính là Sử Kình Tùng, vụ án lần này do hắn phụ trách. Cậu thấy thế nào mà hỏi vậy? Tạ Chính Khôn tức giận nói. Sử Kình Tùng nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó hắn chủ động đề nghị. Cục trưởng, lần sau anh cũng đừng nên đến gặp Lam Thiệu Cương, những chuyện thế này tôi đi thích hợp hơn. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng như vậy, điều tra thế nào rồi? Việc này rốt cuộc là ai làm? Tạ Chính Khôn mất kiên nhẫn hỏi, lão vừa bị mắng một chặp, tất nhiên tâm tình sẽ chẳng tốt đẹp gì. Tôi đã xem qua băng ghi hình khu vực xung quanh và hỏi thăm nhân chứng, tình huống đã rõ. Sử Kình Tùng khẽ nói. Sự việc rất đơn giản, tiểu tử Lam Gia Tông vào xe người ta, sau đó bốn tên xuống xe đánh người ta một trận, cuối cùng còn muốn cướp bạn gái của người ta. Coi trời bằng vung, đúng là cha nào con nấy. Tạ Chính Khôn rất phẫn nộ, đúng là khó thể chịu được. Chương 1058, cuối cùng cũng làm một chuyện tốt. Tôi đã hỏi một số người, tất cả đều nói không thấy rõ ràng, chỉ biết có một nam một nữ, mà trong băng ghi hình cũng không thấy rõ ràng, nhưng tôi có thể nhận ra bọn họ. Sử Kình Tùng nói đến đây thì khẽ hạ giọng. Cục trưởng, người ra tay là Tống Tử và Ninh Khiết. Cái gì? Vẻ mặt Tạ Chính Khôn chợt biến đổi. Là bọn họ. Đúng là bọn họ. Sử Kình Tùng khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu vì sao Tạ Chính Khôn lại hỏi như vậy, vì hai người kia đã chọc ra không ít chuyện chỉ trong một khoảng thời gian. Sử Kình Tùng dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Cục trưởng, thật ra đây là một chuyện tốt, anh chỉ cần trực tiếp nói cho Lam Thiệu Cương là được, nếu Lam Thiệu Cương muốn tìm phiền toái cho bọn họ, sợ rằng sẽ chẳng có quả ngọt để ăn. Tạ Chính Khôn trầm ngâm một chút rồi cười ha hả, vẻ mặt rất vui sướng. Không sai, đây là chuyện tốt, tên tiểu tử Tống Tử tuy chọc ra cho chúng ta quá nhiều phiền toái nhưng cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Vâng, cục trưởng, bây giờ phải xử lý thế nào? Sử Kình Tùng có chút chần chừ. Có cần tìm Tống Tử và Ninh Khiết để điều tra không? Không cần, điều tra thì làm được gì? Dù không phải bọn họ ra tay vì nghĩa thì cậu có thể làm gì được? Tạ Chính Khôn hừ một tiếng, lão nói tiếp. Cậu khoan hãy nói. Tiểu tử Tống Tử này đánh tên tiểu tử Lam gia là rất đúng, dù sao Tống Tử kia cũng không tùy tiện cướp phụ nữ của người ta. Đúng vậy, thật ra tiểu tử kia tuy nói chuyện có chút khó nghe, lại thích đánh người nhưng không phải người thích gây sự, hơn nữa tiểu tử kia cũng thật sự có bản lĩnh, cũng không phải như tên tiểu tử Lam gia kia đi gây tai họa khắp nơi. Sử Kình Tùng lúc này cũng giúp Hạ Thiên nói chuyện. Tên Lam Thiệu Cương khốn nạn không có bản lĩnh mà có chút hậu trường thì dám mắng chửi một cục trưởng như tôi. Cậu lại trông cậy một người vừa có bản lĩnh vừa có bối cảnh như Tống Tử khách khí với mình sao? Tạ Chính Khôn hừ một tiếng. Được, việc này tôi sẽ điều tra, tôi sẽ báo cho Chủ tịch Lam, để xem Chủ tịch Lam có động đến hậu trường của người ta hay không,
nếu không dám thì tự về thu phục em trai của mình. Cục trưởng Cao Minh, Sử Kình Tùng vốn không giỏi vuốt mông ngựa nhưng vẫn phải nói ra những lời như vậy. Được rồi, làm việc thôi. Tạ Chính Khôn phất tay, bây giờ tâm tình của hắn đã tốt hơn, không vì Sử Kình Tùng vuốt mông ngựa, mà phát hiện Lam Thiệu Cương sắp ăn quả đắng. Có người mừng có người lo, lúc này trong một biệt thự, Nhiếp Nhân Kiệt đã xuất viện nhưng trên mặt tràn đầy sầu lo, lúc này hắn đang nói chuyện với người khác ở trên mạng. Dịch tiên sinh, sự việc có phiền toái. Nhiếp Nhân Kiệt dùng những biểu hiện trên mặt mình rót lên mặt chữ. Bệnh viện của chúng ta đã xảy ra chuyện. Bệnh viện Huệ Nhân xảy ra chuyện sao? Đối phương nhanh chóng gửi tin về. Không chỉ là bệnh viện Huệ Nhân, là tất cả bệnh viện của chúng ta, hơn trăm bệnh viện mà chúng ta khống chế cổ phần đều xảy ra vấn đề, những bệnh viện mà chúng ta đầu tư cũng như vậy. Bây giờ có nhiều bệnh viện ở địa phương bị ban ngành y tế điều tra, một vài bệnh viện yêu cầu ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Nhiếp Nhân Kiệt nhanh chóng gõ phím. Tôi đã từ đủ con đường nhận được tin tức, lần này bệnh viện của chúng ta khó giữ được, đối phương có ý muốn làm chúng ta khổ chết. Chuyện gì xảy ra, lão Trịnh làm ra sao? Lão không thích đi với Tưởng Hiểu Di à? Đối phương nhanh chóng gửi tin về, tuy không thấy được biểu cảm của đối phương nhưng Nhiếp Nhân Kiệt biết bên kia đang nổi giận. Đáng tiếc Nhiếp Nhân Kiệt chỉ có thể cho đối phương một đáp án chối bỏ. Không liên quan gì đến lão Trịnh. Tuy lão có chút bất mãn nhưng cũng không nói gì, lần này người khác ra tay với chúng ta, tôi nghĩ đó chính là Y Tiểu Âm muốn thu mua bệnh viện của chúng ta. Cô ta sao, không phải đã cho Trần Tư Minh đi bàn bạc rồi à? Tôi đã nói rõ với Trần Tư Minh, chẳng lẽ ngay cả chuyện còn con như vậy cũng làm không xong? Đối phương tiếp tục hỏi. Dịch tiên sinh, là Trần Tư Minh làm hỏng việc, tôi đã sớm nói với hắn không nên làm quá, hắn lại làm sằng bậy. Hắn căn bản không chịu đàm phán tốt với Y Tiểu Âm, hơn nữa còn vừa mắt Y Tiểu Âm, còn tìm vài tên lưu manh muốn bắt nàng về hành lạc, kết quả là chọc giận cô ta. Tôi đã hỏi lão Trịnh về vấn đề này, lão Trịnh nói trừ khi chúng ta giao tất cả bệnh viện cho Y Tiểu Âm, nếu không cô ấy sẽ không dừng tay. Nhiếp Nhân Kiệt nhanh chóng gõ phím, trong lòng không khỏi mắng chửi Y Tiểu Âm, người phụ nữ kia há miệng quá lớn, vài trăm bệnh viện và những bệnh viện khác có đầu tư trọng điểm, ít nhất cũng phải vài chục tỷ. Nhưng người phụ nữ kia muốn nuốt trọn. Lão Trịnh không làm được chuyện này sao? Dịch tiên sinh bên kia rõ ràng không hài lòng. Lão Trịnh đã nói với tôi rất rõ, ông ta tình nguyện ngồi tù cũng không hỗ trợ. Mặt khác lão còn nói không ai có thể giúp chúng ta lần này, vì Y Tiểu Âm rất tức giận, trong thủ đô cũng có đại nhân vật nổi giận. Nếu chúng ta thức thời giao bệnh viện nhanh chóng, chúng ta sẽ bình yên vô sự, nếu không thì kết quả thế nào là rất khó nói. Nhiếp Nhân Kiệt trả lời. Dịch tiên sinh gửi tin đến. Người của chúng ta ở thủ đô có thu phục được chuyện này không? Bọn họ cũng trả lời như lão Trịnh. Nhiếp Nhân Kiệt trả lời. Sau đó Nhiếp Nhân Kiệt lại tiếp tục gửi tin. Dịch tiên sinh, Y Tiểu Âm kia có bối cảnh rất sâu ở thủ đô, nghe nói còn có đại nhân vật có ý với nàng. Lần này Trần Tư Minh có ý đồ bất chính nên gây ra phiền toái, tôi đã nghĩ tất cả biện pháp nhưng không thể nào giải quyết được. Một lúc lâu sau bên kia vẫn chưa gửi đến bản tin nào, nhưng đối phương còn chưa lock out, vì vậy Nhiếp Nhân Kiệt phải chờ. 5 phút sau Dịch tiên sinh cuối cùng cũng gửi tin đến. Liên lạc với đối phương, chúng ta giao Trần Tư Minh cho nàng ta xử lý, sau đó đưa giá thấp hơn bình thường 1/10, xem Y Tiểu Âm có đồng ý không. Nếu Y Tiểu Âm không đồng ý, Nhiếp Nhân Kiệt không khỏi mở miệng hỏi, phương pháp này tuy có vẻ rất ưu đãi nhưng coi như bên hắn nhượng bộ. Vấn đề là những ngày nay tin tức từ thủ đô truyền về đã nói rõ Y Tiểu Âm không muốn bỏ ra một xu nào, quyết định khống chế tất cả bệnh viện kia. Thậm chí còn có người nói cho hắn biết, thật ra với tài lực của Y Tiểu Âm thì bỏ ra vài tỷ sẽ không là vấn đề nhưng vài chục tỷ thì chịu. Vì vậy ngay từ khi bắt đầu nàng cũng không có thành ý sẽ thu mua, cử động của Trần Tư Minh có lẽ chỉ là một cơ hội cho nàng ra tay mà thôi. Như vậy xử lý cô ta. Lú này Dịch tiên sinh gửi về một tin tức, sau đó đã ao. Nhiếp Nhân Kiệt ngồi ngây người nhìn máy tính, sau đó hắn lấy điện thoại bấm một dãy số. Khi Ninh Khiết mang túi lớn bịch nhỏ về nhà thì đã là trạng vạng tối, nàng tiến vào phòng khách, buông những túi dược liệu vừa mua ra, nàng không thấy Hạ Thiên, cũng không thấy Ngải Vi Nhi và Isabella. Ninh Khiết đang nghĩ có lẽ mình đi quá lâu và Hạ Thiên đã đưa hai nàng kia đi dạo nhưng lại nghe thấy trên lầu truyền đến âm thanh không quá xa lạ, đó là tiếng rền rỉ như khóc như than, ngẫu nhiên lại bùng lên cao vút. Rất phóng đáng, đó cũng là những âm thanh từng bay ra khỏi miệng nàng.
Ninh Khiết nghe ra âm thanh của Ngải Vi Nhi, dù nàng khó thể tưởng một người phụ nữ lạnh lùng lại điên cuồng trên giường như thế, nhưng nàng biết trên đó đang có chuyện gì phát sinh. Vốn Ninh Khiết không có ý đi lên xem, nhưng khi nghĩ về cuộc điện thoại vừa nhận được thì không thể không lên, vì vậy nàng kiên trì lên lầu, đi vào căn phòng ngủ không khóa, sau đó thấy được một tình cảnh làm nàng tim đập chân run. Dám chơi song phi với hai nữ sát thủ, chồng đúng là độc nhất vô nhị. Ninh Khiết chợt có ý nghĩ này, sau đó trong lòng có chút ghen ghét, dáng người của Isabella và Ngải Vi Nhi đều đẹp hơn nàng rất nhiều, mà Ngải Vi Nhi lại điên cuồng trên giường, nàng vẫn kém hơn ở khoản này. Vì thế mà nàng hiểu vì sao Hạ Thiên thấy Ngải Vi Nhi thì sáng mắt lên. Ninh Khiết, cùng đến đây, như vậy chồng nhỏ sẽ vui vẻ hơn. Isabella lúc này thấy được Ninh Khiết, nàng đang dùng ngực mát xa lưng cho Hạ Thiên, nhưng nàng dừng động tác và vẫy tay cười hì hì với Ninh Khiết. Chồng, đã xảy ra chuyện, các người tốt nhất nên chấm dứt, tôi sẽ xuống dưới chờ. Ninh Khiết thật sự không chịu được tình cảnh này, nàng vẫn là một người phụ nữ truyền thống. Khi ở một mình với Hạ Thiên thì nàng có thể buông thả, nhưng muốn nàng cùng hai người phụ nữ khác làm loạn với Hạ Thiên, nàng sẽ khó thích ứng. Ninh Khiết nói xong thì xuống lầu, sau đó ngồi chờ trong phòng khách. Âm thanh của Ngải Vi Nhi ngày càng cao, tình huống rằng co hơn 10 phút, sau đó nàng không rên gì nữa, 5 phút sau cả ba ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng ngủ. Bọn họ cùng đi xuống lầu nhưng bước tiến của Ngải Vi Nhi không ổn, nàng phải dựa lên người Hạ Thiên. Dù là Ngải Vi Nhi hay Isabella thì đều đỏ hồng mặt, cực kỳ xinh đẹp động lòng người, đặc biệt là Ngải Vi Nhi, càng đẹp lộng lẫy. Tôi muốn ngủ một lát. Khi mọi người ngồi trên ghế thì Ngải Vi Nhi trực tiếp ghé lên đùi Hạ Thiên rồi nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích, xem ra vừa rồi nàng đã rất mệt. Isabella thì có vẻ rất tốt, điều này cũng bình thường, vì mỗi lần lên giường thì Hạ Thiên luôn ham mê Ngải Vi Nhi. Hôm nay sau khi vật lộn một hiệp với Isabella thì hắn ôm nàng lên lầu. Bắt đầu chơi song phi, sau đó Ngải Vi Nhi phần lớn chịu hỏa lực, hậu quả là mất hết sức. Vợ quỷ keo kiệt, có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi. Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết trả lời, hắn bổ sung. Mua đủ dược liệu chưa? Sao bây giờ chị mới về? Chương 1059, tôi muốn quay về Thanh Phong Sơn. Chồng, cậu cần quá nhiều dược liệu, có vài tiệm thuốc dù có nhưng không đủ, vì vậy tôi chạy đi rất nhiều nơi. Cuối cùng cũng cơ bản mua đủ thuốc, nhưng có một loại dược liệu mà dù tôi chạy khắp tất cả tiệm thuốc đều không thể mua được. Ninh Khiết có chút ngượng ngùng. Đáng lý tôi sẽ còn đi thêm vài nơi nữa, nhưng Tống Hùng điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết một tin tức quan trọng, tôi chỉ phải quay về ngay lập tức. Tin tức quan trọng gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tống Ngọc Mị đã rời khỏi thủ đô. Ninh Khiết trả lời, vẻ mặt cũng có chút sầu lo. Sao? Ngải Vi Nhi vốn đang ngái ngủ chợt ngồi dậy. Là Tống Ngọc Mị còn lợi hại hơn cả sắc lang này sao? Cô ta sẽ không lợi hại như vậy chứ? Thật sự biết rõ chúng tôi đến, nên mới ra tay sao? Không biết. Ninh Khiết lắc đầu. Sự việc mà Tống Hùng biết là không nhiều, hắn chỉ biết Tống Ngọc Mị đã rời khỏi thủ đô, hơn nữa tối qua đã đi, nhưng cô ta đi đâu thì hắn không biết. Nghe nói toàn bộ người trong Tống gia đều không biết, vì Tống Ngọc Mị đi một mình. Cũng không nói cho bất kỳ ai biết nàng đi đâu. Không đúng, cô ta đã biết tôi không còn công lực, dù muốn giết người cũng không cần tự mình đến nơi này, trừ khi cô ta biết tôi đã khôi phục rất nhiều, nhưng nếu nói như vậy thì nàng ta cũng không nên đi một mình mới đúng. Hạ Thiên lầm bầm. Người phụ nữ này đang chơi trò gì? Tống Hùng nói với tôi một chuyện rất kỳ quái, ngày hôm qua Tống Ngọc Mị chợt triệu tập tất cả nhân vật quan trọng của Tống gia, tuyên bố một việc. Ninh Khiết chợt nghĩ ra một điều. Có lẽ cậu không biết, trước kia Tống gia thật sự do Tống Ngọc Mị làm chủ, nhưng lần này cô ta tuyên bố sau này sẽ không tiếp tục ở lại Tống gia, mọi chuyện của Tống gia sẽ do Tống Ngọc Mị, một Tống Ngọc Mị khác quyết định. Ngải Vi Nhi ở bên cạnh cảm thấy chóng mặt. Vậy là có vài Tống Ngọc Mị sao? Tống Ngọc Mị kia chính là vợ Mị Mị của tôi. Hạ Thiên trả lời. Vi Nhi, Tống Ngọc Mị còn lại chính là Tống Đại Tiểu Thư ở thủ đô. Bây giờ Tống gia ở thủ đô trên danh nghĩa được Tống Kim Hòa chỉ đạo mọi chuyện, mà Tống Kim Hòa chính là cha của Tống Ngọc Mị thứ hai kia. Ninh Khiết cũng giải thích một câu. Tống Ngọc Mị này là một trong bốn đóa hoa ở thủ đô, thích mặc cổ trang, rất nổi tiếng ở thủ đô. Ngải Vi Nhi không hiểu rõ nhưng không tiếp tục hỏi, nàng chỉ biết một vấn đề, đó chính là trên đời này có hai Tống Ngọc Mị, một người rất lợi hại, là kẻ thù của tiểu sắc lang, mà một Tống Ngọc Mị còn lại thì rất đẹp,
là vợ của tiểu sắc lang Hạ Thiên. Ninh Khiết lúc này còn nói thêm. Tôi cảm thấy điều này quá cổ quái, tôi cũng đã theo cô ta vài tháng, chưa thấy cô ta nói về vấn đề này, tôi cảm thấy lần này cô ta giống như đang làm chuyện hậu sự. Không đúng, Tống Ngọc Mị này rất lợi hại, không có đối thủ, sao lại phải làm hậu sự? Chẳng lẽ cô ta cảm thấy lần này ra đi sẽ khó quay về? Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó vẻ mặt biến đổi. Không xong, người phụ nữ chết tiệt này nhất định đang đến tìm thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ, cậu nói Nguyệt Thanh Nhã. Ninh Khiết vẫn có chút hiểu rõ. Nhưng cô ta không biết Nguyệt Thanh Nhã ở chỗ nào mà. Tuy cô ta trước nay luôn nghi ngờ Nguyệt Thanh Nhã ở Thanh Phong Sơn nhưng còn chưa có được căn cứ chính xác, vì vậy chưa đến xem thế nào. Chẳng lẽ lần này cô ta nhận được tin tức chính xác nói rõ vị trí của Nguyệt Thanh Nhã? Nhất định là như vậy, người phụ nữ chết tiệt này lại làm chuyện hậu sự, như vậy biết rõ mình khó có khả năng quay về, nhưng trên đời này ngoài thần tiên tỷ tỷ thì không còn ai có thể thắng được Tống Ngọc Mị. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt trở nên nghiêm túc, hắn rất chăm chú. Tám phần là Kiều Tiểu Kiều không nghe lời tôi, tưởng rằng tôi gặp nguy hiểm và đi tìm sự giúp đỡ của thần tiên tỷ tỷ, mà thần tiên tỷ tỷ không thể rời khỏi Thanh Phong Sơn, vì vậy chủ động hiện thân kéo Tống Ngọc Mị sang. Nguyệt Thanh Nhã thật sự ở Thanh Phong Sơn. Ninh Khiết có chút kinh ngạc. Sao lần trước tôi không tìm được? Thần tiên tỷ tỷ không muốn bị người ta tìm thấy, như vậy sợ rằng sẽ chẳng ai tìm được. Hạ Thiên lầm bầm. Lúc này chị ấy rõ ràng là chủ động lộ diện, không được. Thần tiên tỷ tỷ chưa chắc đã là đối thủ của Tống Ngọc Mị, tôi phải quay về giúp thần tiên tỷ tỷ. Để tôi lên mạng xem thế nào, có lẽ là Thanh Phong Sơn bên kia có chuyện xảy ra. Ninh Khiết mở máy tính ra, nàng nhanh chóng tìm kiếm, ngay sau đó nàng tìm về được rất nhiều tin tức về Thanh Phong Sơn, lúc này tiên nữ ở Thanh Phong Sơn đã được người ta quan tâm dữ dội. Thần tiên tỷ tỷ thật sự chủ động xuất hiện. Hạ Thiên nhìn tấm ảnh chụp bóng lưng tiên nữ, trong mắt tràn đầy cái nhìn dịu dàng. Hắn không tự chủ được phải đưa tay sờ lên màn hình máy tính, giống như muốn thông qua máy tính để được tiếp xúc với thần tiên tỷ tỷ. Lúc này bên ngải Vi Nhi ở bên cạnh lại có chút ghen tị, tiểu sắc lang chết tiệt này, cho đến bây giờ vẫn chưa từng như vậy với nàng bao giờ. Ghen ghét thì ghen ghét nhưng ngải Vi Nhi lại phát hiện chỉ cần nhìn vào bóng lưng cũng biết người phụ nữ kia có sức quyến rũ phi phàm, nàng nghĩ đến tô thần tiên tỷ tỷ mà Hạ Thiên hay nói, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật sự là tiên nữ? Vậy cậu tính thế nào? Ninh Khiết lúc này cũng mở miệng hỏi Hạ Thiên. Nếu cậu đoán đúng, chúng ta ở đây cũng không nguy hiểm. Tôi muốn quay về Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên hầu như nói ra không chút do dự, hắn có quyết định. Tôi muốn đi giúp thần tiên tỷ tỷ. Nhưng bây giờ cậu căn bản không giúp được chị ấy. Ninh Khiết nhịn không được phải nói. Nếu làm không tốt còn sinh ra vướng víu, làm chị ấy vướng tay bận chân. Đúng vậy. Đều là do người phụ nữ chế tiệt Tống Ngọc Mị làm tôi không thể giúp cho thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên đột nhiên có chút bực bội. Nhưng 16 năm qua thần tiên tỷ tỷ chưa ra ngoài, lần này đột nhiên xuất hiện nhất định là vì tôi, nếu tôi để mặc chị ấy gặp nguy hiểm thì không thể, tôi cần phải quay về. Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết nói chuyện mà tiếp tục. Không xong, tối qua Tống Ngọc Mị chết tiệt đã lên đường, bây giờ sợ rằng đã đến Thanh Phong Sơn, dù lúc này tôi có chạy đi cũng không thể đến kịp, làm sao bây giờ? Máy bay là nhanh nhất, tôi phải có được vé máy bay quay về. Chồng, cậu tỉnh táo một chút. Ninh Khiết không khỏi nhíu mày, Hạ Thiên bây giờ không quá bình tĩnh, trong ấn tượng của nàng thì dù hắn bị Tống Ngọc Mị ném đến cảng thành cũng không mất bình tĩnh như vậy. Xem ra hắn thật sự có tình cảm rất sâu với thần tiên tỷ tỷ Nguyệt Thanh Nhã, vì vậy bây giờ không còn tỉnh táo. Này, cậu vội vã như vậy làm gì? Tống Ngọc Mị kia nếu đã chuẩn bị hậu sự thì nói rõ cô ta căn bản chưa nắm chắc sẽ thắng được thần tiên tỷ tỷ của cậu. Ngải Vi Nhi tức giận nói một câu. Bây giờ cậu có chạy đến cũng không kịp, hơn nữa cậu chạy qua cũng chỉ vướng víu, không bằng cậu tranh thủ thời gian khôi phục lại công lực, Ninh Khiết không phải giúp cậu mua dược liệu về rồi sao? Đúng vậy, người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị nhất định sẽ không thể đánh lại thần tiên tỷ tỷ, thật ra thần tiên tỷ tỷ rất lợi hại. Nếu không phải có bệnh thì Tống Ngọc Mị không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ Tống Ngọc Mị cũng bị thương, thần tiên tỷ tỷ chắc sẽ không có gì phải sợ. Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút an lòng, hắn chỉ lo lắng Tống Ngọc Mị tìm được thần tiên tỷ tỷ, bây giờ Tống Ngọc Mị đi tìm thần tiên tỷ tỷ, hơn nữa nhất định là tìm được, vì vậy mà hắn có chút luống cuống. Nếu thần tiên tỷ tỷ xảy ra chuyện thì sau này hắn thật sự không biết nên làm thế nào.
thật ra Nguyệt Thanh Nhã đã có thể chủ động hẹn Tống Ngọc Mị, nói rõ cô ta không thể nắm chắc. Ninh Khiết còn nói thêm. Hạ Thiên lại lắc đầu. Không phải như thế, thần tiên tỷ tỷ không thể xuống núi, nếu xuống núi thì bệnh tình của nàng sẽ thêm nặng, cho nên mới gọi Tống Ngọc Mị đến. Nhưng vợ Vi Nhi cũng nói đúng, bây giờ tôi có chạy qua cũng không kịp, hơn nữa thần tiên tỷ tỷ cho dù đánh không lại Tống Ngọc Mị thì cũng có thể tạm thời chạy thoát. Chị ấy rất quen thuộc Thanh Phong Sơn, Tống Ngọc Mị không quen thuộc, nếu thần tiên tỷ tỷ muốn tránh đi thì Tống Ngọc Mị sẽ khó thể tìm được nàng. Nếu như vậy thì không bằng dựa theo lời của Vi Nhi, trước tiên cậu phải khôi phục công lực, không phải cậu đã nói chỉ cần khôi phục lại công lực thì có thể thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm sao? Đến lúc đó nếu cậu quay về Thanh Phong Sơn mà thần tiên tỷ tỷ bị thương thì cậu cũng có thể chữa thương, nếu bây giờ cậu đi, dù chị ấy bị thương thì y thuật của cậu sẽ có trợ giúp rất lớn. Ninh Khiết nhanh chóng nói. Không sai, cứ như vậy, vợ quỷ keo kiệt, chị mau đưa dược liệu cho tôi sẽ bắt đầu phối dược. Hạ Thiên suy tư một chút, sau đó đưa ra quyết định, sau đó hắn mới nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, trước đó chị nói thiếu dược liệu nào. Đúng vậy, cậu muốn nhân sâm 100 năm trở lên, tôi đã chạy nhiều tiệm thuốc nhưng nói không có, bọn họ còn nói loại nhân sâm núi kia rất ít, muốn mua được là rất khó. Ninh Khiết cuối cùng cũng nhớ đến chuyện này, vì vậy vội vàng nói. Hừ, thứ này mà cũng không có. Hạ Thiên có chút buồn bực. Nếu không có nhân sâm núi thì hiệu quả của dược liệu là rất kém, không thể nào trung hòa nhiều âm hỏa như vậy, không được, phải nghĩ biện pháp để lấy được nhân sâm núi. Đúng rồi, có một ông chủ tiệm thuốc nói, khoảng thời gian này thật ra tiệm thuốc cũng có đấu giá một cây sâm núi vài trăm năm, nhưng rốt cuộc là ai mua thì ông ta không rõ. Ninh Khiết nghĩ đến một chuyện, sau đó tranh thủ thời gian mở máy tính. Nếu là đấu giá thì sẽ được đưa tin, tôi sẽ tìm xem thế nào. Nhưng lúc này đây cũng thật sự không biết được, tuy tìm được tin tức về buổi bán đấu giá, tin tức cũng xác nhận đó là nhân sâm núi vài trăm năm trở lên, giá cả là 3 triệu 8, rốt cuộc là ai mua thì không biết. Chương 1060, sâm núi vài trăm năm. Người mua nhân sâm núi có thể dùng nó để bồi bổ hoặc là chữa bệnh, nếu đã mua khá lâu thì đã sử dụng rồi, dù tìm được người cũng vô dụng. Ngải Vi Nhi ở bên cạnh nói một câu. Nàng tuy không nghiên cứu gì về vấn đề này nhưng vẫn hiểu rõ, nhân sâm núi không phải là hoa, mua về không phải để trang trí. Đúng vậy, vì vậy nhất định phải tìm được một cuộc đấu giá khác gần nhất. À, đây có một cuộc đấu giá, vừa xảy ra chưa được một tuần, là một củ nhân sâm núi hơn 100 năm, trồng chỉ cần hơn 50 năm là được, đối phương dù dùng ngay cũng chưa hết, nếu tìm được người này thì quá tốt. Ninh Khiết vừa tìm tòi tư liệu trên mạng vừa nói. Đấu giá ở đâu? Ngải Vi Nhi lại hỏi. Chúng ta có thể đến hỏi thăm xem người mua là ai. Là đấu giá ở Cảng Thành, nhưng người ta không nói điều gì, tất cả đều được giữ bí mật. Ninh Khiết điều tra tư liệu trên mạng. Điều này phải bắt buộc bọn họ phải nói. Ngải Vi Nhi ngồi thẳng người lên. Cho tôi địa chỉ đấu giá, tôi sẽ đi tìm củ sâm núi kia về. Điều này không tốt lắm. Ninh Khiết ngẩn ngơ, lúc này nàng đã biết Ngải Vi Nhi muốn làm gì. Nói trắng ra là đi cướp sâm. Có gì mà không được, nếu bọn họ không đưa sâm ra, sẽ giết sạch. Ngải Vi Nhi cuối cùng không thèm quan tâm đến điều này, đối với một sát thủ thì nàng tất nhiên sẽ thấy điều này chẳng có gì là không bình thường. Trong mắt nàng thì vì người đàn ông của mình mà giết vài người, cướp vài món đồ là việc nên làm. Chồng, cậu xem. Ninh Khiết lúc này cũng không có ý nghĩ gì khác, nàng quay đầu hỏi Hạ Thiên, nàng đã biết rất rõ, Ngải Vi Nhi sẽ không nghe lời mình. Nếu Hạ Thiên không nói lời nào thì Ngải Vi Nhi sợ rằng sẽ lập tức phóng đến khu đấu giá, nếu không tốt thì đêm nay nơi đó sẽ xuất hiện sự kiện đổ máu. Vợ Vi Nhi, bây giờ chị nên nghỉ ngơi. Hạ Thiên kéo Ngải Vi Nhi ngồi xuống. Tôi không sao. Ngải Vi Nhi có chút quật cường. Trước tiên cậu chuẩn bị dược liệu, tôi và Isabella sẽ lập tức đi ra ngoài, chậm nhất là sáng mai thì chúng tôi nhất định đưa sâm núi về. Không cần, bây giờ chị đi là không an toàn. Cũng không nhất định sẽ đưa sâm về được, hơn nữa đến ngày mai cũng quá muộn rồi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu. Nếu không thì tôi đi. Ninh Khiết cuối cùng cũng chủ động xin đi, tuy nàng thấy đi cướp không có gì là tốt nhưng vì Hạ Thiên, nàng muốn đi cướp một lần. Các chị đều không cần phải đi. Hạ Thiên từ chối. Vợ quỷ keo kiệt, đưa điện thoại cho tôi mượn, tôi muốn dùng điện thoại. Ninh Khiết đưa điện thoại cho Hạ Thiên, nàng không nhịn được phải hỏi. Cậu muốn điện thoại cho ai? Hạ Thiên không nói gì,
chỉ nhanh chóng bấm vài số điện thoại này hắn rất quen thuộc, đã sớm ghi tạc vào trong lòng. Điện thoại nhanh chóng được chuyển, Hạ Thiên không đợi bên kia nói điều gì mà mở miệng. Vợ, là tôi. Chồng, thật sự là cậu sao? Giọng nói ở bên kia vừa vui sướng vừa có vẻ nức nở. Cậu ở đâu, cậu không sao chứ? Vợ, tôi không sao, trước tiên đừng hỏi những điều này, còn nhớ đừng nói cho bất kỳ người nào biết tôi điện thoại cho chị, bây giờ tôi muốn chị giúp làm một việc. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Trước đây vài ngày ở Cảng Thành có một cuộc đấu giá nhân sâm 100 năm, chị phải tìm cách lấy củ sâm núi này cho tôi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến địa chỉ này, trước tiên chị ghi lại địa chỉ đi. Được, chồng, cậu nói đi. Đầu dây bên kia không phải là ai khác chính là Mộc Hàm ở thủ đô, dù sao nàng cũng là đặc công có tố chất tâm lý rất tốt, vì vậy nhanh chóng chấn định trở lại. Tôi sẽ nhớ kỹ. Hạ Thiên nói địa chỉ của mình, sau đó nàng tiếp tục dặn dò. Vợ, chị nhớ đừng cho bất kỳ ai biết về điều này, cũng đừng tới tìm tôi, nếu không có gì bất ngờ thì sau này tôi sẽ tìm chị. Còn cây sâm núi kia thì nên đưa đến càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, người mua sâm có lẽ vì muốn chữa bệnh, chị nói cho người ta biết, chỉ cần đưa nhân sâm núi cho tôi, sau này tôi sẽ đến giúp chữa bệnh, nếu không cho thì trực tiếp cướp đoạt. Được, tôi biết rõ, tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tìm nhân sâm trăm năm đưa cho cậu. Mộc Hàm nhanh chóng nói, nàng biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ rất quan trọng với chồng mình, vì vậy nàng cũng không nói nhiều lời mà cúp điện thoại, nàng cố gắng áp chế niềm vui sướng vì tìm được chồng ở trong lòng, lập tức điều động nhân sự của ám tổ, truy tìm cây sâm núi. Lúc này Hạ Thiên cúp điện thoại, Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi. Chồng, cậu liên lạc với chị ấy, không sợ Tống Ngọc Mị biết sẽ gây phiền toái sao? Người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị đã rời khỏi thủ đô, không còn việc gì nữa rồi. Chỉ cần tìm được sâm núi thì vài ngày nữa tôi chẳng còn gì phải sợ. Hơn nữa tôi đã nói vợ tóc vàng nên giấu chuyện này, không nói cho ai khác biết, vì vậy tạm thời dù Tống Ngọc Mị thật sự ở thủ đô thì cũng chẳng biết. Hạ Thiên nhanh chóng nói, lúc này hắn thật sự có quá nhiều cố kỵ, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để tìm ra sâm núi, chỉ như vậy hắn mới khôi phục lại công lực với tốc độ nhanh nhất, sau đó có thể chạy đến Thanh Phong Sơn. Có lẽ như vậy có chút mạo hiểm nhưng vì thần tiên tỷ tỷ, hắn cũng phải chịu. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Vợ Vi Nhi, vợ Isabella, các chị trước tiên cứ đi nghỉ ngơi. Vợ Quỷ Keo Kiệt, chị ở chỗ này chờ, sâm núi sẽ nhanh chóng được đưa đến. Bây giờ tôi đi luyện dược liệu khác, chờ tôi làm tốt thì nhân sâm sẽ đến. Sau đó tôi dùng thuốc, mọi người hộ pháp, để tránh bị quấy rầy. Hạ Thiên cũng không tiếp tục nói chuyện với ba người ngải Vi Nhi, hắn cầm dược liệu đi vào phòng bếp, bắt đầu quá trình luyện chế xuân dược cao cấp. Tuy luyện dược nơi này cũng chẳng tốt gì nhưng hắn làm việc thật sự không cần lửa, thực tế băng hỏa linh khí của hắn chính là thứ luyện dược, tất nhiên nếu có thêm chút lửa sẽ tốt hơn, vì vậy hắn thật sự chọn phòng bếp luyện dược. Trong phòng khách Ninh Khiết nói với ngải Vi Nhi và Isabella. Các chị cứ đi nghỉ ngơi trước, vài ngày sau đều rất quan trọng với chồng và chúng ta. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn thức ăn chưa? Ngải Vi Nhi hỏi một câu. Không nhiều lắm. Chị nhắc nhở tôi mới nhớ, thế này đi, bây giờ tôi sẽ đến siêu thị mua thêm. Ninh Khiết nói rồi nhanh chóng ra cửa. Chưa đến 10 phút sau Ninh Khiết đã về nhà, trên tay có rất nhiều đồ ăn thức uống, còn có rất nhiều mì, có lẽ vài ngày sau các nàng cũng không cần phải ra khỏi cửa. Lúc này ngải Vi Nhi trực tiếp nằm ngủ trên ghế salon, Isabella thì vẫn còn tỉnh táo, dù sao nàng cũng không buồn ngủ như vậy. Chị cũng đi nghỉ đi, chỉ cần tôi ở đây là được. Ninh Khiết nói với Isabella. Isabella gật đầu, nàng cũng không lên lầu, cũng dựa lên ghế salon, chỉ một lúc lâu sau đã ngủ. Trong phòng rất ấm áp, cả hai cũng không sợ cảm lạnh. Ninh Khiết ngồi ở phòng khách, nàng không đi vào phòng bếp, phía phòng bếp thỉnh thoảng bùng lên mùi thuốc làm nàng biết Hạ Thiên đang phối dược, nhưng nàng cảm thấy không cần phải đến xem, dù sao nàng cũng không hiểu, lại sợ quấy rầy Hạ Thiên. Ninh Khiết ngồi trong phòng khách chưa đến một giờ thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Ninh Khiết lập tức đi ra mở cửa, sau đó nàng thấy một nam một nữ đứng bên ngoài. Chào chị, xin hỏi đây có phải là biệt thự số 118 khu Hồ Hương Tuyết không? Khi thấy Ninh Khiết thì người đàn ông khách khí hỏi. Đúng vậy, hai người mang đồ đến sao? Ninh Khiết hỏi. Chúng tôi phụng lệnh đưa nhân sâm núi đến, làm phiền chị cất kỹ. Mặt khác Mộc tiểu thư cũng đã đặc biệt phân phó. Sau khi nhận được sâm nên điện thoại xác nhận. Người đàn ông đưa đến một chiếc hộp tinh xảo.
Ninh Khiết mở hộp ra xem, bên trong quả nhiên là một cây sâm. Làm phiền các người rồi, tôi vào đây. Ninh Khiết nhanh chóng đi vào, sau đó nàng đi vào phòng bếp. Chồng, cậu xem, đây có phải là nhân sâm núi cậu cần không? Hạ Thiên tiếp nhận xem xét, hắn khẽ gật đầu, có chút hưng phấn. Đúng vậy, đây là sâm núi trên trăm năm, thứ này rất tốt, có lẽ chừng một giờ nữa sẽ luyện chế xong. Chồng, người đưa đến có nói, có một vị mục tiểu thư chờ điện thoại xác nhận. Ninh Khiết nói thêm. À, được. Hạ Thiên biết Mộc Hàm lo lắng nên lập tức điện thoại đến xác nhận, sau đó tiếp tục ở trong sự nghiệp điều chế xuân dược vĩ đại. Ninh Khiết cũng nhanh chóng phát hiện hai người đưa sâm đến vẫn còn đứng ngoài cửa, sau khi Hạ Thiên gọi điện thoại thì bọn họ nhanh chóng bỏ đi, điều này làm nàng thầm bội phục. Đối phương không chỉ làm việc nhanh chóng, tìm được nhân sâm chỉ sau một giờ, hơn nữa cũng rất cẩn thận. Còn cây sâm kia rốt cuộc lấy từ đâu, Ninh Khiết không quan tâm, mà Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn đang bận luyện dược. Dược liệu Ninh Khiết mua về cộng thêm một cây sâm núi có giá trị vài triệu đồng, tất cả được chất đống thành một ngọn núi nhỏ, nhưng ngọn núi đó bị Hạ Thiên vung tay qua và biến thành bột phấn, cuối cùng hóa thành một chất lỏng trong suốt trong bình. Lúc này coi như xuân dược siêu cấp của Hạ Thiên đã luyện chế thành công. Nên thử xem hiệu quả thế nào. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình, hắn lẩm bẩm nói, sau đó đi ra phòng bếp, vào phòng khách. Ninh Khiết đang ngồi chờ ở phòng khách. Khi thấy Hạ Thiên đi ra thì vội vàng hỏi thăm. Phối dược xong chưa? Đã rất tốt. Hạ Thiên nhìn bình thuốc nhỏ trên tay. Trước tiên tôi thử xem thế nào. Còn phải thử sao? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Trước kia tôi chưa từng điều phối thứ này, vì vậy chưa dùng thử lần nào, nếu dùng quá nhiều cũng không tốt, ăn ít thì sợ rằng không đủ phản công âm hỏa. Vì vậy trước tiên tôi phải thử, xem hiệu quả thế nào, sau đó mới biết nên dùng bao nhiêu. Hạ Thiên giải thích, sau đó hắn nhỏ một giọt nước trong suốt vào miệng, thuận thế khoanh chân lại. Một phút sau Hạ Thiên thì thào nói. Quả nhiên không hổ danh là xuân dược của đệ nhất thần y, không như bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1060.